Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 160. Nhìn Dương Diệp trước mắt rơi lệ đầy mặt, tim Bạch Chỉ Tiên chợt nhói đau. Nam nhân trước mắt này tự nhiên có thể nhu tình. Ấn tượng của nàng về Dương Diệp là vô sỉ, lòng dạ ác độc, quyết đoán, cực đoan, to gan, mất trí. Nàng không ngờ được một nam nhân còn kiêu hùng như vậy lại tự nhiên sẽ khóc. Không thật sự thương tâm, nam nhân trước mắt này làm sao có thể rơi nước mắt được. Lúc này, nàng đột nhiên thấy tò mò về An Nam Tĩnh. Rốt cuộc đó là nữ tử thế nào mà có thể làm cho nam nhân trước mắt này trở thành như vậy. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất, tay phải của hắn đặt ở trên gương mặt của Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên nhíu mày và đang muốn đẩy Dương Diệp ra, nhưng nghĩ tới điều gì, tay phải nàng nắm chặt dần dần thả lỏng. Mà giờ phút này, trên người Dương Diệp toàn vẫn có ý điên, nhưng so với trước lại thiếu đi rất nhiều khí thế tàn ác cùng sát ý, tuy nhiên, toàn thân hắn thoạt nhìn vẫn rất không bình thường. Tay trái của Dương Diệp đột nhiên vòng qua thắt lưng của Bạch Chỉ Tiên, sau đó ôm thật chặt nàng vào trong lòng, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên cực kỳ khó coi nhưng không dám ra tay. Bởi vì An Nam Tĩnh sẽ không ra tay với Dương Diệp. Nếu như nàng ra tay, Dương Diệp trước mắt này nhất định sẽ theo bản năng ý thức được nàng không phải là An Nam Tĩnh, khi đó lấy tình trạng của Dương Diệp hiện tại, người đầu tiên sẽ giết chính là nàng, người thứ hai sẽ giết lại là tất cả mọi người bên trong Bạch Đế Thành. Mà lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, một khi làm cho hắn điên lên, không thể nghi ngờ chính là một tai họa đối với nàng cùng Bạch Đế Thành. Tai họa rất lớn. Dương Diệp cứ ôm Bạch Chỉ Tiên như thế, qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên rời khỏi phòng, mà ở bên cạnh nàng có một nam tử mặc trường bào. Trên mặt nam tử này đeo một mặt nạ kỳ lạ, căn bản không nhìn thấy được tướng mạo. Người này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Bạch Chỉ Tiên tất nhiên không dám để cho Dương Diệp lấy mặt mũi thật gặp người, bây giờ Thủy Nguyên tộc đang điên cuồng tìm Dương Diệp, nếu để cho Thủy Nguyên tộc biết Dương Diệp ở đây, vậy Thủy Nguyên hình nhất định sẽ dẫn theo cường giả Thủy Nguyên tộc tới Bạch Đế Thành, không chỉ Thủy Nguyên tộc, ba tông năm tộc còn lại nhất định cũng sẽ chen một chân vào. Không chỉ có vậy, sợ rằng ngay cả Tiên Phủ cũng sẽ ra mặt, phải biết rằng Dương Diệp đã giết chết đệ nhất mỹ nữ của Tiên Phủ người ta. Đối với việc trước đây Dương Diệp chém giết thiên cầm nữ của Tiên Phủ, trong lòng nàng cũng là có chút chấn động. Nam nhân này thật sự quá giỏi. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng trước đây. Thu hồi mạch suy nghĩ, Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh, bây giờ Dương Diệp đã xem nàng là An Nam Tĩnh, sau đó theo nàng một tấc cũng không rời, điều này làm cho nàng rất đau đầu. Nhưng nàng lại không dám chọc giận Dương Diệp, nếu để cho Dương Diệp lại bước vào trạng thái điên. Khi đó sợ rằng ai cũng không khống chế được hắn. Đây là phúc mà cũng là họa. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu, sau đó dẫn theo Dương Diệp đi tới trong một cung điện dưới đất. Bên trong cung điện có hai người mặc áo đen đang đứng, khi thấy hai người mặc áo đen này, Dương Diệp ở bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên biến sắc, vội vàng nói. Dừng tay! Ầm ầm! Bạch Chỉ Tiên vừa dứt lời. Hai người mặc áo đen này đã trực tiếp bay ra ngoài, Dương Diệp đang muốn ra tay lần nữa, lúc này, Bạch Chỉ Tiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn và kéo tay hắn lại. Lúc này Dương Diệp đã ngừng lại, quanh người hắn có rất nhiều oán linh cùng ý điên chậm rãi trở lại trong cơ thể. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu lại, hai người mặc áo đen này mặc dù không chết, nhưng đã bị thương nặng, một người trong đó còn mất một cánh tay. Thật may là vừa rồi Dương Diệp không thi triển ra kiếm vực, nếu không, sợ rằng hai người này đã trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Bạch Chỉ Tiên quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, thực lực của Dương Diệp này còn mạnh hơn trước đây rất nhiều. Đặc biệt là sau khi hắn lĩnh ngộ ý điên, thực lực trước đây hoàn toàn không thể so sánh được. Hơn nữa, ngoại trừ ý điên, nhưng oán linh trên thân Dương Diệp bây giờ cũng rất đáng sợ, chung theo phía sau Dương Diệp, sau khi hoàn toàn được phóng ra. Bọn chúng nhìn thấy người nào liền nghĩ giết người đó. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không thể giết người lung tung, hiểu chưa? Dương Diệp không trả lời. Bạch Chỉ Tiên nhíu mày, thật ra nàng biết rất rõ tình hình của Dương Diệp hiện tại, bây giờ hắn xuất phát từ trạng thái điên, muốn giải trừ trạng thái điên này, biện pháp trực tiếp nhất chính là làm cho kiếm ý và sát ý của Dương Diệp trấn áp ý điên, chỉ cần có thể trấn áp ý điên, Dương Diệp dĩ nhiên sẽ tỉnh táo lại. Nhưng vấn đề là bây giờ cho dù kiếm ý cùng sát ý liên thủ cũng không làm gì được ý điên này. Hơn nữa bây giờ ý điên này còn được những oán linh giúp đỡ.
có thể nói kiếm ý và sát ý xem như đã hoàn toàn nghỉ ngơi. Hai luồng ý cảnh này đấu cả đời, cuối cùng lại bị ý điên nhặt được lợi ích. Không cần phải nói, hai luồng ý cảnh chắc chắn đều rất ủy khuất. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía hai người mặc áo đen. Các ngươi lui ra đi. Hai người cung kính thi lễ, sau đó lặng lẽ lui xuống. Bạch Chỉ Tiên kéo Dương Diệp đi sâu vào bên trong cung điện, rất nhanh đã dẫn hắn đi tới trong một gian mật thất. Hai tay nàng kết ra một thủ ấn kỳ lạ, cả mật thất đột nhiên chấn động. Mà vào lúc này, Dương Diệp bên cạnh nàng đột nhiên nhíu mày, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm cả kinh, vội vàng kéo tay của Dương Diệp lại, hắn dần dần trở nên bình tĩnh. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên buông lỏng, sau đó nhìn về phía trước mặt, nơi đó đã xuất hiện một cột tròn, ở trên đó có một cái hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc có hai khối ngọc bài màu tím. Bạch Chỉ Tiên nhìn chúng rất lâu, sau đó khẽ nói. Không thành công thì thành nhân. Vừa dứt lời, nàng thu hai khối ngọc bài, sau đó lại muốn dẫn theo Dương Diệp rời đi, mà lúc này, Dương Diệp ở bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên xoay người, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Trong mật thất đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, thoáng cái, một bóng đen xuất hiện ở chỗ góc khuất phi ti mật thất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên cực kỳ khó coi. Nàng không ngờ được bên trong mật thất này còn có người. Dương Diệp lại muốn ra tay, Bạch Chỉ Tiên đã ngăn cản hắn và quay đầu lại nhìn về phía người áo đen kia. Ngươi là người nào? Người áo đen nói. Bạch Đế Nữ Hoàng, chủ nhân nhà ta muốn hai khối vĩnh hằng lệnh, không biết các hạ có thể bỏ được những thứ yêu thích không? Vĩnh hằng lệnh. Bạch Chỉ Tiên nheo mắt và muốn nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên bên cạnh nàng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của người áo đen, thoáng cái, một thanh kiếm trực tiếp chém xuống. Kiếm vực. Một kiếm hạ xuống. Người áo đen kia hoảng hốt. Đây là kiếm vực, ngươi là Dương Diệp, ngươi, sao có thể như vậy được? Theo người áo đen vừa dứt lời, thanh kiếm kia đã rơi xuống. Nhưng không thấy người áo đen đâu, trên mặt đất chỉ còn lại bộ trang phục màu đen. Mà lúc này, cửa mật thất đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một bóng người từ cửa bay ngược về phía trong mật thất. Cửa mật thất, Bạch Chỉ Tiên lạnh lùng nhìn bóng người kia và đang muốn nói, nhưng theo một đường kiếm quang chợt lóe lên, bóng người kia trực tiếp biến thành hai đoạn. Chết không thể chết hơn. Bạch Chỉ Tiên, trong mật thất đột nhiên xuất hiện rất nhiều oán linh, những oán linh kia đều nhào về phía thi thể người áo đen, cắn nuốt oán khí. Nhìn những oán linh kia, trong mắt Bạch Chỉ Tiên có kiêng kỵ rất sâu. Đúng lúc này, những oán linh kia cắn nuốt xong oán khí của người áo đen kia liền lập tức quay đầu lại nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên nhíu mày. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, ánh mắt của những oán linh kia lập tức từ rời khỏi nàng. Bọn họ đều không dám khiêu chiến với quyền uy của Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp chỉ cần có ý nghĩ muốn giết thì sợ rằng bọn họ đều phải chết. Bạch Chỉ Tiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng dẫn theo Dương Diệp rời khỏi mật thất. Bạch Đế Điện. Bạch Chỉ Tiên mới vừa mời trong điện, sắc mặt liền trầm xuống. Ở trong đại điện có một nam tử đang đứng, khi thấy Bạch Chỉ Tiên, trên mặt nam tử lập tức khẽ cười. Chỉ Tiên, nàng tới rồi. Bạch Chỉ Tiên nhíu mày. Nam Ly Hiền, người tới đây làm gì? Nam tử tên là Nam Ly Hiền này cười nói. Vĩnh Hằng bí cảnh lập tức mở ra, ta nghĩ đến Chỉ Tiên nàng hẳn sẽ đi, ta đặc biệt tới mời nàng đi cùng. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Cảm ơn, nhưng ta thấy không cần đâu. Nam Ly Hiền hơi ngẩn người, sau đó nói. Chỉ Tiên, chúng ta đi cùng nhau có thể chăm sóc cho nhau, nàng thấy thế nào? Bạch Chỉ Tiên nói. Không cần, ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Chỉ Tiên, chúng ta lại nói trắng ra đi. Nàng đưa một mật lệnh vĩnh hằng cho ta, Nam Ly gia ta sẽ có ba cường giả đạo chân cảnh bước vào trong đó, đến lúc đó, bọn họ có thể đi cùng nàng, bảo vệ nàng bình yên đi ra, được không? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Bạch Chỉ Tiên nói. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Nam Ly Hiền. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, tuy nhiên sống chết có số, phú quý do trời quyết định, nếu như ta xảy ra chuyện gì ở trong vĩnh hằng bí cảnh thì cũng là số mạng của ta, không trách được người khác. Nam Ly Hiền nhìn Bạch Chỉ Tiên rất lâu, hắn đột nhiên khẽ cười, sau đó nói. Cũng được, nếu Chỉ Tiên đã kiên trì, ta cũng không nói thêm nữa, tránh cho nàng càng thêm khó chịu.
Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói. Chỉ Tiên, theo ta được biết thì Bạch Đế Thành có hai mật lệnh vĩnh hằng, có thể nhường lại một cái cho ta được không? Nghe vậy, hai mắt Bạch Chỉ Tiên nheo lại. Nam Ly Hiền, đây mới là mục đích thực sự của ngươi đúng không? Làm gì có? Nam Ly Hiền cười nói. Chỉ Tiên, chúng ta lại nói trắng ra đi. Nàng đưa một mật lệnh vĩnh hằng cho ta, Nam Ly gia ta sẽ có ba cường giả đạo chân cảnh bước vào trong đó. Đến lúc đó, bọn họ có thể đi cùng nàng, bảo vệ nàng bình yên đi ra, được không? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Bạch Chỉ Tiên nói. Nụ cười trên mặt Nam Ly Hiền dần dần biến mất. Vĩnh hằng bí cảnh rất dễ dàng xảy ra bất ngờ gì, nàng cứ nói xem. Đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên bước tới, Bạch Chỉ Tiên vội vàng kéo tay của Dương Diệp và quay đầu lại nhìn về phía Nam Ly Hiền. Đi, lập tức đi đi. Nam Ly Hiền nhíu mày. Nàng nói vậy là có ý gì? Bạch Chỉ Tiên kéo chặt tay của Dương Diệp, trầm giọng nói. Nam Ly Hiền, nếu như ngươi không muốn chết thì nhanh cút đi. Ngay lập tức, nàng đã sắp không khống chế được Dương Diệp nữa rồi. Trong mắt Nam Ly Hiền lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Bạch Chỉ Tiên, nàng. Mau cút đi. Bạch Chỉ Tiên đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Con mẹ nó, ta là muốn tốt cho ngươi thôi. Vẻ mặt Nam Ly Hiền thâm trầm đáng sợ. Ta vẫn không đi, ta thật sự muốn xem thử Bạch Chỉ Tiên dám làm khó dễ gì được ta. Lúc này có thể nói là Bạch Chỉ Tiên tức giận tới cực điểm. Nam Ly Hiền là một cường giả đạo chân cảnh của Nam Ly gia, nếu như đối phương xảy ra chuyện ở đây, Bạch Đế Thành khó thoát khỏi tội. Không chỉ có vậy, tình hữu nghị còn sót lại chẳng bao nhiêu giữa Bạch Đế Thành cùng Nam Ly gia sợ rằng cũng sẽ biến mất, thậm chí trở thành đối địch. Nhưng Nam Ly Hiền lại không đi. Không đi. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên đã sắp không khống chế được Dương Diệp. Mà ánh mắt Nam Ly Hiền cũng nhìn sang Dương Diệp, khi thấy Bạch Chỉ Tiên kéo tay của Dương Diệp, ánh mắt Nam Ly Hiền lập tức lạnh xuống, đầy sự thù địch. Chính là sự thù địch này làm cho Dương Diệp trực tiếp vùng khỏi tay của Bạch Chỉ Tiên. Trong phút chốc, một thanh kiếm màu đen đột nhiên trực tiếp từ trên đỉnh đầu của Nam Ly Hiền chém xuống. Nam Ly Hiền ngây người. Hoàn toàn ngây người. Hắn không ngờ được người áo đen bên lạnh Bạch Chỉ Tiên lại đột nhiên ra tay với mình, càng không nghĩ đến người ra tay có thực lực khủng khiếp như vậy. Một kiếm. Chỉ là một kiếm lại làm cho lông tóc hắn đều dựng ngược. Một kiếm này của Dương Diệp cũng không phải là một kiếm bình thường, mà kiếm vực gia tăng thêm ý cảnh đạo chân cảnh. Cộng thêm hắn ở gần Nam Ly Hiền như vậy, có thể nói, Nam Ly Hi Kền căn bản không có cơ hội tránh né. Trong lúc vội vàng, Nam Ly Hiền cũng không có cách nào làm ra phản kích tốt nhất, chỉ có thể bị ép phải chống đỡ. Một khí thế đạo chân cảnh mạnh mẽ từ trong cơ thể Nam Ly Hiền phóng lên cao, nhưng khí thế này mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp chém thành hư vô. Kiếm hạ xuống. Suy. Cơ thể Nam Ly Hiền lập tức hóa thành hai đoạn. Linh hồn hắn trực tiếp thoát khỏi cơ thể, sau đó chạy về phía ngoài điện. Mà vào lúc này, ngoài cửa điện có một tay đột nhiên bóp lấy cổ họng của linh hồn Nam Ly Hiền. Người ra tay chính là Bạch Chỉ Tiên. Nam Ly Hiền nhìn chằm chằm Bạch Chỉ Tiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Chỉ Tiên, nàng giết ta thì Nam Ly gia sẽ không bỏ qua cho Bạch Đế Thành đâu. Nàng chắc hẳn hiểu rõ tình cảnh Bạch Đế Thành của nàng hiện tại chứ. Bạch Chỉ Tiên nói, ta bảo ngươi đi, đáng tiếc là ngươi không đi, nếu ngươi đã không đi, vậy thì đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, răng rắc, linh hồn Nam Ly Hiền trực tiếp nổ tung ra, hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ linh hồn rơi xuống, nhưng chẳng bao lâu, rất nhiều oán linh liền cắn nuốt những mảnh nhỏ linh hồn này. Bạch Chỉ Tiên im lặng liếc nhìn Dương Diệp trước mặt. Lúc này, nàng cảm thấy mình có lẽ đã phạm phải một sai. Để người này đi theo bên cạnh thật sự là chuyện tốt sao? Nhưng bây giờ nàng muốn đổi ý cũng không kịp. Bây giờ Dương Diệp đã xem nàng là An Nam Tĩnh, phải nói là tiềm thức xem nàng là An Nam Tĩnh. Nếu như nàng làm cho Dương Diệp ý thức được nàng cũng không phải là An Nam Tĩnh, không cần phải nói, người kế tiếp Dương Diệp muốn giết chính là nàng. An Nam Tĩnh sẽ không làm bất kỳ chuyện gì bất lợi cho Dương Diệp, lại không biết làm chuyện khiến cho Dương Diệp hắn thương tâm. Nên Bạch Chỉ Tiên nàng bây giờ cũng không thể. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng dẫn theo Dương Diệp rời khỏi đại điện.
hai người rời khỏi Bạch Đế Thành và đi tới trong tinh không vô tận. Còn mấy tháng nữa thì Vĩnh Hằng Bí Cảnh mới mở ra, nhưng nàng không dám để cho Dương Diệp ở lại Bạch Đế Thành. Bây giờ Dương Diệp quá không ổn định, một khi làm không tốt, sợ rằng Dương Diệp sẽ phải giết sạch Bạch Đế Thành. Bây giờ phải để Dương Diệp rời xa đám đông. Vùng đất Kiếm Khư. Đám người Kiếm Kinh đã đi tới vùng đất Kiếm Khư, bởi vì Kiếm Kinh, người trông giữ kiếm ở vùng đất Kiếm Khư ngược lại không từ chối đám người Tô Thanh Thi. Trước một mộ bia có một nữ tử váy vải ngồi xếp bằng. Kiếm Kinh dẫn theo Tiểu Bạch đi tới trước mặt nữ tử mặc vải váy, hai mắt nàng khép hờ. Ta sẽ không rời khỏi đây. Kiếm Kinh do dự một lúc, sau đó nói. Dàn xếp một lát đi. Trong những người ta quen biết, chỉ có ngươi chắc chắn có thể ép được hắn. Nếu ngươi không ra tay, lấy bộ dáng hắn bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Nữ tử váy vải khẽ lắc đầu. Kiếm Kinh, ngươi cần gì phải ép buộc ta như vậy? Kiếm Kinh im lặng rất lâu, sau đó nhìn thẳng vào nữ tử váy vải. Kiếm U, ta khuyên ngươi vẫn nên đi thì hơn. Kiếm U quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi tính uy hiếp ta sao? Kiếm Kinh chỉ vào Tiểu Bạch cách đó không xa. Ngươi xem thật kỹ nàng đi, nhìn kỹ một chút. Tiểu Bạch. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Bạch. Ta biết là linh chủ. Ngươi nhìn kỹ một chút nữa. Kiếm Kinh đột nhiên cao giọng. Kiếm U nhíu mày, nàng lại nhìn về phía Tiểu Bạch, rất nhanh, ánh mắt nàng nhìn tới mắt của Tiểu Bạch. Khi thấy một tia màu tím sậm trong mắt kia, vẻ mặt Kiếm U lần đầu tiên thay đổi. Trong mắt Kiếm U đầy vẻ khó tin. Sao có thể như vậy được, không có khả năng. Kiếm Kinh hít sâu một hơi. Sự thật chính là như vậy. Kiếm U, kiếm ra người đời đời kiếp kiếp dùng kiếm ý của mình, sử dụng tu vi của bản thân mình chữa trị thanh kiếm kia. Nhưng bây giờ, chỉ cần nàng gật đầu, chỉ cần nàng bằng lòng, gông xiềng nhiều đời của kiếm ra người từ nay về sau sẽ được tháo bỏ. Kiếm U chậm rãi đứng lên và đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Cho ta một lời hứa. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Kiếm Kinh khẽ nói. Nếu như nàng bằng lòng đi giúp Dương Diệp, người bằng lòng sau này giúp nàng một tay chứ? Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Kiếm U khẽ nói. Cảm ơn. Nói xong, nàng cầm thanh kiếm lớn và xoay người rời đi. Không nên tiết lộ sự tồn tại của nàng. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Chúng ta không có thực lực đó bảo vệ nàng. Nếu như tiết lộ ra sự tồn tại của nàng, nàng sống, chúng ta cũng phải chết. Kiếm U không nói gì, người càng lúc càng xa, cuối cùng bóng lưng của nàng cũng biến mất. Một năm này, người trông giữ kiếm rời khỏi vùng đất Kiếm Khư. Vùng đất Kiếm Khư, Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt, có chút không vui. Kiếm Kinh nhìn về phía Tiểu Bạch. Không có chuyện gì, nàng rất lợi hại. Tiểu Bạch liếc nhìn Kiếm Kinh, sau đó khẽ gật đầu, tiếp theo. Nàng do dự một lúc và chỉ về phía sâu bên trong vùng đất Kiếm Khư. Kiếm Kinh khẽ nói. Ngươi cảm nhận được sao? Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Kiếm Kinh nói. Bây giờ nó không thể đi ra, nếu không sẽ hỗn loạn mất. Tiểu Bạch vao ninh nhẹ móng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm trọng. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Tiểu Bạch, khẽ cười nói. Ta biết nó rất lợi hại, cũng biết nó rất nguy hiểm, tuy nhiên ngươi không cần sợ hãi. Bởi vì nó biết sợ ngươi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cảm thấy không hiểu. Bình tĩnh mà xem xét, nàng đánh nhau không giỏi. Kiếm Kinh ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong lòng thầm nói. Cứu ngươi là số mệnh lớn nhất trong đời này của Dương Diệp. Đương nhiên, cũng có thể trở thành tai họa lớn nhất. Bởi vì ngươi chính là một bánh trái thơm ngon, nếu là người khác, ta cũng muốn giết hắn, chiếm làm của riêng. Sát niệm. Khi biết Tiểu Bạch sẽ trở thành vì linh tổ, nàng thật sự muốn giết chết Dương Diệp. Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên không biết xuyên qua bên trong tinh không mênh mông bao lâu, cuối cùng Bạch Chỉ Tiên ngừng lại. Ở trước mặt hai người là một thành cổ. Thành lơ lửng ở trong tinh không, cả tòa thành có hơi đổ nát, xung quanh không được trọn vẹn, rõ ràng đã từng bị tàn phá. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh và do dự một lúc, sau đó kéo tay của Dương Diệp. Nàng phát hiện chỉ khi nàng kéo tay hắn, hắn mới có thể bình tĩnh hơn. Cứ như vậy, Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp đi tới trước cửa thành cổ này. Vĩnh Hằng Tiên Thành. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp bước vào trong thành, bên trong thành hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào. Bạch Chỉ Tiên nhìn lướt qua xung quanh, sau đó dẫn theo Dương Diệp đi tới trong một gian đại điện cũ nát.
Nàng ngồi xếp bằng dưới đất, Dương Diệp lại đứng ở bên cạnh nàng. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp, chẳng biết tại sao, giờ phút này nàng lại cảm thấy an toàn. Cảm giác an toàn. Trước kia khi nàng đối địch với Dương Diệp, nàng đã từng thấy được sự đáng sợ của Dương Diệp. Dương Diệp tuyệt đối không phải là một người thương hương tiếc ngọc, người nên giết, cho dù là thiên tiên hạ phàm, hắn cũng sẽ hoàn toàn không do dự. Thiên cầm nữ của tiên phủ chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện, nếu như không đối địch với Dương Diệp, người này sẽ là một người đặc biệt đáng tin cậy. Đáng tiếc lại quá nặng tình, quá coi trọng tình cảm. Là tình hại hắn. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bạch Chỉ Tiên thu lại mạch suy nghĩ và ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, rất nhanh, một nam tử trung niên cùng một lão già xuất hiện ở trong tầm mắt của Bạch Chỉ Tiên. Nhìn thấy hai người này, Bạch Chỉ Tiên hơi nhíu mày, nhưng chẳng bao lâu lại khôi phục bình thường. Nam tử trung niên đi tới cách Bạch Chỉ Tiên không xa và liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Bạch Nữ Vương, theo ta được biết thì Nam Ly hiền đệ của ta đi tới Bạch Đế Thành đã mấy ngày, nhưng không thấy hắn trở về, ngươi có biết tung tích của hắn không? Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Không biết. Gương mặt của nam tử trung niên chợt trở nên lạnh lùng. Bạch Chỉ Tiên, ta cũng không quanh co cùng ngươi nữa. Đệ của ta hắn đã bị diệt của thần hồn, ta chỉ muốn biết có phải là Bạch Đế Thành làm hay không. Bạch Chỉ Tiên nói. Nam Ly Ngọc, ngươi cho rằng ta giết hắn sao? Nam Ly Ngọc khẽ nói. Ta không nói như vậy. Bạch Chỉ Tiên nói. Ngươi chính là ý này. Ta muốn nói, ta có lý do gì để giết hắn chứ? Nam Ly Ngọc nhìn thẳng vào Bạch Chỉ Tiên. Đây cũng là điều ta muốn biết, bởi vì hắn căn bản không có ra khỏi Bạch Đế Thành. Cho nên hắn nhất định là chết ở bên trong Bạch Đế Thành, đúng không? Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Ta nói không phải, ngươi sẽ tin sao? Nam Ly Ngọc nhìn Bạch Chỉ Tiên rất lâu, sau đó cười nói. Rất tốt, Bạch Chỉ Tiên, chúng ta đến Vĩnh Hằng Bí Cảnh sẽ từ từ nói chuyện. Nói xong, hắn dẫn theo lão già bên cạnh xoay người rời đi. Sắc mặt Bạch Chỉ Tiên không hề thay đổi, tay lại nắm chặt tay của Dương Diệp. Ở xung quanh thỉnh thoảng có thần thức đảo qua bên này. Một lát sau, Bạch Chỉ Tiên thả tay của Dương Diệp ra và khẽ nói. Bạch Đế Thành ta đã từng không kém gì tiên phủ. Năm đó vào thời kỳ đỉnh phong, Bạch Đế Thành ta từng xuất hiện hai thiên tài siêu cấp, đáng tiếc, một núi không thể có hai hổ. Hai vị tổ tiên nội đấu khiến cường giả trong tộc kẻ thì chết, người thì rời đi. Đến bây giờ, Bạch Đế Thành ta đã không còn lớn bằng lúc trước. Nói đến đây. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Năm đó Vĩnh Hằng giới không chỉ có một phủ hai thành ba tông cùng sáu tộc, còn có rất nhiều thế lực khác, nhưng những thế lực này cũng dần dần biến mất. Lần này, nếu như ta không thể nâng cao mình ở bên trong Vĩnh Hằng bí cảnh, Bạch Đế Thành cũng sẽ theo đó mà biến mất. Dương Diệp không nói gì, nhưng ở trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp rất lâu, giờ phút này nàng cảm thấy hâm mộ An Nam Tĩnh. Đúng lúc này, lại có một đạo thần thức quét về phía bên này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Bạch Chỉ Tiên thầm khiếp sợ, đang muốn xông ra đi, nhưng một tiếng kêu kinh hãi đột nhiên vang lên ở ngoài điện. Ngươi là Dương Diệp, a! À, tiếng kêu như sấm rền vang vọng trong cả Vĩnh Hằng Tiên Thành. Bạch Chỉ Tiên vừa lao ra khỏi đại điện, Dương Diệp liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở trong tay Dương Diệp cầm theo một cái đầu người đầm đìa máu. Đầu người! Đầu người ở trong tay Dương Diệp vẫn đang rỉ máu. Trên gương mặt người này đầy vẻ kinh hãi. Dương Diệp. Bây giờ tất cả Vĩnh Hằng giới có ai không biết tới hai chữ này. Dương Diệp ném đầu người trong tay xuống đất, thanh kiếm màu đen trong tay hắn lập tức hóa thành rất nhiều oán linh nhào qua. Dương Diệp giết người càng mạnh, sau khi những oán linh này cắn nuốt, bọn họ sẽ càng mạnh hơn. Bây giờ có thể nói là những oán linh này cùng Dương Diệp là do ông trời tác hợp. Đúng lúc này, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở cách đại điện không xa. Bọn họ đều đến từ ba tông sáu tộc, hai người trong đó chính là hai cường giả Nam Ly gia vừa mới rời đi. Nam Ly Ngọc nhìn chằm chằm Dương Diệp. Bạch Chỉ Tiên, không ngờ được ngươi cùng Dương Diệp lại thông đồng với nhau. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại liếc nhìn Nam Ly Ngọc. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nam Ly Ngọc cong khóe miệng có chút hung ác. Nếu như ta không đoán sai, chính là hai người ngươi liên thủ tiêu diệt đệ của ta Nam Ly Hiền, đúng không?
Bạch Chỉ Tiên từ từ nhắm hai mắt lại, không nói gì. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bay kiếm mất, thoáng cái, một thanh kiếm màu đen đột nhiên chém xuống đỉnh đầu Nam Ly Ngọc. Nam Ly Ngọc biến sắc và thoáng động cổ tay, một tấm lá chắn màu đen mờ ảo xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Kiếm hạ xuống, ầm, tấm lá chắn kia lập tức nổ tung ra, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm Nam Ly Ngọc chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Nhưng còn chưa kết thúc, một đạo ánh sáng màu đen chợt lóe lên ở nơi đây. Phía xa, trong lòng Nam Ly Ngọc hoảng hốt, chợt giẫm mạnh chân phải và bay vút lên trời cao, sau đó chợt đánh một quyền về phía trước mặt đất. Quyền ra, ầm, ở trước mặt Nam Ly Ngọc đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ, ngay sau đó, một sóng lửa mạnh mẽ từ trong vòng xoáy này chấn động ra. Nhưng khi một kiếm kia của Dương Diệp hạ xuống, sóng lửa này lập tức hóa thành hư vô. Mà vào lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên từ bên trái Dương Diệp kéo tới. Người ra tay chính là một cường giả đạo chân cảnh khác của Nam Ly gia. Dương Diệp dừng lại không hề xoay đầu đã chém ngược một kiếm. Suy, một kiếm hạ xuống, luồng khí tức kia lập tức bị chém thành hư vô. Dương Diệp còn muốn ra tay, nhưng lúc này, Bạch Chỉ Tiên xuất hiện ở bên cạnh hắn và kéo tay hắn lại. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp thoáng dừng lại, sau đó kiếm trong tay dần dần trở nên mờ ảo. Bạch Chỉ Tiên. Đúng lúc này, Nam Ly Ngọc cách đó không xa đột nhiên cười gần nói. Ngươi tự nhiên đi cùng với Dương Diệp này, được, rất tốt, ta thật ra muốn xem thử lần này còn ai có thể cứu được Bạch Đế Thành của ngươi. Dương Diệp dừng bước. Nam Ly Ngọc biến sắc, xoay người trực tiếp biến mất. Một gã cường giả đạo chân cảnh khác của Nam Ly gia cũng rời đi. Bạch Chỉ Tiên sửng sốt. Những cường giả đạo chân cảnh ở đó sửng sốt. Chạy à? Hai cường giả đạo chân cảnh lại chạy như vậy sao? Nhưng chẳng bao lâu, mọi người đã hiểu ra. Bây giờ Dương Diệp đang trong trạng thái điên, có thể nói chỉ một cường giả đạo chân cảnh rất có thể bị hắn giết chết trong nháy mắt. Hai cường giả đạo chân cảnh căn bản không làm gì được hắn. Ba gã cường giả đạo chân cảnh mới miễn cưỡng có thể chống lại hắn. Chỉ có bốn hoặc năm cường giả đạo chân cảnh mới có thể ép được Dương Diệp. Mà bây giờ, Nam Ly gia lại chỉ có hai đạo chân cảnh. Nếu như Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên liên thủ, sợ rằng hai người bọn họ sẽ giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, hai người Nam Ly Ngọc quyết định lựa chọn trốn. Không trốn thì phải chết. Bạch Chỉ Tiên khẽ lắc đầu, sau đó kéo Dương Diệp đi về phía xa. Lúc này, một lão già đeo trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hai người Bạch Chỉ Tiên. Người tới chính là Du Tôn của Kiếm Thiên Thành. Du Tôn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Bạch Nữ Hoàng, hắn. Bạch Chỉ Tiên khẽ lắc đầu, nói. Có việc gì? Du Tôn nói. Không có gì, ta chỉ muốn nhắc nhở một chút, vừa rồi một vị cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc đã rời đi, nếu như ta không đoán sai. Đối phương nhất định là thông báo cho Thủy Nguyên tộc. Hơn nữa, mấy tộc còn lại cùng ba tông sợ rằng cũng sẽ dục dịch, dù sao trên người Dương Tiểu Hữu có ba món thần vật này, không ai không thèm nhỏ dãi cả. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Du Tôn. Còn Kiếm Thiên Thành ngươi thì sao? Du Tôn cười nói. Kiếm Thiên Thành ta cùng Dương Tiểu Hữu từng có giao hẹn, bởi vậy chúng ta không có bất kỳ sự thù địch nào với hắn. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói. Dương Tiểu Hữu cùng Tiên Phủ đã từng có mâu thuẫn, các người muốn bình yên bước vào Tiên Phủ thì sợ rằng không dễ dàng như vậy đâu. Bạch Chỉ Tiên im lặng. Tiên Phủ. Vĩnh Hằng Bí Cảnh này bị Tiên Phủ khống chế. Nói chính xác là lối vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh bị Tiên Phủ khống chế. Hai thành ba tông sáu tộc muốn đi vào trong đó phải được Tiên Phủ đồng ý. Mà sau khi tiến vào trong đó, thu được Vĩnh Hằng Tiên Tinh, bọn họ còn phải cho Tiên Phủ một nửa. Đương nhiên. Theo ý của Tiên Phủ là một nửa thù lao này dùng để mua mật lệnh Vĩnh Hằng thật ra chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên không người nào dám từ chối. Tiên Phủ một nhà độc quyền, trừ khi các thế lực lớn cùng nhau liên thủ đối đầu, nếu không sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Lúc này, Du Tôn lại nói. Sợ rằng Thủy Nguyên hình Thủy Nguyên tộc đã ở trên đường chạy tới. Bạch Chỉ Tiên thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó kéo Dương Diệp đi về phía xa. Du Tôn liếc nhìn hai người và nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp rất đáng sợ, nhưng hắn càng đáng sợ, rất nhiều người lại càng muốn phải hắn chết. Đặc biệt là sáu tộc. Ba tông còn đỡ,
bởi vì trước đây bọn họ không muốn tông khác chiếm lợi nên đều lựa chọn không ra tay với Dương Diệp. Nhưng sáu tộc này lại khác, vì cướp đoạt ba món thần vật này, ngoại trừ Thủy Nguyên tộc ra, năm tộc còn lại đã từng liên thủ. Bây giờ, thực lực của Dương Diệp càng cường đại hơn trước kia. Sợ rằng sáu tộc này không thể không sợ, đặc biệt là Thủy Nguyên tộc, nếu như Dương Diệp không chết, sợ rằng Thủy Nguyên tộc cũng không được an bình. Mấy tộc còn lại cũng sẽ lo lắng Dương Diệp trả thù, có khả năng được ăn cả ngã về không mà ra tay với Dương Diệp. Ngoại trừ sáu tộc còn có một tiên phủ rất mạnh, mạnh mẽ khác thường. Bọn họ lại càng không cho phép có tồn tại uy hiếp bọn họ. Phải biết rằng bây giờ Dương Diệp còn trẻ tuổi đã nắm giữ sát ý tổ cảnh, kiếm mộ ý tổ cảnh, còn có một loại ý cảnh đạo chân cảnh. Càng đáng sợ hơn là hắn còn có kiếm vực. Ngoài việc đó ra, trên người của Dương Diệp vẫn có nhiều món bảo vật như vậy, đặc biệt là búa khai thiên hồng hoang. Một khi Dương Diệp sử dụng được búa này, cho dù là tiên phủ cũng sẽ sợ hãi hắn ba phần. Vô cực kiếm chủ dã từng danh tiếng chấn động vĩnh hằng giới, ở tuổi này cũng không chói mắt bằng Dương Diệp. Dương Diệp càng chói mắt, càng yêu nghiệt, càng biến thái, sáu tộc cùng tiên phủ lại càng muốn hắn chết. Trừ khi bây giờ hắn cường đại đến mức sáu tộc cùng tiên phủ cũng không dám động thủ với hắn. Đáng tiếc là Dương Diệp bây giờ còn chưa có cường đại đến trình độ đó. Dương Diệp cùng sáu tộc và tiên phủ đã bước vào một vòng tuần hoàn ác tính. Du Tôn lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp xuất hiện. Tin tức này rất nhanh đã truyền tới ba tông sáu tộc. Thủy Nguyên Thành. Bốn đạo khí tức cường đại đột nhiên từ Thủy Nguyên Thành phóng lên cao, thoáng cái biến mất ở cuối chân trời. Bốn gã cường giả đạo chân cảnh. Lần này, tất cả cường giả đạo chân cảnh bên trong Thủy Nguyên tộc đều ra hết. Mà ngoại trừ Thủy Nguyên tộc, Nam Ly tộc, Bắc Xuyên tộc, Hàn Nguyên tộc, Lạc Ly tộc, cùng với Việt tộc cũng có vô số cường giả đột nhiên rời khỏi chủ thành của bọn họ, sau đó biến mất trong tinh không mịt mờ. Trong giây lát, tất cả vĩnh hằng giới chấn động. Cường giả của sáu tộc đều ra hết. Mà những cường giả này đều về phía cùng chạy về một hướng. Trên một đỉnh núi lớn, một nữ tử đang đứng ngạo nghễ. Phía sau nữ tử này là một thanh kiếm lớn màu đen. Người này chính là kiếm u nữ của vùng đất kiếm nữ. Chính là Tiểu Bạch. Đột nhiên, chân phải của nàng nhẹ nhàng xoay tròn. Ong! Một đường kiếm quang phóng lên cao. Vĩnh Hằng Tiên Thành. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp bước nhanh về phía sâu bên trong thành, sắc mặt nàng vô cùng nghiêm trọng. Để lộ của Dương Diệp đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của nàng. Nàng biết rất rõ ràng tình cảnh của mình cùng Dương Diệp hiện tại, nếu như nàng không thể cùng Dương Diệp nhanh chóng bước vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh, chờ đợi hai người bọn họ chính là ít nhất hơn 10 cường giả đạo chân cảnh thậm chí nhiều hơn nữa. Những người này không thể để cho Dương Diệp sống sót. Đặc biệt là Thủy Nguyên tộc, nếu như nàng là tộc trưởng của Thủy Nguyên tộc, nàng tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả mọi giá tới tiêu diệt Dương Diệp. Trước đây khi Dương Diệp tỉnh táo, nàng cũng nghĩ như vậy. Bởi vì người như Dương Diệp mà không giết chết được thì hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt Dương Diệp là loại người bụng dạ hẹp hòi. Phải bước vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Bạch Chỉ Tiên kéo theo Dương Diệp và tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, nàng dẫn theo Dương Diệp đi tới vị trí trung tâm của Vĩnh Hằng Tiên Thành. Ở trước mặt hai người có một cánh cửa ánh sáng màu xanh lam rất lớn. Bên trong đó có ánh sáng màu xanh lam lưu chuyển, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu kỳ lạ khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Chúng ta đi thôi. Bạch Chỉ Tiên kéo Dương Diệp đi về phía cánh cửa ánh sáng. Nhưng hai người còn chưa tới nơi đã thấy một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Ở nơi ngực trái của lão già có một chữ tiên nho nhỏ. Cường giả của tiên phủ. Bạch Chỉ Tiên bấm tay bắn ra, hai mật lệnh vĩnh hằng rơi vào trước mặt lão già. Nhưng lão già lại vung tay phải lên, trực tiếp đánh nát chúng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức trầm xuống. Lúc này, lão già kia đột nhiên châm chọc nói. Còn muốn đi sao, Bạch Chỉ Tiên, sợ rằng ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta không thể không nói, lá gan của ngươi cũng thật sự lớn, nên mới dám qua lại cùng Dương Diệp này. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là người mà tiên phủ ta nhất định phải giết sao? Ban đầu tiên phủ ta vốn định chờ tìm được kiếm tu thần bí kia mới thu thập hắn sau đó tới Bạch Đế Thành, nhưng không ngờ được Bạch Đế Thành ngươi tự nhiên. Bạch Chỉ Tiên đột nhiên ngắt lời lão già nói. Lão cẩu, ta khuyên ngươi nhanh cút đi. Nghe vậy, sắc mặt lão già này lập tức trở nên dữ tợn, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn,
thoáng cái, một thanh kiếm trực tiếp chém xuống. Kiếm vực thêm ý điên đạo chân cảnh, còn có vô số oán linh lực. Nhìn thấy một kiếm này, đồng tử của lão già kia lập tức co lại thành đầu kim. Ầm, một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể lão già cuốn ra ngoài, cùng lúc đó, một nắm đấm trực tiếp đánh về phía kiếm của Dương Diệp. Suy, kiếm rơi xuống đất, cơ thể của lão già này trực tiếp hóa thành hai nửa, rất nhiều máu tươi theo ngũ tạng rơi xuống đầy đất. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng, linh hồn của lão già kia đã thoát khỏi cơ thể và bỏ chạy. Dương Diệp đang muốn đuổi theo thì vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lại đột nhiên biến hóa kịch liệt, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kéo Dương Diệp bước vào trong cánh cửa ánh sáng màu xanh lam. Trong chớp mắt khi hai người vừa rời đi, Thủy Nguyên Hình đột nhiên xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng lúc trước, mà ở bên cạnh hắn còn có bốn nam tử trung niên cùng với một nữ nhân xinh đẹp. Tộc trưởng của sáu tộc tập trung. Thủy Nguyên Hình nhìn cánh cửa ánh sáng này rất lâu, sau đó nói. Người này nhất định phải chết. Kiêng kỵ. Lúc này, ở trong lòng Thủy Nguyên Hình vô cùng kiêng kỵ. Vừa rồi hắn đã thấy một kiếm kia của Dương Diệp trực tiếp chém rơi cơ thể của một vị cường giả đạo chân cảnh. Dương Diệp bây giờ mới là tổ cảnh. Thiên phú như vậy mới kinh khủng tới mức nào. Nếu như Dương Diệp không chết, chờ đến khi đạt được loại cấp bậc như bọn họ ba tông sáu tộc còn ai có thể ngăn cản nổi người điên này. Đến lúc đó, sợ rằng tiên phủ cũng không khống chế được Dương Diệp này. Thật ra, đừng nói đạt được loại cảnh giới như bọn họ. Chính là Dương Diệp đạt được đạo chân đã đặc biệt khủng khiếp rồi. Dương Diệp ở đạo chân cảnh cộng thêm ý cảnh đạo chân cảnh và kiếm vực. Sợ rằng cường giả cùng cấp bậc thậm chí cũng không nhận được một kiếm của hắn, bọn họ ngoại trừ kiêng kỵ, còn có hối hận. Giờ phút này trong lòng Thủy Nguyên Hình đặc biệt hối hận tại sao trước đây Thủy Nguyên tộc làm chim đầu đàn, hối hận trước đây không cố gắng hiểu rõ Dương Diệp đã bắt đầu nhằm vào hắn. Ba món thần vật tuy tốt, nhưng không có ba món thần vật. Thủy Nguyên tộc vẫn là Thủy Nguyên tộc, vẫn là tộc lớn. Mà bây giờ, Thủy Nguyên tộc không chỉ không có được ba món thần vật này, còn trở thành kẻ thù không đội trời chung với một người thiên tài siêu cấp như thế. Không chỉ Thủy Nguyên Hình, lúc này tâm tình của tộc trưởng sáu tộc ở đó cũng vô cùng nặng nề. Dương Diệp. Trước đây sáu tộc đều vì đoạt ba món thần vật này mà từng ra tay với Dương Diệp, có thể nói giữa bọn họ cùng Dương Diệp cũng có thù. Dương Diệp là một người như thế nào? Là một người bụng dạ hẹp hòi. Sau này nếu như Dương Diệp đạt được hư chân cảnh, khi đó Dương Diệp ra tay với bọn họ chống đỡ thế nào? Lúc này, Thủy Nguyên Hình đột nhiên nói. Người từng ra tay với hắn, ngoại trừ hai thành cùng ba tông, tất cả đều ở đây. Sáu vị tộc trưởng, các ngươi thấy thế nào? Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên cười nói. Thấy thế nào, chờ Dương Diệp đi ra, Bắc Xuyên tộc ta nói xin lỗi hắn. Xem có thể chấm dứt đoạn ân oán này hay không. Người này chính là tộc trưởng Bắc Xuyên tộc, Bắc Xuyên Thiên. Xin lỗi à. Thủy Nguyên Hình cong khóe miệng có chút châm chọc. Bắc Xuyên huynh không thấy được tình trạng của Dương Diệp này thế nào sao? Trên người hắn không chỉ có kiếm ý, còn có sát ý cùng với ý điên, còn cả những oán linh kia nữa. Hắn căn bản không phải là một người bình thường, người nói xin lỗi, người thấy hắn sẽ tiếp nhận sao? Đừng nói hắn. Cho dù là ta cũng sẽ không tiếp nhận. Người muốn giết chết ta thì giết ta, không muốn giết lại nói xin lỗi, sau đó mọi chuyện liền kết thúc sao? Nếu chuyện này có thể đơn giản như vậy, Dương Diệp hắn đã không biến thành như vậy. Bắc Xuyên Thiên trầm giọng nói. Thủy Nguyên Hình, hắn biến thành như bây giờ còn không phải do Thủy Nguyên tộc ngươi ép sao? Thủy Nguyên Hình lắc đầu. Ta không quan tâm các ngươi nghĩ thế nào, dù sao Thủy Nguyên tộc ta sẽ giết người này. Đương nhiên ta biết rất rõ ràng, Thủy Nguyên tộc ta rất khó tiêu diệt được Dương Diệp lúc này. Nhưng không sao, nếu như Thủy Nguyên tộc ta thất bại, cùng lắm thì bị Dương Diệp hắn hủy diệt, các ngươi, ha ha, bây giờ không giết hắn, thứ lỗi cho ta nói thẳng, cho hắn thêm một chút thời gian nữa, chờ hắn giơ kiếm nhắm vào các ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Lúc này, một lão già đột nhiên đứng dậy. Lão già này, chính là tộc trưởng của Hàn Uyên tộc Hàn Uyên Lân. Mọi người nhìn về phía Hàn Uyên Lân, hắn khẽ nói. Các vị hình như quên mất ở trong tay Dương Diệp này còn có búa khai thiên hồng hoang. Một khi nó được giải phong, lại ra sức cho Dương Diệp, ta nghĩ khi đó, cho dù sáu tộc liên thủ, sợ rằng cũng không làm gì được hắn. Nói một câu đơn giản, lúc này, chúng ta là chủ động, bởi vì nếu như sáu tộc ta liên thủ,
có ít nhất 9 phần nắm chắc giết chết Dương Diệp này. Mà sau này, nếu như hắn đạt được hư chân thì chúng ta sẽ là bị động, hắn muốn tiêu diệt 6 tộc ta, chúng ta chỉ có thể vươn cổ chờ giết thôi. Các vị muốn chủ động, hay bị động? Vì sao chỉ có 9 phần? Lúc này, nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên hỏi. Nữ nhân xinh đẹp này là tộc trưởng của Lưu Ly tộc Lưu Ly Nguyệt. Hàn Uyên Lân từ từ nhắm hai mắt lại. Còn có một phần là ý trời. Nếu như ý trời không cho Dương Diệp hắn chết, vậy hắn sẽ không chết. Lưu Ly Nguyệt cười lạnh nói. Ta không tin ý trời gì cả, ta thật ra muốn xem thử Dương Diệp này làm sao sống sót được. Đừng quên còn có tiên phủ nữa. Tiên phủ. Vừa nghĩ tới thế lực này, tâm tình tất cả mọi người ở đó lập tức khá hơn một chút. Bởi vì Dương Diệp cũng là kẻ địch của tiên phủ. Lưu Ly tộc trưởng nói không sai. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên từ phía xa chậm rãi đến. Ở trước ngực nam tử trung niên này có một chữ tiên nho nhỏ. Cường giả tiên phủ. Nam tử trung niên đi tới trước mặt 6 người, sau đó cười nói. Tự giới thiệu, tại hạ là vương vẫn của tiên phủ. Vừa rồi ta nghe được các vị đang thảo luận về Dương Diệp này, ta thấy các vị còn có chút do dự, thứ lỗi cho ta nói thẳng, các vị trước đó truy sát Dương Diệp, đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với hắn, bây giờ các ngươi do dự suy nghĩ có nên giết hắn hay không, ta lại hỏi, sau này hắn trưởng thành lên, các ngươi sẽ cảm thấy hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nói đến đây, hắn lắc đầu cười. Còn nữa, các vị hình như quên một điểm. Dương Diệp này bước vào vĩnh hằng bí cảnh, nếu để cho hắn thu được cơ duyên gì ở trong đó, ví dụ như bỗng chốc thăng cấp đến đạo chân cảnh, khi đó, ha ha. Đương nhiên, cho dù Dương Diệp hắn đạt được hư chân cảnh, tiên phủ ta cũng không khiếp sợ hắn, nhưng các vị thì sao? Trừ khi lão tổ tông 6 tộc của các ngươi đồng thời hiện thế, nếu không, sợ rằng 6 tộc các ngươi liên thủ cũng không ngăn cản được hắn. Mà lão tổ tông của các ngươi, ha ha, ta lại không nhiều nói nữa. Vẻ mặt tộc trưởng của 6 tộc đều có chút khó coi. Bọn họ cứng rắn dồn tộc mình đến tình trạng tiến lui đều khó rồi. Lúc này, Thủy Nguyên Hình nhìn về phía Vương Vẫn. Vương huynh tới đây sẽ không phải chỉ để nói chuyện phiếm cùng chúng ta chứ? Vương Vẫn cười nói. Tất nhiên, ta cũng không quanh co lãng phí thời gian nữa. Thái độ của tiên phủ ta là Dương Diệp này phải chết. Tuy nhiên, tiên phủ ta chỉ phái ta tới, ta cũng thấy thực lực của Dương Diệp này. Lấy thực lực cá nhân của ta tuyệt đối không thể chắc chắn giết chết hắn, dù sao trong tay hắn còn có 3 món thần vật này. Ý của Vương huynh là liên thủ sao? Thủy Nguyên Hình hỏi, Vương vẫn khẽ gật đầu. Liên thủ? Vậy nếu như Dương Diệp chết, 3 món thần vật phải làm sao? Hàn Uyên Lân đột nhiên hỏi. Vương vẫn liếc nhìn Hàn Uyên Lân, sau đó nói. Tiên phủ ta chỉ cần cây bồ đề, hai thứ còn lại sẽ do 6 tộc các ngươi tự mình xử. Lý. Nghe vậy, Hàn Uyên Lân nhíu mày, người xác định chỉ là cây bồ đề, mà không phải búa khai thiên chứ. Trong mắt mọi người cũng lộ vẻ không hiểu. Phải biết rằng, búa khai thiên quý giá hơn cây bồ đề rất nhiều. Vương vẫn cười nói. Xác định là nhất ngôn cửu đỉnh. Tất cả mọi người ở đó im lặng. Vậy hai thần vật còn lại, Thủy Nguyên tộc ta không cần một món nào cả. Lúc này, Thủy Nguyên Hình đột nhiên nói. Thủy Nguyên tộc ta chỉ cần Dương Diệp này chết. Hàn Uyên Lân liếc nhìn Thủy Nguyên Hình, sau đó lại liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó. Các vị có dị nghị gì không? Tất cả mọi người ở đó im lặng suy nghĩ một lát, rất nhanh từng người đã lắc đầu. Không ai có ý kiến khác. Lúc này, Vương vẫn cười nói. Xem ra chúng ta đã thống nhất ý kiến. Nếu vậy, chúng ta lại ở đây chờ hắn ra. 7 hư chân và 17 đạo chân. Ta thật ra muốn xem thử Dương Diệp hắn sống thế nào. Vì sao không tiến vào trong? Lúc này, một cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc đột nhiên hỏi. Vương vẫn quay đầu nhìn về phía vĩnh hằng bí cảnh. Bởi vì người càng mạnh bước vào trong đó lại càng dễ chết. Thực lực của Dương Diệp này thấp hơn hư chân, mạnh hơn đạo chân, thực lực của hắn vừa vặn phù hợp với ranh giới của vĩnh hằng bí cảnh. Còn nữa, nếu như chúng ta đi vào nhất định kinh động tới những người bên trong, khi đó, sợ rằng chúng ta cũng không ra được. Mà các ngươi ngược lại có thể tiến vào trong, nhưng 17 người các ngươi đi vào chung, sợ rằng không chỉ không giết được hắn, còn có thể bị hắn giết ngược lại. Bên trong có rất nhiều biến số. Vĩnh hằng bí cảnh. Người càng mạnh bước vào càng dễ chết. Đã từng có một cường giả giới chân của tiên phủ tiến vào trong đó,
sau đó cũng không đi ra nữa. Chờ. Cứ như vậy, Vĩnh Hằng Tiên Thành có thêm 7 tên hư chân cảnh cùng với 17 vị cường giả đạo chân cảnh. 20 vị cường giả tập trung, mục đích chính là chờ Dương Diệp đi ra. Ở một góc nào đó của Vĩnh Hằng Tiên Thành, một nữ tử váy vải ngồi trên chiếu, ở bên cạnh nàng cắm một thanh kiếm lớn. Mà ánh mắt nàng lại nhìn chăm chú vào vị trí đám người thủy nguyên hình. Qua rất lâu, nữ tử thu hồi ánh mắt, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Ngu xuẩn. Dĩ nhiên là chỉ đám người Vương Vẫn. Với đội hình Vương Vẫn này tuyệt đối có thể giết được Dương Diệp, cho dù nàng ra tay cũng không cứu được Dương Diệp. Có thể nói ngày Dương Diệp đi ra chính là thời điểm chết của Dương Diệp. Cho dù búa khai thiên có phá được phong ấn cũng không có khả năng cứu được Dương Diệp. 7 tên hư chân, 17 vị đạo chân, đội hình này thậm chí có thể giết được cường giả giới chân cảnh. Nói gì tới Dương Diệp mới chính là tổ cảnh. Nhưng sau khi Dương Diệp chết thì sao? Không ai từng nghĩ tới hậu quả sau khi Dương Diệp chết. Theo nàng thấy, chỗ đáng sợ nhất của Dương Diệp không phải là thiên phú kiếm đạo của hắn, cũng không phải hắn nắm giữ 3 món thần vật, càng không phải là kiếm vực của hắn. Mà là vật nhỏ màu trắng kia. Tiểu Bạch. Nếu như Dương Diệp chết, lấy tình cảm giữa Tiểu Bạch cùng Dương Diệp, Tiểu Bạch nhất định sẽ điên cuồng. Linh Tổ đúng là trời sinh có tính lương thiện, nhưng cũng có vảy ngược. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp chính là vảy ngược của Tiểu Bạch. Dương Diệp điên còn không phải đáng sợ. Một vị Linh Tổ điên mới thực sự là khủng khiếp. Đừng nói Vĩnh Hằng giới, chính là Vĩnh Hằng vũ trụ bên kia sông Vĩnh Hằng cũng phải run rẩy. Bởi vậy, ngày Dương Diệp chết cũng chính là ngày Vĩnh Hằng giới xong đời. Vĩnh Hằng bí cảnh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Bạch Chỉ Tiên cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh bình tĩnh lại, nàng mở mắt ra cũng không nhìn xung quanh, mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thấy Dương Diệp còn đó, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bạch Chỉ Tiên nhìn lướt qua xung quanh, sau đó khẽ nói. Vĩnh Hằng bí cảnh được xem là một vùng thế giới thiếu văn minh do người bên phía Vĩnh Hằng vũ trụ chế tạo ra, bọn họ đều là cường giả đỉnh phong. Bọn họ đã từng ở nơi này. Nhưng chẳng biết tại sao lại rời đi tới Vĩnh Hằng vũ trụ bên kia. Ở đây có đồ bọn họ đã từng để lại. Nói đến đây, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Cả đời này, Bạch Chỉ Tiên ta chưa từng nợ bất kỳ kẻ nào, cũng không muốn nợ ai, nhưng ta nợ ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng hết mọi khả năng trợ giúp ngươi đột phá tổ cảnh, đạt được đạo chân cảnh. Dứt lời, Bạch Chỉ Tiên kéo tay của Dương Diệp và trực tiếp biến mất ở phía xa. Vĩnh Hằng bí cảnh. Vĩnh Hằng bí cảnh được gọi là thế giới kém văn minh, cũng chính là một thế giới độc lập. Thế giới này thần bí và nguy hiểm, đương nhiên cũng đầy kỳ ngộ. Vĩnh Hằng giới có 3 bí cảnh lớn, theo thứ tự là Vĩnh Hằng bí cảnh, vùng đất kiếm khư, còn có sông Vĩnh Hằng. Mà trong 3 bí cảnh lớn này, sông Vĩnh Hằng nguy hiểm nhất, cũng kinh khủng nhất. Vĩnh Hằng giới đã từng có rất nhiều thiên kiêu cường giả đều chôn thân ở sông Vĩnh Hằng này. Theo người Vĩnh Hằng giới thấy được, sông Vĩnh Hằng không chỉ là bí cảnh, còn là cấm địa tuyệt đối không thể tới gần. Vĩnh Hằng bí cảnh này không kinh khủng như sông Vĩnh Hằng. Nhưng ở đây lại là đặc biệt kỳ lạ, bởi vì người càng mạnh tới đây càng dễ chết. Bạch Chỉ Tiên rõ ràng đã tới Vĩnh Hằng bí cảnh, nàng dẫn theo Dương Diệp bước vào trong một dãy núi, ở đây có một ngón núi cao chọc trời khiến người ta dễ chú ý. Tới, hai người tới chân núi, Bạch Chỉ Tiên đi tới trước một vách núi rồi vung tay ngọc. Lên. Chỗ vách núi này đột nhiên nổ tung ra. Bên trong vách núi có động tiên khác. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp bước vào trong sơn động kia, trên vách tường xung quanh được lát bởi đủ loại đá kỳ lạ, những tảng đá này tản ra ánh sáng ôn hòa giống như ánh trăng. Bạch Chỉ Tiên kéo Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, chẳng bao lâu nàng đã ngừng lại. Ở cách nàng không xa là bức tượng một nữ tử. Nữ tử này mặc váy dài, gương mặt xinh đẹp quyến rũ. Bên thắt lưng có giải lụa tim đang tung bay. Bạch Chỉ Tiên đi tới trước bức tượng và thi lễ, lúc này, bức tượng đột nhiên mở miệng. Người tới rồi. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Tiền bối, lần này vãn bối tới đây là có việc muốn nhờ. Nữ tử mặc váy dài nói. Nói thử xem. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Tiền bối, có thể làm cho hắn khôi phục bình thường hay không? Khôi phục bình thường. Làm cho Dương Diệp khôi phục bình thường. Thật ra, Bạch Chỉ Tiên cũng không rõ vì sao mình phải làm như thế. Bởi vì nếu như Dương Diệp khôi phục bình thường,
lấy tính cách của Dương Diệp thì rất có khả năng sẽ chém giết nàng. Mà lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, nàng căn bản không ngăn cản được. Nhưng nàng vẫn làm như vậy. Ánh mắt của bức tượng nhìn Dương Diệp sau đó nhíu mày. Loại ý cảnh này, còn có kiếm vực, sát ý, kiếm ý, có chút thú vị. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng. Trong phút chốc, một thanh kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên thoáng biến sắc và vội vàng kéo tay của Dương Diệp. Ta làm không được. Lúc này, bức tượng đột nhiên mở miệng. Bạch Chỉ Tiên ngây người, sau đó nói. Tiền bối, ngài. Bức tượng nói. Nếu như bản tôn của ta ở đây thì còn có thể áp chế được ý điên của hắn cùng oán linh, nhưng lúc này ta căn bản không áp chế nổi hắn, hơn nữa hắn còn có kiếm vực. Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Không có biện pháp khác sao? Có. Bức tượng đột nhiên nói. Lại xem ngươi có muốn làm hay không thôi. Bạch Chỉ Tiên ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng. Biện pháp gì? Cùng hắn song tu. Bức tượng lời ít mà ý nhiều nói. Cái gì? Bạch Chỉ Tiên sửng sốt. Bức tượng nói. Ngươi chắc hẳn biết ta tu luyện gì, ta tu luyện là đạo âm dương, nếu ngươi bằng lòng vào âm dương dạy, ta có thể truyền cho ngươi bí pháp song tu vô thượng. Nếu ngươi lấy bí pháp song tu vô thượng với song tu, hắn được lợi, ngươi cũng được lợi. Phải biết rằng người trước mặt ngươi là kẻ trong một vạn người cũng khó tìm được đấy, chỉ có thể gặp không thể cầu, bởi vì huyền khí trong cơ thể hắn là hồng mông tử khí. Không chỉ có vậy, thể chất của người này quanh năm được hồng mông tử khí rèn luyện, cơ thể cũng lớn hơn người bình thường. Có thể nói, nếu ngươi song tu cùng hắn thì thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên có chút khó coi. Song tu. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Không được. Lúc này, bức tượng nói. Xem ra ngươi có nhận định không tốt về đạo âm dương. Ngươi có biết cái gì gọi là tính mạng không? Tính tức là linh giác của chúng ta, mạng tức là sức sống của chúng ta. Tính cùng mạng vốn là một thể, hai người hợp nhất mới là sinh mạng viên mãn. Còn nữa, chuyện nam nữ không gì không thể nói, làm việc này cùng người mình yêu vừa có thể được vui thích, lại tăng thực lực, tại sao không làm? Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn bức tượng, sau đó nói. Tiền bối không có biện pháp khác sao? Có. Bức tượng nói. Nâng cao kiếm ý hoặc sát ý của hắn, làm cho hai thứ này ép ngược ý điên, kể từ đó hắn cũng có khả năng tỉnh táo lại. Tuy nhiên đáng tiếc, ngươi chắc là không có cách nào làm được, cũng không có ai có thể làm được ngoại trừ chính hắn. Bạch Chỉ Tiên im lặng. Bức tượng lại nói. Nếu như hắn cùng ngươi song tu, rất có khả năng đạt được đạo chân. Sinh mạng con người phân ra thành hai phần sinh mạng, tức là hai tầng dung hợp sinh mạng tinh thần cùng sinh mạng sinh lý. Người đời có cơ thể xác và tinh thần khỏe mạnh, thứ nhất không trọn vẹn, không được đầy đủ, cho nên hai chữ tính mạng khái quát cao độ hai yếu tố lớn của đời người. Âm dương cùng một đường chính là bản nguyên vạn vật, nếu như hai người tu luyện, lấy thiên phú của hắn thì rất có khả năng cảm ngộ nâng cao, nhìn thấy đạo thật sự của mình, cũng chính là đạo chân. Mà ngươi rất có khả năng đạt được hư chân cảnh. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Tiền bối có thể đưa công pháp này cho ta. Ta cho nữ nhân khác tu luyện được không? Ta cũng không ép ngươi. Ta đã để âm dương kinh trong đầu ngươi. Sau này nếu như ngươi suy nghĩ thông suốt, có thể lập tức cùng hắn song tu. Nếu như ngươi ni thật sự không muốn, thì quên nó đi. Nói đến đây, bức tượng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp và nhíu mày. Sao vậy? Bạch Chỉ TC Yên hỏi. Bức tượng trầm giọng nói. Ta cảm nhận được một tia khí tức ở trên người hắn. Khí tức gì? Bạch Chỉ Tiên hỏi, ca. Bức tượng khẽ lắc đầu. Vĩnh hằng giới không có khả năng xuất hiện linh tổ. Bạch Chỉ Tiên đang muốn hỏi gì, lúc này bức tượng đột nhiên nói. Trời đã tối, ngươi không nên ra ngoài. Dứt lời. Hai mắt của nước tượng dần dần mất đi tiêu cự, sau đó không có bất kỳ động tĩnh cùng âm thanh nào nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức trở nên nghiêm trọng. Nàng vội vàng đi tới cửa động, lúc này. Cửa động đã bị một cánh cửa ánh sáng che lại. Nhìn thấy cánh cửa ánh sáng này, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Dương Diệp đi tới bên người của nàng, sau đó giữ tay nàng lại. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp rồi nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài, bóng đêm hạ xuống, vạn vật yên tĩnh. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên càng thêm nghiêm trọng. Đó là tiếng bước chân.
Tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề, cũng càng lúc càng gần. Lúc này, theo tiếng bước chân kia, ngọn núi chọc trời nơi nàng cùng Dương Diệp đang đứng cũng bắt đầu chấn động. Rất nhanh, ở trong mắt Bạch Chỉ Tiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Nhờ ánh trăng, Bạch Chỉ Tiên thấy rõ được gương mặt của đối phương. Đây không phải là loài người, mà là đầu người thân châu, trên đầu có hai sừng, hai mắt to như đèn lồng, thân cao đến 10 trượng, toàn thân màu đen giống như mực. Mà ở sau lưng nó còn có một đuôi dài đến mấy trượng, to giống như cây cột và mọc đầy gai nhọn. Mỗi khi nó bước đi, mặt đất chấn động, ngọn núi lắc lư, đuôi nó quét qua, mặt đất sẽ xuất hiện một khe rãnh sâu hóm. Thái cổ cự yêu. Bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên rất nghiêm trọng. Thời đại cổ xưa, những thế lực của vĩnh hằng giới bây giờ, ví dụ như Tiên Phủ, Hai Thành, Ba Tông cùng Sáu Tộc đều từ vũ trụ khác tới. Nhưng những thế lực này biết rất ít về lịch sử của vĩnh hằng giới trước đó. Bọn họ chỉ biết là vĩnh hằng giới đã từng có một thời đại, đó chính là thời đại cổ xưa. Thời đại này là thời đại thuộc về cường giả thật sự. Ở thời đại này, có thái cổ cự yêu dùng tay có thể chấn động trời đất, cũng có tu luyện giả cường đại trong nháy mắt tiêu diệt cả vũ trụ, còn có linh tổ có khí vận, được vạn linh trong trời đất kính yêu, còn có tu sĩ dị tộc cường đại mang thể chất đặc biệt, lấy cơ thể nhòm ngó trời đất. Thời đại kia là thời đại của cường giả. Đáng tiếc, chẳng biết tại sao mà một thời đại lặng lẽ kết thúc, để lại cho người sau sự trống rỗng. Mà bây giờ, ở đây xuất hiện một con thái cổ cự yêu. Phía xa, con thái cổ cự yêu kia từng bước đi về phía xa. Mà vào lúc này, nó đột nhiên dừng bước, ngay sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Linh! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức đại biến. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo Bạch Chỉ Tiên đến phía sau. Trong tay hắn lặng lẽ ngưng tụ ra một thanh kiếm màu đen. Mà phía xa, thái cổ cự yêu đột nhiên đánh ra một quyền về phía ngọn núi nơi Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên đứng. Một quyền! Quyền ra! Trong nháy mắt, ngọn núi cao chọc trời kia trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà trong chớp mắt khi thái cổ cự yêu ra quyền, cả người Dương Diệp đột nhiên trở nên mờ ảo, trong phút chốc, hắn chợt bổ ra một kiếm. Kiếm vực. Ở dưới sự gia tăng của ý điên cùng oán linh, một kiếm này của Dương Diệp có thể nói là một kiếm đỉnh phong của hắn. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm, bởi vậy vừa ra tay lại lấy ra hết tất cả sức lực. Kiếm hạ xuống. Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên trực tiếp bay về phía sau. Trong không trung, thanh kiếm trong tay Dương Diệp do oán linh ngưng tụ đã vỡ nát ra, rất nhiều oán linh đồng thời trở lại trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, quanh cơ thể hắn đã bắt đầu nổ tung từng tấc. Ngược lại, tình hình của Bạch Chỉ Tiên sau lưng hắn lại tốt hơn nhiều, bởi vì Dương Diệp vừa chống đỡ tất cả lực lượng của thái cổ cự yêu. Đúng lúc này, thái cổ cự yêu đột nhiên bước về phía trước một bước. Sau đó đánh một quyền về phía Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Cách đó không xa, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức trắng bệch. Nhưng chẳng bao lâu, trong mắt nàng lóe lên một tia dứt khoát. Liều mạng đánh một trận. Mà vào lúc Bạch Chỉ Tiên chuẩn bị ra tay, một bàn tay đột nhiên đặt ở trên vai nàng, thoáng cái, một bóng lưng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Người này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Chỉ thấy Dương Diệp đột nhiên bay vút lên trời cao, thoáng cái. Một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Nhìn kiếm quang kia càng lúc càng xa, Bạch Chỉ Tiên ngây người. Giờ phút này, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng. Phía chân trời có một đường kiếm quang chợt lóe lên ở trong đêm tối. Kiếm quang xé rách không trung, trực tiếp lao xuống. Nhưng thái cổ cự yêu lại không tránh không né, mặc cho một kiếm kia của Dương Diệp rơi vào trên người hắn. Suy, một đạo kiếm quang sáng chói. Tóe lửa trên đỉnh đầu thái cổ cự yêu. Kiếm quang tản đi, tia lửa tản đi. Thái cổ cự yêu lại không hề sao cả. Trong không trung, Dương Diệp đứng lơ lửng ở trên bầu trời, hai tay nắm chặt trường kiếm màu đen. Ở quanh người hắn là ý điên mạnh mẽ, bên dưới. Thái cổ cự yêu ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong con ngươi của nó kèm theo một chút nghi ngờ cùng mờ mịt. Linh! Đúng lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Sau đó kéo hắn xoay người bỏ chạy. Chờ thái cổ cự yêu lấy lại tinh thần, Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên đã biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Trong mắt thái cổ cự yêu hiện lên một sự tàn ác, chợt đánh một quyền về phía xa. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ trước mặt nó đều bị chôn vùi. Tuy nhiên,
không gian bên trong vĩnh hằng bí cảnh lại bình yên vô sự. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp một đường chạy hết tốc độ gần một canh giờ, khi xác định thái cổ cự yêu không đuổi theo, hai người mới dừng lại. Vừa dừng lại, Dương Diệp bỗng chốc ngã trên mặt đất. Lúc này, cơ thể của hắn đã không có một chỗ nào lành lặn. Một quyền vừa rồi của thái cổ cự yêu thiếu chút nữa trực tiếp tiêu diệt cơ thể của Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp đã trở thành một người máu, Bạch Chỉ Tiên im lặng không nói. Nếu như để nàng đỡ lấy một quyền vừa rồi, không hề nghi ngờ, cơ thể của nàng sẽ lập tức vỡ nhỏ, thậm chí thần hồn cũng bị diệt. Phải biết rằng một kiếm kia của Dương Diệp đã giảm bớt phần lớn lực lượng của thái cổ cự yêu, nhưng cơ thể hắn vẫn thiếu chút nữa tan biến. Theo Bạch Chỉ Tiên thấy, thái cổ cự yêu ít nhất là cường giả giới chân cảnh. Thu hồi mạch suy nghĩ, Bạch Chỉ Tiên nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ôm lấy Dương Diệp và trực tiếp biến mất. Trước một chỗ vách núi, Bạch Chỉ Tiên khẽ vung tay ngọc khiến nơ này trực tiếp nứt ra, Bạch Chỉ Tiên ôm Dương Diệp chợt tiến vào trong. Bên cho Bạch Chỉ Tiên đặt Dương Diệp ở trên mặt đất, lúc này, hồng mông tử khí trong cơ thể Dương Diệp đã bắt đầu tự động chữa trị cơ thể SASN.NG sơn động. Nhìn Dương Diệp trên mặt đất, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên đưa tay đặt lên trên gương mặt của Dương Diệp. Vì một nữ nhân ngay cả mạng cũng không cần, ngươi thật ngu ngốc. Hi hi. Lúc này, một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên ở ngoài động. Nghe vậy, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức biến hóa kịch liệt, quay đầu lại, cửa động có một tiểu nữ hài xuất hiện từ lúc nào. Tiểu nữ hài mặc một chiếc váy vải chấm hoa, trong tay cầm một sâu mứt quả, lúc này, đối phương đang cười hì hì nhìn nàng. Bạch Chỉ Tiên vẻ mặt đề phòng. Ngươi là ai? Tiểu nữ hài cười hì hì, sau đó chỉ vào Dương Diệp trên mặt đất. Ra ra muốn gặp hắn. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Không được. Vẻ tươi cười trên mặt tiểu nữ hài dần dần lạnh xuống, nụ cười kia có chút dọa người. Bạch Chỉ Tiên chậm rãi nắm chặt tay ngọc lại, mà vào lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên biến mất. Đồng tử của Bạch Chỉ Tiên đột nhiên co lại, tay ngọc hóa trưởng đẩy về phía trước. Một lực lượng cường đại từ lòng bàn tay của nàng chấn động ra, nhưng một nắm đấm nhỏ trực tiếp ấn vào trong lòng bàn tay của nàng. Ầm. Bạch Chỉ Tiên trực tiếp bay ngược ra, cuối cùng nặng nề đánh vào trên vách núi đá. Phụt. Bạch Chỉ Tiên mới vừa dậy, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng hắn phun tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài ăn mứt quả cách đó không xa, trong mắt đầy vẻ khó tin. Lực lượng này của ngươi. Tiểu nữ hài bĩu môi và không để ý tới Bạch Chỉ Tiên, đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nắm lấy một chân của Dương Diệp kéo ra ngoài động. Tiểu nữ hài mới ra động, một lực lượng cường đại đột nhiên từ phía sau nàng đánh tới. Người ra tay chính là Bạch Chỉ Tiên. Tiểu nữ hài dừng bước lại và xoay người đánh ra một quyền. Chính là một quyền nho nhỏ này đã trực tiếp đánh cho Bạch Chỉ Tiên lại chấn động bay ra ngoài. Bạch Chỉ Tiên vẫn muốn ra tay, tiểu cô nương kia lại đột nhiên nói. Ngươi đừng ra tay nữa, ta không muốn giết ngươi. Nói xong, chân nhỏ của nàng nhẹ nhàng đá vào chân của Dương Diệp, lại nói. Ra ra muốn gặp hắn cũng không phải muốn giết hắn, ngươi khẩn trương làm gì? Bạch Chỉ Tiên lau máu tươi trên khóe miệng. Vậy ra ra ngươi tìm hắn làm gì? Tiểu nữ hài lắc đầu. Ta không biết, nếu ngươi muốn biết thì có thể đi cùng. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn tiểu nữ hài. Sau đó đi tới trước mặt tiểu nữ hài và bế Dương Diệp lên. Đi, ta đi chung với ngươi. Tiểu nữ hài liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên. Ngươi sẽ không trốn chứ? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi trốn, ta có thể sẽ đánh chết ngươi đấy. Bạch Chỉ Tiên nói. Ta không trốn, hơn nữa cũng trốn không thoát được ngươi, không phải sao? Tiểu nữ hài suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Hình như cũng đúng, được, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người nhảy nhót về phía xa. Bạch Chỉ Tiên im lặng suy nghĩ một lát rồi ôm Dương Diệp đi theo. Bạch Chỉ Tiên đi theo tiểu nữ hài vào sâu bên trong dãy núi. Qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy một thi thể ở cách cửa động không xa. Thi thể của một loài người. Mà ở nơi ngực của thi thể này có một chữ tiên nho nhỏ. Cường giả của tiên phủ. Khi Bạch Chỉ Tiên nhìn thấy gương mặt của thi thể kia, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Mai ca ngữ, thiên tài siêu cấp đặc biệt chói mắt ở vĩnh hằng giới trước đây, cũng đã từng là một trong yêu nghiệt kiệt xuất nhất của tiên phủ, còn đứng thứ tư trên thần vũ bảng. Năm đó sau khi người này bước vào giới chân cảnh thì không thấy xuất hiện qua,
người đời đều cho rằng hắn đang bế quan tu luyện, xông qua cửa ải kia. Nhưng Bạch Chỉ Tiên không ngờ được đối phương tự nhiên chết ở nơi đây. Người biết hắn à? Lúc này, tiểu cô nương cách đó không xa đột nhiên hỏi. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn tiểu nữ hài, sau đó nói. Hắn chết thế nào? Tiểu nữ hài liếm mứt quả, sau đó nói, bị đồ tể giết, người này cũng vậy, người ta đã cho hắn đi, hắn lại không đi, sau đó. Nói đến đây, nàng giơ ngón tay lên ra hiệu chém. Sau đó bị đồ tể dùng một đao răng rắn. Bạch Chỉ Tiên. Đi thôi. Tiểu nữ hài xoay người nhảy nhót, biến mất ở phía xa. Bạch Chỉ Tiên nhìn thi thể kia hồi lâu, sau đó đi theo. Sau khích bước vào trong, một thôn trang xuất hiện ở trong tầm mắt của Bạch Chỉ Tiên. Đầu thôn là một cái ghế gỗ, trên cái ghế gỗ có một lão già bẩn thỉu dường như đang ngủ, bên thắt lưng còn cơ treo một bình hồ lô rượu. Tiểu nữ hài đi tới trước cái ghế gỗ, nhổ xuống một viên mứt quả rồi trực tiếp nhét vào trong miệng của lão già này, tiếp theo, nàng cũng không quay đầu đã chạy về phía trong thôn. Phía sau, lão già kia chửi ầm lên. Vương Nhị Nha, nhà đầu điên nhà ngươi có giỏi thì đừng chạy, xem ta có đánh nát mông của ngươi ra không. Khi Bạch Chỉ Tiên ôm Dương Diệp tới đầu thôn, lão già kia liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt, nhưng chẳng bao lâu, hắn lại nhìn về phía Dương Diệp. Cái quỷ gì vậy? Bạch Chỉ Tiên dừng bước và nhìn về phía lão già. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhíu mày. Sát ý, kiếm ý, ý điên, đúng không? Còn có những oán linh kia. Cha cha, tiểu quỷ này không phải là một người tốt. Bạch Chỉ Tiên. Lúc này, lão già lôi thôi đã nằm lại trên ghế gỗ, sau đó ngủ say. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn lão già lôi thôi này, sau đó dẫn theo Dương Diệp đi về phía trong thôn. Trong lúc, nàng không ngừng quan sát xung quanh, thôn trang này nhỏ, chỉ có chừng trăm hộ. Trong đó phần lớn mọi người đều là người bình thường, nhưng cũng có vài người không phải là người bình thường, ví dụ như lão già trước đó, còn có một vị đại thẩm vừa đi qua bên cạnh nàng, lúc đối phương đi ngang qua bên cạnh còn quan sát Dương Diệp. Từ trên người đối phương, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Bạch Chỉ Tiên bước nhanh đuổi theo tiểu cô nương kia, cũng chính là Vương Tiểu Nha, sau đó nói. Ở đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Vương Nhị Nha liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên. Sau đó nói, Vĩnh Hằng Tiên Thôn, Bạch Chỉ Tiên nhíu mày, vì sao các ngươi lại ở đây mà không đi ra ngoài? Vương Nhị Nha lắc đầu, chúng ta không thể đi ra ngoài, ra ra nói bên ngoài nguy hiểm. Nguy hiểm, Bạch Chỉ Tiên càng nhíu chặt chân mày. Không có khả năng, lấy thực lực của các ngươi thì bên ngoài có rất ít người có thể tổn thương được các ngươi. Vương Nhị Nha lắc đầu, không biết. Dù sao chúng ta cũng không thể đi ra ngoài. Ta từng lén đi ra ngoài nhưng còn chưa đi đã bị lão già kia bắt trở về. Ta cho ngươi biết, lão già kia rất lợi hại. Ngươi đừng có đi chọc hắn. Bạch Chỉ Tiên. Đúng lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía xa. Hắc, đồ tể. Nói xong, nàng chạy như một làn khói. Bạch Chỉ Tiên ngẩng đầu nhìn lên, ở cách đó không xa có một bàn bầy thịt, đứng bên trong là một người đàn ông để râu qua nón. Cơ bắp trên người đặc biệt rắn chắc, nhưng rất đen. Lúc này, người đàn ông đang cầm một con dao giết heo không ngừng vung vẩy. Nghe được giọng nói Vương Nhị Nha, mặt đồ tể lập tức đen lại, tay phải hắn cầm con dao giết heo nhẹ nhàng vung lên, một miếng thịt nạc lập tức rơi vào trước mặt Vương Nhị Nha. Vương Nhị Nha cười hì hì, cũng không khách sáo, đón lấy miếng thịt sau đó giả làm mặt quỷ với hắn. Đồ tể, đây chính là ngươi tặng ta chứ không phải ta cướp đâu đấy. Đồ tể đảo mắt, còn không đi. Vương Nhị Nha cười hì hì, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Đi, đi mau, chờ một lát nữa thì ra ra sẽ tức giận đấy. Nói xong, nàng xoay người bước nhanh hơn. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn đồ tể, sau đó đưa Dương Diệp đi theo, mà khi đi qua bàn thịt, đồ tể đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Dương Diệp nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Là người cao to làm cho bị thương sao? Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Hoang cổ cự yêu kia. Hoang cổ cự yêu. Đồ tể bật cười. Nó tính là hoang cổ cự yêu gì chứ, nếu không phải nể tình tổ tiên nó, ta đã sớm chặt nó rồi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại nói. Thành thật mà nói, ta có chút tò mò. Tò mò cái gì? Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Đồ tể nói.
gia gia của Vương Nhị Nha là một lão thần côn, lão bất tử này không lợi không dậy sớm nổi, không có chuyện tốt, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hắn lại muốn gặp tiểu tử trong lòng ngươi thì nhất định là có chuyện kỳ lạ. Nhưng nói thật, ta nhìn tiểu tử này tuyệt đối không có chỗ nào đặc biệt cả. Nếu như phải nói chọn một chỗ đặc biệt thì cũng chỉ có kiếm vực này. Nhưng cho dù có kiếm vực, hắn cũng là một kẻ kém cỏi, không chỉ có vậy, trên người tiểu tử này có sát khí quá nặng, nhân quả quá nhiều, kiếp trước bị người chặt, kiếp sau bị chính hắn chặt. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn Dương Diệp. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, hắn có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích trong kỳ tích. Cho nên ta lại không rõ lão thần côn rốt cuộc coi trọng hắn ở điểm nào. Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên khẽ lắc đầu. Ta không biết. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói. Tuy nhiên, ta cảm thấy hắn rất lợi hại. Rất lợi hại. Đồ Tể liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ta cảm thấy rất yếu. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói, đó là tiền bối nhìn thấy hắn bây giờ, nên hắn tất nhiên là yếu rồi. Vãn bối cả gan hỏi một câu, năm đó tiền bối bằng tuổi hắn, có thể mạnh mẽ như hắn không? Đồ Tể sửng sốt. Bạch Chỉ Tiên không nói gì nữa, ôm Dương Diệp bước nhanh về phía trước. Đồ Tể lắc đầu cười. Nhớ năm đó, dao làm bếp ở trong tay, ai có thể địch nổi ta chứ? Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp đi tới một góc cuối phía nam của thôn trang nhỏ, nơi đó có một căn nhà trúc nhìn rất bình thường, treo rơ cất nhiều xương thú, còn có một vài hình vẽ kỳ lạ. Trên bậc thang phía trước nhà trúc là Vương Nhị Nha đang ngồi liếm mứt quả. Lúc này, một lão già từ trong căn nhà trúc chậm rãi đi ra. Lão già mặc một bộ trường bào rộng màu đen, trong tay nắm một cây quải trượng thật dài màu trắng, nhìn kỹ thì đó là xương thú. Lão già này nhìn rất già nua, nhưng hai mắt lại sắc bén khác thường, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Lão già liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp, sau đó nói. Mời ngồi. Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Tiền bối, ngài có điều gì cứ nói đi. Lão già đi tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp và liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Kiếm ý, sát ý, ý điên, ta đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy qua. Bạch Chỉ Tiên nói. Tiền bối đã từng thấy qua. Lão già khẽ gật đầu. Đúng là ta đã từng nhìn thấy rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Mục đích ngươi tới đây là muốn lấy được Vĩnh Hằng Tiên Tinh và ít vật Vĩnh Hằng đúng không? Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Đúng. Lão già bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt Bạch Chỉ Tiên. Ở trong này có 100 Vĩnh Hằng Tiên Tinh, đủ để cho ngươi đột phá đến hư chân cảnh. Ngoài ra còn có một vật Vĩnh Hằng, nắm giữ vật ấy, trong cùng cấp đạo chân cảnh sẽ có rất ít người có thể là đối thủ của ngươi. Bạch Chỉ Tiên nhìn thẳng vào lão già. Vì sao? Lão già chỉ vào Dương Diệp. Giao hắn cho ta, những thứ này sẽ là của ngươi. Chỉ vậy thôi. Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Lão già khẽ gật đầu. Chỉ vậy thôi, ngươi để hắn lại là có thể cầm mấy thứ này rời đi, ta có thể bảo đảm ngươi có thể bình yên rời khỏi nơi này. Về phần nguyên nhân, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi không nên biết mà lại biết, trái lại sẽ là tai họa. Bạch Chỉ Tiên im lặng nhìn nhẫn chứa đồ trước mắt. Qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên cúi đầu, lúc này tay của Dương Diệp đang nắm chặt tay nàng. Thấy vậy, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên cười và ngẩng đầu nhìn về phía lão già. Ta ở đây cùng hắn. Lão già nói. Vì sao? Bạch Chỉ Tiên khẽ cười. Không gì cả. Lão già khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn thu hồi cái nhẫn chứa đồ rồi đặt tay phải ở trên vai của Dương Diệp. Trong phút chốc, thân thể Dương Diệp chấn động mạnh. Mà ở ngoài Vĩnh Hằng bí cảnh cũng chính là vùng đất kiếm khư, một vật nhỏ màu trắng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có kèm theo một chút mờ mịt. Mà vào lúc này, một gương mặt mờ ảo xuất hiện ở trên đỉnh đầu tiểu bạch. Gương mặt này là của một lão già. Nhìn thấy gương mặt này, mắt tiểu bạch lập tức trợn tròn, sau đó móng nhỏ của nàng đặt ở trên hồ lô bên thắt lưng. Khi gương mặt mờ ảo nhìn thấy điểm màu tím trong tròng mắt của tiểu bạch liền mỉm cười sau đó chậm rãi biến mất. Tiểu bạch chớp chớp mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng. Vĩnh Hằng bí cảnh. Lão già thu tay về, trên gương mặt già nua của hắn xuất hiện một nụ cười ôn hòa. Quả nhiên là thế, đúng là làm cho người ta khó có thể tin nổi, không ngờ thế giới bên ngoài này tự nhiên có thể sinh ra một vị linh. Tiền bối. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía lão già,
không hiểu. Lão già không trả lời Bạch Chỉ Tiên mà nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó giang tay ra, ở trong lòng bàn tay hắn có một khí lưu chuyển động, dần dần, Bạch Chỉ Tiên phát hiện sắc mặt lão già trắng bệch. Qua rất lâu, ở trong lòng bàn tay của lão già xuất hiện một chữ ba nho nhỏ. Lão già sửng sốt khi nhìn thấy chữ này, ở trong mắt hắn có chút khó tin nổi. Ba phần thắng, ba phần, một vị linh tổ đi theo, sao chỉ có ba phần? Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Dương Diệp rồi nhíu mày. Kiếm đạo giết chóc, lấy giết để giết, con đường giết chóc, không trách được. Nói đến đây, lão già im lặng. Qua rất lâu, lão già ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ta đã không có bao nhiêu thời gian nữa. Hắn liếc nhìn Vương Nhị Nha ở trước nhà trúc và ánh mắt dần trở nên kiên định. Lúc này, Vương Nhị Nha nhìn về phía lão già thấy lão già cười nói. Nhà đầu, đi vào chuẩn bị thùng tắm đi. Nhớ kỹ là sử dụng những dược liệu Gia Gia đã từng dùng. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, một bình ngọc màu trắng rơi vào trước mặt Vương Nhị Nha. Thêm giọt máu này vào nữa. Vương Nhị Nha chớp chớp mắt. Gia Gia, chúng ta hình như không nhiều máu này mà. Lão già mỉm cười. Không có việc gì, cho hắn sử dụng đi. Nghe Gia Gia, nhanh đi làm đi. Được. Vương Nhị Nha thả mứt quả và nhận lấy bình ngọc. Sau đó chạy tới trong căn nhà. Trúc, tiền bối. Bạch Chỉ Tiên không hiểu nhìn lão già. Lão già nói. Đi theo ta, nói xong, hắn xoay người đi về phía nhà Trúc. Bạch Chỉ Tiên im lặng rất lâu, sau đó đưa Dương Diệp đi theo. Trốn à? Thực lực của la lão già trước mặt này thâm sâu khó lường, nàng căn bản không có khả năng dẫn theo Dương Diệp trốn, đặc biệt lúc này Dương Diệp còn bị thương nặng. Hát xê ơn nữa. Lão già này tuyệt đối không có sự thù địch. Bạch Chỉ Tiên đưa Dương Diệp vào nhà Trúc, bên trong nhà Trúc có một thùng nước tắm, bên tê cao ông là nước màu đỏ tươi, mà giờ phút này nước trong đó đang sôi trào. Thả hắn vào trong. Lão già đột nhiên nói. Bạch Chỉ Tiên ngây người, sau đó nói. Vì sao? Lão già giải thích. Điều này có lợi cho hắn. Vương Nhị Nha bĩu môi. Đau muốn chết. Lão già trừng mắt với Vương Nhị Nha. Không đau thì cháu lấy đâu ra thần lực này. Vương Nhị Nha cười hì hì và tiếp tục liếm mứt quả. Lão già nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Nhà đầu, lão phu là hậu nhân thần vu tộc thời đại cổ xưa, có lẽ người biết rất ít về thần vu tộc. Bộ tộc chúng ta kiếm sống bằng cách tính thiên mệnh, cho nên ta giúp đỡ hắn cũng là có mục đích, bởi vì hắn có cơ duyên lớn, sau này ta có việc muốn cầu cạnh hắn, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng gì. Còn nữa. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu như lão phu muốn giết hắn, người cùng hắn cũng không chống lại nổi. Bạch Chỉ Tiên cười gượng. Tiền bối sợ rằng không biết, ở bên ngoài, người này có rất nhiều kẻ địch. Bởi vậy, tiền bối nói hắn có cơ duyên lớn, ta còn không tin lắm. Lão già cười nói. Có người muốn giết hắn là bởi vì những người này không thể nhìn thấu được một vài chuyện, cho nên ta giúp hắn, nói thực tế một chút thì lão phu nhìn thấu một vài điều. Bởi vậy mới lựa chọn giúp hắn. Có kẻ địch thì tất nhiên cũng sẽ có bằng hữu, lão phu lựa chọn làm bạn của hắn. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn lão già và không nói gì nữa, trực tiếp thả Dương Diệp vào trong thùng nước tắm. Dương Diệp mới vừa vào thùng nước tắm, toàn thân hắn lập tức chấn động mãnh liệt. Mà những chất lỏng màu đỏ trong thùng nước tắm dần ít đi. Nhưng tất cả ngũ quan của Dương Diệp lại bắt đầu vặn vẹo. Đau đớn. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía lão già. Lão già mỉm cười nói. Không có việc gì, hắn đang hấp thu lực lượng thần huyết. Thần huyết? Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Lão già nói. Đó là máu của một vị hoang thần thời kỳ thái cổ, năm đó thần vu tộc ta may mắn có được vài giọt. Rất quý giá. Lúc này, Vương Nhị Nha cách đó không xa đột nhiên nói. Đồ tể bên ngoài đã cầu xin Gia Gia rất lâu, Gia Gia cũng không cho hắn. Đúng rồi. Còn có rất nhiều dược thảo rất quý hiếm. Hàng năm chúng ta chỉ có thể được chia một hai gốc, bây giờ đều cho hắn. Hừ, những thứ này vốn là cho nàng sử dụng, bây giờ lại cho Dương Diệp, trong lòng nàng tất nhiên có chút bất bình. Lão già khẽ xoa đầu nhỏ của Vương Nhị Nha. Sau này sẽ có lợi lớn. Vạn linh khí. Vương Nhị Nha không phải loài người, bây giờ nàng đã đạt đến cực hạn của bản thân. Nếu muốn đột phá thì ngoại trừ khổ luyện vạn năm cũng chỉ có thể nhờ vạn linh khí giúp đỡ. Đây cũng nguyên nhân thực sự khiến hắn phải giúp đỡ của Dương Diệp.
Vương Nhị Nha cười hì hì. Không có việc gì, ta đã rất lợi hại rồi. Lão già mỉm cười, sau đó nhìn về phía trong thùng nước tắm, lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, thoáng cái, một ý cảnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, mà vào lúc này, lão già đột nhiên thò tay ấn nhẹ về phía thùng nước tắm. Điều này trực tiếp làm cho ý điên của Dương Diệp bị ép trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Bạch Chỉ Tiên lập tức trở nên nghiêm trọng. Thực lực của lão già này còn mạnh hơn nàng tưởng. Bên trong thùng nước tắm, Dương Diệp bị ngăn chặn, cứ như vậy, những máu chất lỏng màu đỏ bên trong thùng nước tắm dần dần ít đi, lúc này cơ thể Dương Diệp cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thời gian dần trôi qua, chất lỏng màu đỏ bên trong thùng nước tắm lập tức cạn tới đây. Ngũ quan trên mặt Dương Diệp vặn vẹo, dường như đang chịu đau đớn mãnh liệt nào đó. Lão già liếc nhìn thân thể Dương Diệp, sau đó nói. Thân thể này của hắn không tệ, nếu không ta cũng không dám cho hắn sử dụng thần huyết này. Cơ thể của hắn sẽ đột phá sao? Bạch Chỉ Tiên đột nhiên hỏi. Lão già suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ta không dám xác định, nhưng cho dù không thể đột phá, cường giả đạo chân cảnh bình thường cũng khó có thể dễ dàng tổn thương được cơ thể của hắn. Kinh khủng như vậy sao? Bạch Chỉ Tiên chấn động nói. Lão già liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên. Nhà đầu, người không biết hoang thần này là tồn tại thế nào. Nếu như người biết sẽ không cảm thấy khủng khiếp. Ở thời đại cổ xưa, tồn tại có thể được gọi là thần, đều là những kẻ mà ngay cả thiên mệnh cũng không dám tùy ý trêu chọc đâu. Thiên mệnh thật sự tồn tại sao? Bạch Chỉ Tiên hỏi. Lão già mỉm cười, không nói gì. Bạch Chỉ Tiên cũng ý thức được mình không nên hỏi nữa, nàng nhìn về phía trong thùng nước tắm, lúc này, chất lỏng màu đỏ trong thùng nước tắm đã bị Dương Diệp hấp thu hết. Lúc này, lão già kia khẽ nói. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp cơ thể hắn. Nói xong, hắn do dự một lúc lại lấy ra một bình ngọc trắng và rót một giọt máu tươi cuối cùng trong đó về phía đỉnh đầu của Dương Diệp. Giọt máu tươi trực tiếp tiến vào đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó theo huyết quản của Dương Diệp tản vào các nơi trên toàn thân. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, cơ thể của Dương Diệp bắt đầu trực tiếp bị thiêu đốt. Cơ thể thiêu đốt. Giờ phút này toàn thân Dương Diệp bị ngọn lửa bao phủ bắt đầu lột xác với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cứ như vậy suốt mấy canh giờ, ngọn lửa trên người của Dương Diệp mới dần dần tản đi. Lúc này, da của Dương Diệp đỏ bừng, lại qua rất lâu, da tay của hắn dần dần khôi phục lại màu da bình thường. Lúc này, tay của lão già thu hồi lại và liếc nhìn Dương Diệp, cười nói. Ban đầu, ta cảm thấy đạt được tổ cảnh đỉnh phong đã thật sự không tệ. Không ngờ được cơ thể hắn tự nhiên có thể hấp thu hết lực lượng của cả hai giọt thần huyết này. Không thể không nói nền tảng cơ thể của hắn quá tốt. Đạt tới đạo chân cảnh sao? Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía lão già. Lão già khẽ gật đầu, đạo chân, cơ thể của hắn đã đạt được đạo chân. Bạch Chỉ Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một sự vui mừng, nàng nhìn về phía Dương Diệp, bây giờ Dương Diệp phải kinh khủng hơn so với trước đây rồi. Trước đây, ba gã cường giả đạo chân cảnh liên thủ có thể ép được Dương Diệp. Nhưng bây giờ... Sợ rằng năm tên cường giả đạo chân cảnh cũng không ép được hắn. Bây giờ Dương Diệp thật sự có thể đánh có thể chống đỡ. Dường như nghĩ đến điều gì, Bạch Chỉ Tiên vội vàng quay đầu nhìn về phía lão già. Tiền bối, có thể làm cho hắn khôi phục thần trí không? Thần trí? Lão già liếc nhìn Dương Diệp và im lặng vài hơi thở mới khẽ lắc đầu. Tốt nhất không nên làm vậy. Vì sao? Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Lão già nói. Nếu ta ra tay, ngược lại có thể cưỡng chế được ý điên của hắn, nhưng nó nhất định sẽ liều mạng phản công, ý điên này cùng hắn là cùng một thể, nó liều mạng phản công sẽ rất bất lợi cho hắn. Không có biện pháp nào giải quyết sao? Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Lão già nói. Cách thì có, tuy nhiên điều này cần dựa vào chính hắn. Ý điên này có mạnh mẽ mấy cũng phải nghe lệnh hắn, bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là chính hắn trấn áp ý điên này. Bạch Chỉ Tiên cười gượng nói. Vấn đề là bây giờ thần trí của hắn mơ hồ, căn bản sẽ không trấn áp nó. Lão già khẽ gật đầu. Còn có một cách, đó chính là kiếm ý cùng sát ý của hắn có thể nâng cao, đạt được cùng cấp với ý điên này, có lẽ có thể liên thủ trấn áp nó. Liên thủ. Bạch Chỉ Tiên kinh ngạc. Sát ý cùng kiếm ý không mạnh bằng ý điên này sao? Tất nhiên không rồi. Lão già nói. Điên là một loại ý cảnh cực đoan,
đặc biệt cực đoan, trạng thái của hắn lúc này là trạng thái điên, thực lực các phương diện của hắn đều có thể nhận được nâng cao trên diện rộng. Bởi vậy, bất kể là kiếm ý hay là sát ý này đều không đè ép được ý điên này, chỉ có hai luồng ý cảnh liên thủ mới có khả năng chấn áp được ý điên này. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói. Còn có một cách nữa, đó chính là làm cho hắn tăng lên tới đạo chân cảnh, nếu như cảnh giới của hắn đạt được đạo chân, có lẽ thần trí có thể tỉnh lại, sau đó tự mình trấn áp ý điên này. Nói cho cùng, thật ra vẫn phải dựa vào bản thân hắn. Bạch Chỉ Tiên khổ sở nói. Sát ý cùng kiếm ý đạt được đạo chân đâu có dễ đâu. Quả thật không dễ dàng. Lão già khẽ gật đầu và suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Ta ép ý cảnh điên cùng oán linh của hắn một chút, để cho hắn trở nên bình thường hơn. Nói xong, tay phải của hắn đặt ở đỉnh đầu Dương Diệp. Một ý cảnh khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, cùng lúc đó, oán linh trong lòng bàn tay Dương Diệp cũng vọt ra. Cơ thể của lão già khẽ run lên, nhưng theo tay của lão già ấn xuống một cái, luồng ý điên cùng oán linh trực tiếp bị lão già ép trở về trong cơ thể Dương Diệp, cùng lúc đó, ở đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một vòng tròn máu. Đây là... Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Lão già khẽ nói. Một đạo phong ấn, tạm thời phong tỏa những oán linh kia cùng ý điên ở trong cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ có chút bình thường, ít nhất sẽ không gặp người thì muốn giết. Trong khoảng thời gian này, người cố gắng chăm sóc hắn, ta phải vào núi một chuyến để chuẩn bị chút dược liệu cùng thú huyết, cơ thể hắn vừa đột phá đến đạo chân, còn cần phải làm cho vững chắc. Ta cũng muốn đi. Lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên kêu lên. Lão già trừng mắt với Vương Nhị Nha khiến nàng bĩu môi. Không đi thì không đi. Lão già nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Nhớ kỹ, không thể tùy ý ra khỏi thôn, càng không thể dẫn theo hắn đến sau núi. Ngoài thôn cùng phía sau núi rất nguy hiểm cho hai người. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó nói. Tiền bối, ở đây rốt cuộc là nơi nào? Lão già cười nói. Một nơi tránh nạn. Nói xong, hắn mỉm cười và rời khỏi nhà trúc. Bên trong nhà trúc, chỉ còn Dương Diệp cùng Vương Nhị Nha. Vương Nhị Nha thỉnh thoảng quan sát Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên, cuối cùng đi tới trước thùng nước tắm, cơ thể bay lên không trung và nhìn Dương Diệp ở trong thùng nước tắm. Có phải hắn điên rồi không? Bạch Chỉ Tiên im lặng. Vương Nhị Nha giơ một ngón tay điểm vào trán của Dương Diệp, sau đó lại nói. Gia gia ta là một người đặc biệt hẹp hòi, bình thường dùng thần huyết cho ta cũng đặc biệt đau lòng. Vì sao lại sử dụng cho hắn, gia gia ta lại hào phóng như vậy sao? Hơn nữa còn vì hắn mà mạo hiểm đến nơi nguy hiểm sau núi kia. À, hắn sẽ không là con riêng của gia gia chứ? Bạch Chỉ Tiên. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, hắn mờ mịt nhìn xung quanh rồi nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Ngay sau đó, hắn đi ra khỏi thùng nước tắm và tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên, nhưng Bạch Chỉ Tiên lại lập tức đỏ mặt. Bởi vì giờ phút này Dương Diệp không mảnh vải che thân. Vừa rồi khi Dương Diệp bị thần huyết bất ngờ tôi luyện, trang phục đã sớm biến thành cho tàn. Vương Nhị Nha ngược lại rất bình thường, nàng căn bản không hiểu gì cả, dù sao cũng chỉ là một tiểu nữ hài 5-6 tuổi. Bạch Chỉ Tiên trừng mắt với Dương Diệp. Mặc quần áo. Dương Diệp không có bất kỳ phản ứng gì. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên càng khó nhìn. Cuối cùng, một lát sau Dương Diệp mới mặc một chiếc trường bào màu xanh, dĩ nhiên là Bạch Chỉ Tiên mặc thay hắn. Cứ như vậy, Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp ở tạm tại Vĩnh Hằng Tiên Thôn này. Ở đây, cơ thể của Dương Diệp tăng lên tới đạo chân cảnh. Bạch Chỉ Tiên cũng bởi vì quan hệ với Dương Diệp nên được lão già kia tặng cho gần 100 cái Vĩnh Hằng Tiên Tinh. Loại tinh thạch này đặc biệt quý hiếm đối với cường giả đạo chân cảnh. Vĩnh Hằng Tiên Tinh là một loại tinh thạch của thời đại cổ xưa, bây giờ ở Vĩnh Hằng giới đã thật rất ít khi nhìn thấy nó. Loại tinh thạch này có giúp đỡ rất lớn cho cường giả đạo chân cảnh. Trước kia, sở dĩ nàng có thể đạt được đạo chân cảnh, có thể nói là nhờ công lao nhất định của Vĩnh Hằng Tiên Tinh. Mà bây giờ, nàng bỗng chốc thu được 100 cái. Có thể nói, cho dù là loại thế lực như tiên phủ này, sợ rằng cũng không có khả năng thoáng cái lấy ra 100 cái Vĩnh Hằng Tiên Tinh đâu. Trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày Bạch Chỉ Tiên ngoại trừ tu luyện thì dẫn theo Dương Diệp đi dạo loạn ở trong thôn. Đây là ý của lão già. Đi dạo nhiều, có lẽ sẽ có lợi ích. Tuy Bạch Chỉ Tiên không hiểu ý của lão già, nhưng nàng vẫn làm theo. Ngày này,
Khi mặt trời lên, mọi người trong thôn cũng bắt đầu bận rộn. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp ra khỏi nhà trúc và đi theo con đường nhỏ duy nhất trong thôn. Dọc đường đi, thỉnh thoảng có người quan sát Dương Diệp, sau đó nói thầm. Khi đi ngang qua chỗ đồ tể bầy thịt, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Dương Diệp lại nhìn về phía quầy thịt của đồ tể. Đồ tể này ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp, sau đó nói. Mua thịt à? Dương Diệp đi tới quầy thịt và cúi đầu nhìn thịt bầy trên đó. Đó cũng không phải là thịt lợn, mà là một loại thịt màu tím đen, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trong thịt lóe ra như điểm sáng nhỏ giống như ánh sao, còn thoang thoảng mùi thơm khiến người ta ngửi thôi cũng thấy thoải mái. 50 vĩnh hằng tiên tinh. Đồ tể cười hì hì nói. 50 cái vĩnh hằng tiên tinh. Bạch Chỉ Tiên biến sắc. Đắt như vậy sao? 50 cái vĩnh hằng tiên tinh, đó là khái niệm gì? Có thể nói, nếu như ở bên ngoài, 50 cái vĩnh hằng tiên tinh ít nhất có thể mời được 3 vị cường giả hư chân cảnh. Nếu như căn bản của một vị cường giả đạo chân cảnh đủ tốt, thậm chí có thể giúp đối phương tu luyện tới hư chân cảnh. Mà bây giờ, ít thịt này đã đòi 50 cái vĩnh hằng tiên tinh. Bạch Chỉ Tiên cảm thấy đồ tể trước mắt này không nên gọi là đồ tể, phải gọi là thổ phỉ. Đồ tể liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, cười hì hì. Đối với người biết hàng thì nó hoàn toàn không đắt, nhìn đi, người bên cạnh ngươi rất biết hàng đấy. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía bên cạnh Dương Diệp và đang muốn nói, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ôm lấy miếng thịt rồi xoay người rời đi. Bạch Chỉ Tiên sửng sốt, đồ tể này cũng sửng sốt. Mà những thôn dân xung quanh kia lúc này cũng sửng sốt. Ở trong mắt những thôn dân này đầy vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, không biết ai đột nhiên gào một câu. Có người cướp đồ của đồ tể. Ngoài thôn, lão già Lôi Thôi nằm trên ghế gỗ đột nhiên nhảy dựng lên. Cướp đồ của đồ tể. Ai lợi hại như vậy? Vừa dứt lời, lão già trực tiếp biến mất. Rất nhanh, trong thôn có vô số người chạy về phía quầy thịt. Vương Nhị Nha cũng không ngoại lệ. Hơn nữa còn là người chạy tới đầu tiên. Khi nàng nhìn thấy Dương Diệp ôm thịt chạy, giờ phút này, trong mắt tiểu nữ hài này đầy vẻ sùng bái. Trước quầy thịt, đồ tể ngây người hồi lâu, khi thấy Dương Diệp càng chạy càng xa lúc, hắn mới lấy lại tinh thần. Trong phút chốc, mọi người còn chưa kịp tính táo, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đồ tể liếc nhìn Dương Diệp. Tiểu tử, đừng tưởng rằng tinh thần ngươi không bình thường thì có thể làm loạn. Trên đời này không phải không có người dám cướp đồ của đại gia ta, nhưng bọn họ đều nằm ở trong đất rồi. Ngươi có phải? Đúng lúc này, ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Dương Diệp ở trước mặt hắn đột nhiên rút ra con dao giết heo cắm trên cơ thể và chém về phía đầu của đồ tể này. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức khó coi. Không phải nói sẽ không nổi điên nữa sao? Đồ tể này ngây người, sau đó nói. Má ơi, ngươi không chỉ muốn cướp mà còn muốn giết người à? Người thật giỏi đấy. Khi con dao kia sắp rơi vào trên đầu của đồ tể, cả người Dương Diệp đột nhiên bay ngược ra ngoài, nhưng chẳng bao lâu, hắn đã ngừng lại. Bởi vì Vương Nhị Nha xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay nàng áp vào sau lưng hắn và cứng rắn dùng sức lực cơ thể mình đỡ cho Dương Diệp đứng vững. Tuy nhiên, Vương Nhị Nha rõ ràng cũng không thả lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Sau khi Dương Diệp dừng lại, Vương Nhị Nha thu tay về và vỗ nhẹ vào bắp đùi của Dương Diệp. Dương Điên, ta ủng hộ ngươi đánh với hắn. Bạch Chỉ Tiên. Lúc này, Dương Diệp cầm con dao giết heo lại muốn ra tay, nhưng Bạch Chỉ Tiên đã vội vàng xuất hiện ở trước mặt và ngăn cản hắn. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía đồ tể này. Tiền bối, ta mua thịt này, nói xong, nàng lại muốn lấy vĩnh hằng tiên tinh ra. Mà vào lúc này, đồ tể đột nhiên cách không chộp về phía Bạch Chỉ Tiên. Một lực lượng cường đại lập tức bao phủ lấy Bạch Chỉ Tiên, thoáng cái, đồ tể nhẹ nhàng vung tay phải lên, Bạch Chỉ Tiên trực tiếp bị lực lượng kia đẩy xa 10 trượng, cùng lúc đó, một lực lượng cường đại trực tiếp khóa lấy Bạch Chỉ Tiên, giờ phút này, Bạch Chỉ Tiên căn bản không có cách nào nhúc nhích. Đồ tể thu tay về, sau đó kéo ống tay áo của mình. Nhà đầu, bây giờ không phải là vấn đề tinh thạch, má nó. Đại gia ta sống như cu năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải kẻ dám cướp đồ của đại gia đồ của ta, ngày hôm nay xem ta có đánh gãy chân thứ ba của hắn ra không. Nói đến đây, vẻ mặt đồ tể đột nhiên kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Khi Bạch Chỉ Tiên bị đồ tể đánh văng ra, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn, trong phút chốc, toàn thân hắn bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dần dần,
Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, một ý cảnh khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Ý cảnh điên. Thoáng cái, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đồ tể này, ngay sau đó, một con dao chém thẳng xuống. Mà đồ tể này lại không tránh không né, trực tiếp giơ một ngón tay lên trên. Một ngón tay này trực tiếp ngăn cản con dao giết heo trong tay Dương Diệp này, nhưng một vòi máu lại bắn ra. Thoáng cái, đồ tể này trực tiếp bị đẩy lui vài bước. Cách đó không xa, lão già Lôi Thôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trong mắt đầy vẻ khó tin. Tất cả thôn dân ở đó cũng ngây người. Mà trong mắt đồ tể này cũng đầy vẻ khó tin. Sao có thể như vậy được? Không đúng, điên, mẹ nó ý điên này có thể sử dụng dao lợi hại như vậy sao? Ở đó, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của đồ tể này. Ngay sau đó, một thanh đao lại bổ về phía đồ tể. Chính là con dao giết heo này. Ở dưới sự gia tăng ý cảnh điên, một dao này của Dương Diệp tất nhiên hoàn toàn không kém hơn khi hắn thi triển kiếm vực. Một dao hạ xuống, không gian xuất hiện một vết rạch dài. Đồ tể này vẫn không né tránh mà giơ tay lên đánh ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào trên con dao mổ heo trong tay của Dương Diệp. Ầm! Theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp cầm theo dao trực tiếp bay ra ngoài. Rất nhanh, Vương Nhị Nha lại xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, tuy nhiên lần này nàng không hoàn toàn tiếp đỡ Dương Diệp, vào giây phút hai tay nàng ấn vào sau lưng Dương Diệp, hai người đồng thời lui về phía sau mười mấy trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, trong miệng hắn liền tràn ra một chút máu tươi. Nhưng trong phút chốc, hắn lại lập tức biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt đồ tể này. Đồ tể này không tránh không né mà lại đánh ra một quyền. Thoáng cái, một bóng người lại bay ra ngoài. Cách đó không xa, Vương Nhị Nha ngây người, sau đó thân hình lóe lên và tránh qua một bên, cứ như vậy, Dương Diệp trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Mọi người nhìn về phía Vương Nhị Nha cười gượng, sau đó đi tới bên cạnh của Dương Diệp. Dương điên, ngươi đừng đánh nữa, ngươi đánh không lại hắn đâu, chúng ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Mọi người. Cứ như vậy, Dương Diệp hết lần này tới lập khác bay ra ngoài. Nghiền ép. Thực lực của đồ tể hoàn toàn nghiền ép Dương Diệp, nhưng cách đánh không sợ chết của Dương Diệp lại làm cho tất cả mọi người ở đó kinh hãi. Người này thật sự không sợ chết à? Ỷ lớn hiếp nhỏ. Vào lúc Dương Diệp lại bay ra ngoài, Bạch Chỉ Tiên cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía đồ tể này nói. Tiền bối dám áp chế cảnh giới của mình và chiến đấu công bằng cùng hắn sao? Vương Nhị Nha vội vàng nói. Đúng, đồ tể, ngươi dám một đấu một công bằng cùng hắn sao? Đúng đúng, chiến đấu công bằng, đồ tể, ngươi dám chiến đấu công bằng cùng tiểu tử này sao? Ở đó, có người ồn ào. Công bằng, ta khinh. Đồ tể đột nhiên tức giận nói. Ta không phải bắt nạt hắn, là hắn muốn cướp đồ của ta, còn muốn giết người, các ngươi. Hừ. Lúc này, Vương Nhị Nha hừ lạnh một tiếng. Không dám là không dám, đồ tể ngươi tìm lý do làm gì? Ta thấy ngươi sợ mình áp chế cảnh giới, sau đó bị Dương Điên đánh thôi. Đồ tể hung hăng trừng mắt với Vương Nhị Nha. Nhà đầu điên, ta không nhìn ra ngươi còn học được cách khích tướng đấy. Nhà đầu điên ngươi cứ đi theo gia gia thần côn của ngươi thì sớm muộn sẽ có một ngày cũng đầy ý nghĩ xấu giống hắn thôi. Vương Nhị Nha giả mặt quỷ với đồ tể. Không dám chính là không dám. Đồ tể hừ lạnh một tiếng. Không dám, nha đầu điên, ngươi nhìn kỹ cho ta. Ta không chỉ áp chế cảnh giới của mình, còn muốn phong ấn huyền khí của mình. Hôm nay lão tử lại dùng nắm đấm ngược chết hắn. Nói xong, ở dưới ánh mắt của mọi người, khí tức trên người đồ tể đột nhiên yếu đi. Không chỉ có vậy, vào giờ phút này huyền khí trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn yên lặng xuống, tổ cảnh. Lúc này, cảnh giới của đồ tể bị hắn mạnh mẽ ép đến tổ cảnh. Mặc dù là tổ cảnh, nhưng áp lực trên thân phát ra vẫn mạnh hơn đạo chân cảnh. Đồ tể vươn một ngón tay về phía Dương Diệp, sau đó ngoắc ngoắc. Tới đây. Cách đó không xa, Dương Diệp ở trên mặt đất chậm rãi bò dậy, thoáng cái đã thấy một đường ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Trong nháy mắt có một con dao mang theo tia sáng lạnh lao tới chỗ giữa chân mày của đồ tể. Nhưng con dao này lại trực tiếp bị hai ngón tay kẹp lấy. Chính là hai ngón tay này làm cho con dao giết heo tản ra ý điên cũng không có cách nào nhúc nhích chút nào. Đồ tể cười lạnh. Tiểu tử, người còn non lắm, ta. Đúng lúc này,
trong tay trái của Dương Diệp đã xuất hiện một thanh kiếm màu đen từ lúc nào, ngay sau đó, thanh kiếm kia trực tiếp chém ngang về phía bụng của Đồ Tể. Xoẹt! Kiếm qua không gian, lập tức vang lên một âm thanh sắc bén chói tai. Sắc mặt Đồ Tể không đổi, hai ngón tay thả con dao trong tay Dương Diệp ra, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lùi về phía sau một trượng. Nhưng trong phút chốc, toàn thân hắn cũng chợt bắn ra. Mà lúc này, thân thể Dương Diệp đột nhiên trở nên mờ ảo, trong phút chốc, tay phải hắn thả dao giết heo này, hai tay cầm kiếm chợt chém tới. Kiếm vực! Một kiếm hạ xuống. Ầm! Đồ Tể trực tiếp bị chấn động đến cách đó 10 trượng. Mà ở trong lòng bàn tay của Đồ Tể có một vết kiếm sâu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt những người xung quanh này càng thêm hưng phấn cùng chấn động. Hưng phấn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đồ Tể chịu thiệt, chấn động là Dương Diệp tự nhiên lợi hại như vậy. Đồ Tể liếc nhìn vết kiếm trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Má nó, có chút thú vị, ngươi. Đồ Tể nói tới đây thì ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đã biến mất, cùng lúc đó, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Đồ Tể nheo mắt lại, hai tay hợp lại và hướng lên trên, trong chớp mắt này, một thanh kiếm bị kẹp lấy. Nhưng ngay vào lúc này, một bóng người chẳng biết đã xuất hiện ở phía sau Đồ Tể từ lúc nào, ngay sau đó, con dao giết heo trực tiếp chém về phía gáy của Đồ Tể. Sắc mặt Đồ Tể không đổi, hắn trực tiếp nắm trường kiếm màu đen của Dương Diệp và xoay người lại. Keng! Kiếm cùng dao vừa mới tiếp xúc, nền đá xanh dưới chân hai người này lập tức nổ tung ra, một lực lượng cường đại ép về bốn phía xung quanh, tuy nhiên lực lượng này còn chưa tản ra một trượng đã bị một lực lượng thần bí cắt đứt. Mà vào lúc này, trường kiếm màu đen trong tay của Đồ Tể đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, thanh trường kiếm màu đen này trực tiếp hóa thành rất nhiều oán linh nhấn chìm Đồ Tể. Một lực lượng cường đại đột nhiên từ trong những oán linh kia chấn động ra làm chúng lập tức bị đánh bay, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đồ Tể này, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của vô số người, hai tay Dương Diệp nắm con dao giết heo này và chém mạnh về phía Đồ Tể. Chính là chém. Hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật gì, cũng không có bất kỳ kỹ xảo, càng không có bất kỳ chiêu thức gì. Chém loạn một hồi. Nhưng điều đó lại làm cho Đồ Tể không ngừng lùi về phía sau. Không chỉ vậy, một thanh kiếm thỉnh thoảng lại hiện lên, tạo thành phiền phức cực lớn cho Đồ Tể này. Sở dĩ nó có thể làm vậy là vì kiếm của Dương Diệp cùng con dao mổ heo có thể cắt rách được cơ thể của Đồ Tể. Hơn nữa, chính hắn vừa rồi còn làm màu, không dùng tới huyền khí, chỉ dùng nắm đấm. Cho nên có thể nói tình cảnh bây giờ của Đồ Tể đặc biệt xấu hổ. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đồ Tể này dần dần bị Dương Diệp áp chế. Không chỉ có vậy, ở trên thân Đồ Tể còn hiện ra rất nhiều vết dao cùng vết kiếm. Mà giờ phút này, xuất sắc nhất cũng không phải là kiếm của Dương Diệp, mà là con dao mổ heo. Hai tay Dương Diệp nắm dao chém mạnh, đây căn bản lại không thể gọi là đao pháp, nhưng uy lực và hiệu quả kia lại đặc biệt khủng khiếp. Một dao lại một dao nối tiếp nhau, thỉnh thoảng có một kiếm tới, lúc này có thể nói Đồ Tể này khổ không thể nói hết. Khủng khiếp nhất là ý điên của Dương Diệp tự nhiên càng lúc càng mạnh. Theo đó, đao pháp điên của Dương Diệp cũng càng lúc càng mạnh. Trong thôn trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Dương Diệp này. Ý điên của Dương Diệp càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Đồ Tể này trực tiếp bị chấn động đến mười mấy trượng. Trên thân hắn đầy những vết thương. Đồ Tể nhìn hai tay mình, phía trên đó đều là vết dao. Vẻ mặt Đồ Tể có chút khó coi. Má ơi, lần này làm màu quá lớn rồi. Phía xa, mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp sẽ tiếp tục đuổi theo Đồ Tể này, Dương Diệp lại đột nhiên xoay người và lao vào phía đám đông. Cách đó không xa, gương mặt Bạch Chỉ Tiên chợt trắng bệch. Lại giết tới điên rồi. Cổ đao phái, một. Nhìn thấy Dương Diệp cầm đao vào tới, những thôn dân xung quanh lập tức sững. Sốt. Dương Diệp muốn làm gì? Rất nhanh, vẻ mặt thôn dân chung quanh có chút kỳ lạ. Dương Diệp muốn giết người à? Những thôn dân kia tuyệt đối không chạy trốn, bởi vì Đồ Tể này đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó hắn lấy bàn tay làm đao bổ nhẹ tới. Ánh đao chợt hiện. Ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp và con dao trực tiếp bay ngược ra ngoài, lần bay này trực tiếp bay đến bên ngoài thôn. Cách đó không xa, Vương Nhị Nha chớp chớp mắt,
sau đó xoay người bước nhanh và biến mất ở phía xa. Chạy trốn. Đám người xung quanh thoáng ngây người rồi xoay người nhanh chóng biến mất. Ở đó chỉ còn lại 4 người, Bạch Chỉ Tiên, lão già Lôi Thôi, cùng với một đại thẩm cầm giỏ thức ăn, và cả đồ tể này. Lão già Lôi Thôi lấy ra hồ lô rượu bên thắt lưng và ực một hớp, sau đó nói. Không tệ. Đại thẩm cách đó không xa khẽ gật đầu. Quả thật không tệ. Đồ tể khẽ lắc đầu. Người này có sát tâm quá nặng, quá nặng. Thì tính sao? Lão già Lôi Thôi bĩu môi. Tu hành giả có ai không giết người? Đồ tể ngươi không giết người sao? Còn nữa, ta thấy tiểu tử này cũng không phải giết để giết, nếu như hắn thật sự làm vậy, sao ý điên có thể đè ép được sát ý kia chứ? Nói đến đây, hắn nhìn về phía đại thẩm bên cạnh. Đại tỷ thấy thế nào? Đồ tể nhìn về phía đại thẩm này. Bạch Chỉ Tiên cũng nhìn về phía đại thẩm này, trong mắt có chút tò mò, bởi vì từ thái độ của lão già Lôi Thôi cùng đồ tể lại thấy được địa vị của đại thẩm này hình như rất cao. Trong mắt Bạch Chỉ Tiên, vị đại thẩm này rất bình thường, đặc biệt bình thường, mặc một chiếc váy hoa nhỏ cũ, cơ thể có chút đẫy đà, về phần gương mặt thì không thể nói là xấu, nhưng tuyệt đối không liên quan tới đẹp. Hơn nữa trên thân cũng không có khí chất gì đặc biệt, chính là thuộc về phụ nữ trung niên đặc biệt bình thường. Đại thẩm liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên cách đó không xa, sau đó nói. Ta nói hắn không tệ, không phải nói hắn có thiên phú không tệ. Lúc trước hắn bước vào trạng thái điên này là vì nha đầu kia. Thì tính sao? Đồ tể không hiểu. Ngu. Lão già Lôi Thôi lắc đầu. Điều này chứng minh tiểu tử kia là một người coi trọng tình nghĩa. Đơn giản một điểm này đã chứng tỏ bản chất của tiểu tử này không xấu. Nếu không, lão thần côn sao có thể đưa hắn đến đây, hơn nữa còn cho tiểu tử này sử dụng chút của cải của mình. Ngươi đã từng thấy lão thần côn mua bán lỗ vốn bao giờ chưa? Ta không dám nói tới chuyện khác, nhưng trên người tiểu tử này chắc chắn còn có bí mật mà chúng ta không biết, hơn nữa còn là một bí mật lớn. Lúc này, đại thẩm lắc đầu. Đồ tể, chuyện này ngươi tự quyết định đi. Tuy nhiên, ta có vài kiến nghị. Đại tỷ cứ nói. Đồ tể nói. Đại thẩm này nói. So với kiếm, hắn có thể thích hợp tu đao hơn. Nếu hắn tu đao, thành tựu sau này nhất định sẽ vượt qua ngươi, thậm chí vượt qua tổ sư cổ đao phái của ngươi. Sao có thể như vậy được? Đồ tể bỗng chốc nhảy dựng lên. Đại tỷ đùa kiểu gì vậy? Hắn sẽ vượt qua ta? Vượt qua tổ sư cổ đao phái ta sao? Lão già Lôi Thôi do dự một lúc, sau đó nói. Đại tỷ nói hắn có khả năng vượt qua đồ tể, ta cảm thấy không phải là không có khả năng, nhưng tỷ nói hắn sẽ vượt qua tổ sư cổ đao phái, điều này. Đại tỷ chắc hẳn cũng biết, tổ sư cổ đao phái là những người nào, đây chính là cổ đao đế, thời kỳ thái cổ năm đó không có phong thần nhưng lại có năng lực chém thần. Từ sau hắn, những người sử dụng đao đều không thể vượt qua được. Đại thẩm liếc nhìn lão già Lôi Thôi, sau đó nói. Trước đây không có ai, không có nghĩa là bây giờ không có ai. Lão già Lôi Thôi cười gượng nói. Sao đại tỷ coi trọng tiểu tử này như vậy? Đại thẩm này quay đầu lại nhìn về phía đồ tể này. Tam đệ, ngươi biết khuyết điểm của ngươi ở đâu sao? Đồ tể lắc đầu. Đại thẩm này trầm giọng nói. Thiên phú đao đạo của ngươi mạnh hơn tiểu tử kia ít nhất vài lần, nhưng có điểm khác khiến ngươi không bằng hắn. Đầu tiên là ngoan độc, ngươi làm việc không dây dưa, cũng đủ quyết đoán, nhưng còn chưa đủ ác, trung tâm đao pháp cổ đao phái của ngươi chính là ngoan độc và bá đạo. Càng ngoan độc, càng bá đạo thì càng có thể phát huy ra uy lực của nó. Nhưng ngươi không có cách nào phát huy hoàn mỹ ra hai điểm này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp nằm trên mặt đất ngoài thôn. Ngươi không cảm giác được sao? Kiếm pháp của tiểu tử này phát ra sự ngoan độc từ trong xương cốt, bá đạo phát ra từ trong xương cốt. Đặc biệt sự ngoan cường có thể bị bẻ gãy nhưng không chấp nhận khom lưng này, người bình thường căn bản không thể so sánh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên phú của hắn bình thường lại nhưng lực chiến đấu khủng khiếp như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi ngươi áp chế cảnh giới lại bị hắn áp chế. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta áp chế cảnh giới cũng không nhất định có thể ép hắn ở tổ cảnh. Hắn còn điên. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên ở cách đó không xa đột nhiên nói một câu. Đại thẩm liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó khẽ gật đầu. Nha đầu kia nói không sai, hắn chính là điên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía đồ tể.
vừa rồi ngươi áp chế cảnh giới của mình chiến đấu cùng hắn, hắn dùng dao của ngươi ra tay với ngươi, ngươi có cảm giác gì? Đồ tể suy nghĩ một lát, sau đó nói. Đè ép. Nói đến đây, hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ nhân trước mặt. Ta hiểu được. Phụ nữ trung niên khẽ gật đầu. Kiếm có khí giết chóc, nhưng nếu bàn về giết chóc lại có thể nào so sánh được với đao sao? Sự ngoan cường và điên cuồng trên người hắn dùng để tu đao lại rất hợp. Đồ tể do dự một lúc, sau đó nói. Nhưng ta cảm giác tính tình của hắn có chút cực đoan, hắn tới tu đạo pháp của cổ đao phái ta sợ hắn tu luyện đao pháp cổ đao phái thành ma đạo mất. Phụ nữ kia liếc nhìn đồ tể. Bây giờ ta có thể chắc chắn, ngày sau hắn nhất định sẽ vượt qua ngươi. Vì sao? Đồ tể không hiểu. Phụ nữ khẽ nói. Ngươi cứ chú ý này chú ý kia, có tu luyện đao pháp cái chứng à? Nói xong, phụ nữ cầm giỏ thức ăn xoay người rời đi. Chờ phụ nữ kia hoàn toàn biến mất, đồ tể quay đầu lại nhìn về phía lão giả lôi thôi, lão giả lôi thôi lắc đầu. Có chuyện hay không là do bản thân ngươi quyết định, tuy nhiên, nhị ca ta phải nhắc nhở ngươi một điều, từ trước đến nay cổ đao phái người chỉ truyền một mạch, nếu không chọn được đệ tử thì ngươi sẽ trở thành tội nhân của cổ đao phái đấy. Nói xong, lão già cũng xoay người rời đi. Đồ tể im lặng rất lâu, cuối cùng, hắn đi tới ngoài thôn và nhìn Dương Diệp dưới chân, rất lâu sau đó, cuối cùng hắn nắm lấy một chân của Dương Diệp và đi về phía trong thôn. Đi, đi học đao với lão tử. Học đao. Trong một gian nhà đá. Đồ tể ngồi ở trên giường đá, ở trước mặt hắn là Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn đồ tể và không nói gì. Đồ tể liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Nhà đầu, bảo hắn quỳ xuống bái sư. Bái sư. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó nói. Tiền bối, hắn còn chưa tỉnh táo, nếu không chờ hắn tỉnh táo lại bái sư đi. Đồ tể lắc đầu. Không cần tỉnh táo, tình trạng hiện tại là tốt nhất. Dù sao hắn chỉ có thần trí không tỉnh táo lắm nhưng không phải kẻ ngốc, cứ bảo hắn quỳ xuống bái sư đi. Bạch Chỉ Tiên có chút do dự. Ngươi còn do dự à? Lúc này, đồ tể này đột nhiên nhảy dựng lên. Nhà đầu, ngươi có biết có bao nhiêu yêu nghiệt siêu cấp muốn bái ta làm sư không hả? Ta! Đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên cầm đao trong tay và bổ về phía đồ tể. Bạch Chỉ Tiên sửng sốt. Biểu tình của đồ tể này cũng cứng đờ. Thoáng cái. Cả tòa nhà đá đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay đến ngoài thôn. Bóng đen này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Đầu thôn, đồ tể vỗ tay một cái. Má nó, người giết người tới nghiện đúng không, động một chút là muốn giết người. Trên mặt đất, Dương Diệp đột nhiên phóng người nhảy lên, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trên đỉnh đầu của đồ tể, thoáng cái lại có một dao bổ xuống đầu của đồ tể. Tuy nhiên trong phút chốc, Dương Diệp liền một lần nữa bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Bạch Chỉ Tiên lập tức sáng lên, lần này. Nàng có thể xác định được thực lực của đồ tể, tuyệt đối ở trên giới chân, thậm chí càng cao hơn. Cách đó không xa, Dương Diệp lại muốn ra tay, Bạch Chỉ Tiên vội vàng xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, sau đó kéo tay của Dương Diệp lại, bị Bạch Chỉ Tiên kéo tay, Dương Diệp lập tức trở nên yên tĩnh. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía đồ tể này. Tiền bối, chuyện bái sư lễ này có thể chờ tới khi hắn tỉnh táo lại bổ sung sau được không? Đồ tể liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, tức giận nói. Được rồi, lão tử thu một đồ đệ cũng thu ủy khuất như vậy, nhớ năm đó, vì để cho sư phụ ta thu ta, lão tử đã phải quỳ ở sơn thôn của hắn 10 ngày 10 đêm. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó bấm tay bắn ra, một luồng ánh sáng trắng trực tiếp tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Rất nhanh, rất nhiều tin tức trào vào trong đầu Dương Diệp. Đồ tể nói. Tiểu tử, đây là cổ đao kinh, là trung tâm công pháp của cổ đao phái ta, nó có tổng cộng 3 tầng, nếu ngươi bước vào tầng thứ nhất, trong cơ thể sẽ tu luyện ra huyền cổ khí, đây là một loại huyền khí do tổ sư năm đó chế tạo ra, mặc dù không bước vào 10 linh khí lớn, nhưng nó cũng là độc nhất vô nhị, nó có thể tăng uy lực của đao pháp lên tới mức độ cao nhất. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới tầng thứ 3, uy lực của nó hoàn toàn không yếu 10 linh khí lớn, đương nhiên ngoại trừ 3 loại xếp hạng đầu. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Về phần đao pháp của cổ đao phái ta không phức tạp như thế,
người chém thế nào thì cứ thoải mái. Mà đao kỹ cũng không nhiều, chỉ có hai loại, nhưng tuy ít lại có uy lực rất nghịch thiên. Ta đã đưa hai loại đao kỹ này vào trong đầu ngươi, lần lượt gọi là nhất đao cách thế và phù sinh vạn trảm. Ngươi có thể tự mình tu luyện, vẫn nữa, hai loại đao kỹ này cần phải sử dụng phối hợp với huyền cổ khí mới có thể khiến uy lực lớn nhất. Ngươi tự mình luyện trước, ta phải đến sau núi một chuyến, chuẩn bị ít đồ cho ngươi. Má nó, lão tử cảm thấy thu đồ đệ thế nào thật uất nghẹn. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa. Bạch Chỉ Tiên kéo Dương Diệp sang một bên, sau đó nói. Tu luyện, hiểu không? Dương Diệp nhìn Bạch Chỉ Tiên và có chút mờ mịt. Bạch Chỉ Tiên lại khoa tay múa chân, sau đó nói. Tu luyện, tu luyện. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đầu của Dương Diệp gật khẽ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật may, tuy thần trí của Dương Diệp bị ý điên ăn mòn, nhưng một ít bản năng của hắn vẫn còn, ví dụ như chiến đấu và tu luyện. Cứ như vậy, Dương Diệp bắt đầu ngồi tính tọa tu luyện cổ đao kinh, Bạch Chỉ Tiên xác định Dương Diệp bước vào trạng thái tu luyện thì cũng bắt đầu tự mình tu luyện. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Đột nhiên có một ngày, Dương Diệp cầm theo con dao làm bếp đi ra khỏi phòng. Dọc đường đi, những thôn dân kia biết thần trí của Dương Diệp không bình thường, bởi vậy không có ai cố ý trêu chọc hắn, trái lại nhìn thấy hắn liền trốn tránh từ xa. Đây chính là người điên đấy. Dương Diệp đi tới đầu thôn, trên ghế gỗ đầu thôn có một lão già lôi thôi đang ngủ say. Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía lão già, rất nhanh, ở trong tay hắn xuất hiện một con dao giết heo, hai tay hắn nắm đao, ý điên trong cơ thể liên tục trào vào con dao giết heo trong tay. Ngay sau đó, hắn cầm đao cắt qua trên đầu lão già lôi thôi. Lúc này, lão già lôi thôi đột nhiên mở mắt, ngươi muốn làm gì? Giả điên, đang giả vờ điên. Một, theo lão già lôi thôi vừa dứt lời, dao giết heo trong tay Dương Diệp đột nhiên chợt cắt xuống. Suy, một đao hạ xuống, cái ghế gỗ lập tức hóa thành một đống mảnh vụn. Nhưng lão già lôi thôi cũng đã xuất hiện ở cách Dương Diệp mấy trượng. Dương Diệp chậm rãi xoay người. Sau đó cầm theo dao giết heo đi về phía lão già. Lôi thôi. Lão già lôi thôi liếc nhìn Dương Diệp. Tiểu tử, ngươi nổi điên làm gì? Lão phu cũng không trêu chọc ngươi mà. Nhưng Dương Diệp lại run lên và đi thẳng tới trước mặt lão già lôi thôi. Sau đó cầm dao giết heo bổ xuống. Lão già lôi thôi hừ lạnh một tiếng rồi bấm tay bắn thẳng vào trên con dao giết heo ở trong tay của Dương Diệp. Dao giết heo chấn động mạnh, cả người Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại xuất hiện ở phía sau lão già lôi thôi một cá kỳ lạ rồi một đao bổ tới. Lão già lôi thôi nhíu mày và vung tay phải lên. Một lực lượng cường đại trực tiếp đẩy Dương Diệp đến bên ngoài thôn. Nhưng trong phút chốc, một ánh đao chói lòa đột nhiên bắn ngoài thôn tới. Lão già lôi thôi bấm tay bắn ra. Ánh đao kia lập tức nổ tung ra, hóa thành hư vô. Vào giây phút đó, một con dao giết heo trực tiếp tới trên đầu của lão già. Ở dưới ý điên gia tăng, không gian trực tiếp xuất hiện vài vết rạn. Không gian ở đây không thể so sánh với không gian bên ngoài, cho dù là cường giả đạo chân cảnh cũng khó có thể chấn động được không gian ở đây. Một đao hạ xuống. Lão già nhíu mày, thân hình lóe lên và trực tiếp rời đi. Đao hạ xuống. Suy. Tất cả mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy. Tất cả mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy. Mà lúc này, lão già kia đã xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp trở tay lại bổ một đao. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay đến trong thôn. Lần này, lão già ra tay rõ ràng có hơi nặng, Dương Diệp nằm trên mặt đất một hồi lâu mới đứng lên, nhưng sau khi đứng lên, hắn lại cầm theo con dao xông về phía lão già. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia nheo mắt. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi điên thì có thể làm loạn. Vừa dứt lời, tay phải hắn cách không chộp về phía Dương Diệp. Một chảo này làm xuất hiện một bàn tay màu đen trực tiếp nắm lấy cơ thể Dương Diệp không có cách nào nhúc nhích. Nhưng trong phút chốc, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp chọc thủng một lỗ trên bàn tay kia, thoáng cái, hai tay Dương Diệp nắm dao giết heo chém nghiêng lên trên. Suy, một đao chém ra, bàn tay kia ầm ầm vỡ nát. Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người phóng qua và lao tới đỉnh đầu của lão già,
Ngay sau đó, hai tay hắn nắm dao giết heo lại bổ xuống. Lão già Lôi Thôi nhíu mày, tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra. Ầm. Một đấm vừa ra, Dương Diệp mang theo con dao bay thẳng tới đầu thôn. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp lại bò dậy, lão già đang muốn ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên dắt con dao vào bên thắt lưng. Sau đó bước nhanh tới trong thôn, chỉ trong giây lát liền biến mất ở trong mắt của lão già. Lão già Lôi Thôi hơi ngẩn người. Không đánh nữa à? Nhìn một hồi lâu thấy Dương Diệp không xuất hiện, lúc này lão già mới xác định Dương Diệp thật sự không đánh nữa. Đùa gì vậy? Lão già bất bình, tuy nhiên cũng không đi tìm Dương Diệp, mà tìm một cái băng rồi nằm lên, chỉ trong giây lát liền truyền đến tiếng ngáy vang. Bên trong gian phòng, Dương Diệp trở lại trong gian phòng, lúc này, Bạch Chỉ Tiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Đi đánh nhau à? Dương Diệp mờ mịt. Bạch Chỉ Tiên khẽ thở dài. Ở đây không thể làm loạn được, biết không? Dương Diệp không trả lời. Bạch Chỉ Tiên lại nói. Tuy không ta biết vì sao bọn họ coi trọng ngươi như vậy, nhưng điều này là một kỳ ngộ lớn đối với ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng nắm chặt lấy, biết không? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo tay Bạch Chỉ Tiên và ôm nàng vào trong lòng. Cơ thể Bạch Chỉ Tiên cứng đờ ở. Ôm ôm một hồi, tay của Dương Diệp đột nhiên từ thắt lưng của Bạch Chỉ Tiên trượt đến mông của nàng. Bạch Chỉ Tiên thoáng biến sắc, thân hình lóe lên và trực tiếp tránh qua một bên. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày, cùng lúc đó, tay hắn đặt ở trên dao giết heo bên thắt lưng, không chỉ có vậy, trên người hắn dần dần xuất hiện ý điên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm cả kinh, nàng vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, do dự một lúc, nàng kéo lại tay của Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại kéo nàng vào trong lòng. Sau đó cũng giống như trước, hai tay chậm rãi trượt xuống. Cơ thể Bạch Chỉ Tiên hoàn toàn cứng đờ. Do dự một lúc, nàng cuối cùng không tránh ra nữa. Bây giờ Dương Diệp rất dễ kích động, nàng thật sự không muốn hắn nổi điên làm loạn. Nhưng thật may, Dương Diệp ngoại trừ chiếm chút tiện nghi nhỏ ra, cũng không làm chuyện gì thất thường. Cứ như vậy, hai người ôm nhau rất lâu, Dương Diệp mới chậm rãi bình tĩnh lại. Trong những ngày kế tiếp, Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên lại bước vào trạng thái tu luyện. Mà trong thời gian này, gia gia của Vương Nhị Nha cùng đồ tể này vẫn chưa trở về. Thời gian dần trôi qua. Nửa tháng sau, Dương Diệp đang ngồi xếp bằng ở trong nhà, trên người đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa, ở trên người hắn đột nhiên xuất hiện một tia khí lưu màu đồng cổ, những khí lưu này theo kinh mạch trong cơ thể của hắn không ngừng lưu chuyển tới toàn thân. Ngay từ lúc đầu khí lưu này còn có ít, nhưng càng lúc càng nhiều. Hơn, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên đứng lên và xoay người rời khỏi nhà trúc. Dương Diệp lại đi tới trong thôn, những thôn dân xung quanh nhìn thấy Dương Diệp đều lùi về phía sau. Bây giờ, người mà tất cả Vĩnh Hằng Tiên thôn không thể trêu chọc không phải là đồ tể nữa, mà là Dương Diệp này. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới đầu thôn. Trên ghế gỗ đầu thôn, trong miệng lão già ngậm hồ lô rượu và đang ngủ say. Dương Diệp nắm dao giết heo đi tới bên cạnh lão già kia, sau đó chợt chém về phía đầu của lão già. Khi đao phải rơi vào trên đầu lão già đột nhiên mở mắt, thoáng cái, thanh con dao giết heo này cách đầu hắn nửa tấc liền ngừng lại, lúc này, tay trái của Dương Diệp đột nhiên cầm chuôi dao, sau đó dưới dùng sức đè xuống. Suy, lão già trực tiếp biến mất, cái ghế gỗ lập tức hóa thành hư vô. Một dao thất bại, Dương Diệp đột nhiên xoay người quét ngang. Suy, lưỡi đao lướt qua, không gian đột nhiên, suy suy, vang dội. Cùng lúc đó, một đao khí mạnh mẽ từ trong con dao giết heo của Dương Diệp chấn động bắn ra. Cách Dương Diệp mấy trượng, lão già kia bấm tay trực tiếp bắn lên đao khí này. Ầm, đao khí ầm ầm nổ tung, nhưng lão già cũng bị đẩy lùi về phía sau ba bước. Ba bước, lão già nhìn ngón tay của mình, đầu ngón tay của hắn đã rách ra. Lão già nhíu mày. Nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tự nhiên tu luyện ra huyền cổ khí, ngươi. Đúng lúc này, hai tay Dương Diệp đột nhiên nắm ấy chuôi dao, hai chân tách ra hai bên, thoáng cái, rất nhiều huyền cổ khí điên cuồng trào vào con dao trong tay hắn. Không chỉ có vậy, ý điên này cũng liên tục không ngừng tập trung ở trong dao. Răng rắc. Dần dần, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện từng vết rạn. Cách đó không xa, lão già Lôi Thôi nhíu mày. Tiểu tử.
người không tỉnh táo, lão phu không muốn đánh thật. Suy. Đúng lúc này, cả người Dương Diệp đột nhiên hóa thành một ánh đao chói lòa phóng lên cao, lao thẳng vào trong trời mây, trong phút chốc, một đao khí dài đến gần vạn trượng đột nhiên từ trong đám mây này trực tiếp lao xuống. Không gian trực tiếp bị cắt nhỏ ra, đám mây phía chân trời xuất hiện một khe nứt không gian thật dài, lại giống như cắt trời đất làm hai nửa, vô cùng kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lão già này cuối cùng thay đổi. Nhất đao cách thế, đùa kiểu gì vậy, không đúng, tiểu tử này tăng thêm kiếm vực, đùa gì vậy. Vừa dứt lời, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể lão già phóng lên cao. Trong luồng khí tức kia còn có một thanh trường thương. Đao khí hạ xuống, trực tiếp rơi vào trên thanh trường thương này. Ầm, tất cả trời đất chấn động mạnh, trong phút chốc, thanh trường thương này cùng đường đao khí kia trực tiếp nổ ra. Ầm ầm, trong thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt, không chỉ có vậy, lấy thôn nhỏ làm trung tâm, núi lớn cùng mặt đất trong phạm vi mấy chục vạn dặm cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, giống như động đất vậy. Càng đáng sợ hơn là hai luồng lực lượng phía chân trời bị nghiền nát, rất nhiều uy lực vô hình còn sót lại tản về bốn phía xung quanh, trong đó có một uy lực còn sót cuốn vào trong thôn kia. Nếu như bước vào thôn, không hề nghi ngờ thôn này sẽ lập tức hóa thành hư vô. Bên dưới, trong lòng lão già kia thầm cả kinh và muốn ra tay, mà vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên giống như đông cứng lại. Bất động, những uy lực còn sót phía chân trời kia còn có những lực lượng phát ra đều dừng lại, mặt đất cùng không gian cũng dần dần bình tĩnh lại. Qua một hơi thở, trong thiên địa đều khôi phục lại bình thường. Lúc này, một người phụ nữ từ bên ngoài thôn đi tới. Phụ nữ trung niên lạnh lùng liếc nhìn lão già Lôi Thôi. Muốn hủy thôn này sao? Lão già chỉ vào phía chân trời. Đại tỷ, trời đất chứng giám, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ta. Tất cả đều là do tiểu tử này, cũng không biết hắn nổi điên cái gì mà động một chút lại tới giết ta. Ngay vừa rồi, tiểu tử này lặng lẽ đến trước mặt của ta, sau đó chém ta một phát, ta thiếu chút nữa đã bị tiểu tử này chém chết. Phụ nữ trung niên kia ngẩng đầu nhìn về phía chân trời và thò tay lên trên tìm kiếm rồi kéo xuống. Ầm, một lực lượng cường đại đột nhiên phóng lên cao, thoáng cái, một bóng người từ trong đám mây rơi xuống, cuối cùng đập mạnh vào mặt đất ở trước mặt nàng. Ầm, toàn bộ mặt đất chấn động mạnh. Bóng người kia dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Dương Diệp từ mặt đất bò dậy, trong tay hắn nắm con dao giết heo lại đi về phía phụ nữ trung niên kia, nàng lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Không nói gì. Lão già Lôi Thôi đột nhiên cười hả hê, thầm nghĩ. Tiểu tử, lão tử xem lần này ngươi chết thế nào, cho dù thần côn cùng sư phụ ngươi tới cũng không thể nào cứu được ngươi, tiểu tử khốn kiếp này. Dương Diệp nhanh chóng đi tới cách nữ tử trung niên xinh đẹp kia một trượng. Vào lúc lão già Lôi Thôi cho rằng Dương Diệp muốn ra tay, Dương Diệp đột nhiên xoay người, cầm theo dao lao về phía hắn. Phụ nữ trung niên. Lão già Lôi Thôi ngây người. Sau đó nhảy dựng lên, mắng. Tiểu tử này giả điên, hắn tuyệt đối là giả điên. Ngươi còn dùng kiếm, một, giả điên. Giờ phút lão già Lôi Thôi cảm thấy Dương Diệp nhất định là đang giả vờ điên. Rõ ràng, Dương Diệp biết phụ nữ trung niên rất mạnh, cho nên hắn mới có thể không ra tay. Thử hỏi một người điên sao có thể còn có lý trí như vậy được. Lúc này, một tay đột nhiên đặt ở trên vai của Dương Diệp. Âm. Một khí tức cường đại trực tiếp ép Dương Diệp xuống. Phụ nữ trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn không phải giả điên, sao có thể như vậy được? Lão già Lôi Thôi không tin. Đại tỷ cũng thấy đấy, người này. Phụ nữ trung niên lắc đầu. Bản năng, phản ứng bản năng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía lão già Lôi Thôi. Vì sao hắn lại nhiều lần tới tìm ngươi? Ta cũng muốn biết mà. Lão già Lôi Thôi lập tức giận. Cũng không biết tiểu tử này nổi điên gì mà động một chút là tới chém ta. Ta nhớ, ta tuyệt đối chưa từng trêu chọc qua hắn. Phụ nữ trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn chắc đang tìm ngươi luyện đao. Lão già Lôi Thôi. Phụ nữ trung niên lại nói. Tốc độ tu luyện của hắn thật sự không tệ, có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện tới tầng thứ nhất của cổ đao kinh. Hơn nữa còn tu luyện thành công nhất đao cách thế, tuy chỉ có hình không có thần, nhưng như vậy đã hiếm có rồi. Đặc biệt là sau khi gia tăng kiếm vực cùng ý điên của hắn, uy lực đã không tầm thường nữa. Đại tỷ. Lúc này,
lão già Lôi Thôi hỏi. Hắn dùng đao, sau đó còn có thể sử dụng kiếm vực à? Sao lại không thể chứ? Phụ nữ trung niên liếc nhìn lão già Lôi Thôi. Phụ nữ trung niên liếc nhìn lão già Lôi Thôi. Đại đạo 3000 lại là trăm sông đổ về một biển. Đương nhiên, kiếm vực dùng để sử dụng đao, tất nhiên không lợi hại bằng sử dụng kiếm. Ngược lại là ý điên của hắn, đao của hắn được ý điên gia tăng đã hoàn toàn khác với đao pháp của Tam Đệ. Đao của Tam Đệ nhanh, chuẩn, mang theo chính khí nghiêm nghị, mà đao của người này lại là hai chữ, điên, ngoan độc. Ai có tiền đồ hơn? Lão già Lôi Thôi hỏi. Phụ nữ trung niên khẽ lắc đầu. Cái này phải xem bản thân bọn họ, tuy nhiên, đao của tiểu tử này càng đáng sợ hơn. Đao của hắn là dùng để giết người, một khi hắn bước vào trạng thái điên, chính là không chết không dừng. Bây giờ ngươi không cảm thấy áp lực là bởi vì ngươi có thực lực vượt xa hắn, cảnh giới áp chế hắn. Nếu như ngươi và hắn không khác nhau, ngươi sẽ cảm nhận được đao này của hắn đáng sợ thế nào. Lão già Lôi Thôi liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Cho dù người này sinh ra ở thời đại cổ xưa, cũng tuyệt đối có thể sinh tồn được, thậm chí trở thành bá chủ một phương. Chỉ là tính cách này của hắn, ôi, không biết là phúc hay là họa của cổ đao phái. Phụ nữ trung niên từ từ nhắm hai mắt lại. Ai nói chính xác được? Đúng rồi, lần sau hắn tới tìm ngươi luyện đao thì đừng tổn thương hắn, cùng luyện với hắn. Nếu hắn là đệ tử của Tam Đệ, vậy cũng tính là một nửa đệ tử của chúng ta. Lão già Lôi Thôi cười gượng nói. Tất nhiên, nếu không, vừa rồi ta đã không hạ thủ lưu tình. Đúng rồi đại tỷ, vì sao lão thần côn coi trọng tiểu tử này như vậy? Phụ nữ trung niên khẽ nói. Ngươi tự đi hỏi hắn đi. Nói xong, nàng xoay người liếc nhìn về cách đó không xa. Nha đầu, ngươi đi theo ta. Nơi đó có một nữ tử đang đứng. Đó chính là Bạch Chỉ Tiên. Thật ra, nàng đã tới từ lâu. Nhưng khi thấy lão già cùng người phụ nữ trung niên này không có ý tổn thương Dương Diệp, nàng cũng không đi ra. Bạch Chỉ Tiên suy nghĩ một lát, sau đó đi tới chỗ phụ nữ trung niên kia. Lão già Lôi Thôi có chút xấu hổ. Tính tình của đại tỷ này vẫn nóng nảy như vậy. Sau khi nữ tử trung niên xinh đẹp rời đi, Dương Diệp lấy lại được tự do. Hai tay Dương Diệp cầm dao lại bổ về phía lão già Lôi Thôi. Lão già Lôi Thôi. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng lão già Lôi Thôi bắt đầu chiến đấu ác liệt. Lần này, lão già Lôi Thôi không đẩy lui Dương Diệp, hắn chỉ tránh hoặc đón đỡ từng đao của Dương Diệp. Cứ như vậy, ngoài thôn không ngừng vang lên từng tiếng ầm ầm. Trong thôn, phụ nữ trung niên đi tới một chỗ vườn rau, nàng lấy ra một cái giỏ và đưa tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên. Cắt rau vào đây cho ta. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn phụ nữ trung niên và không từ chối, nhận lấy giỏ rồi đi tới vườn rau. Cứ như vậy, hai nữ nhân cầm theo một cái giỏ bắt đầu nhặt rau trong vườn. Một lát sau, Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó nói. Tiền bối. Phụ nữ trung niên đột nhiên nói. Ngươi có thể gọi ta là Thái Thẩm. Bạch Chỉ Tiên suy nghĩ một lát, sau đó nói. Thái Thẩm có gì phân phó? Thái Thẩm cầm giỏ thức ăn đi tới bên kia và ngồi xổm xuống, sau đó nói. Nhà đầu, ta nhớ trước đây thần côn cho ngươi một chiếc nhẫn chứa đồ, vì sao ngươi không nhận? Bạch Chỉ Tiên im lặng. Thái Thẩm cười nói. Trong lòng ngươi để ý tiểu tử kia. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Tiền bối, ngài có lẽ không biết, hắn xem ta là một nữ nhân khác. À, Thái Thẩm ngừng động tác trong tay. Nói cho ta biết đi. Bạch Chỉ Tiên im lặng một lát, sau đó nói. Sở dĩ hắn biến thành như vậy là bởi vì nữ nhân hắn yêu mến bị một thế lực ở trong thế giới bên ngoài giết chết. Hắn bi thương căm phẫn quá độ, sau đó lại biến thành như vậy. Thái Thẩm khẽ gật đầu. Không ngờ tiểu tử này còn là một người đa tình. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Ngươi thì sao? Ta à? Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Thái Thẩm nói. Nhà đầu, chúng ta đều là tu hành giả, chúng ta đối với mọi chuyện, bao gồm cả tình cảm đều phải tuân theo nội tâm của mình. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nếu như thích thì phải đi tranh thủ, nếu như không thích thì nên quyết đoán buông tha, Bạch Chỉ Tiên im lặng. Lúc này, Thái Thẩm đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Ngươi có biết vì sao trước đây thần côn phải cho ngươi chiếc nhẫn chứa đồ và bảo ngươi rời khỏi tiểu tử này không? Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Thái Thẩm. Vì sao?
Thái Thẩm cười nói. Nếu như trước đây ngươi cầm cái nhẫn chứa đồ này, ta có thể bảo đảm ngươi chắc chắn không ra được vĩnh hằng bí cảnh. Hắn sẽ giết ta à? Bạch Chỉ Tiên thoáng biến sắc. Vì sao? Thái Thẩm nói. Bởi vì tiểu tử này là người hắn chọn. Ta không biết vì sao hắn phải lựa chọn tiểu tử này, nhưng có thể khẳng định là trên người tiểu tử này nhất định có bí mật gì đó. Mà hắn rõ ràng không muốn bên cạnh tiểu tử này có một người không có ý tốt. Hắn cho ngươi nhẫn chứa đồ chính là đang thử thăm dò ngươi. Thật may là nha đầu ngươi có tình cảm với tiểu tử này, cũng vì vậy, hắn mới thu lại ý định giết người, đồng thời tặng ngươi vĩnh hằng tiên tinh. Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Thái Thẩm, vì sao hắn lại lựa chọn Dương Diệp? Thái Thẩm khẽ lắc đầu. Ta không biết. Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên. Nhà đầu, vườn rau này của ta đang thiếu một người tới giúp, người có bằng lòng không? Lúc này Bạch Chỉ Tiên đứng dậy, sau đó chậm rãi quỳ xuống trước mặt Thái Thẩm. Chỉ Tiên bái kiến sư phụ. Thái Thẩm ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Ta là truyền nhân Trảm Tiên Tông của thời đại cổ xưa. Người bái ta làm sư cũng có nghĩa là ngươi sẽ gia nhập Trảm Tiên Tông. Người có bằng lòng không? Bằng lòng. Bạch Chỉ Tiên tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thái Thẩm khẽ gật đầu, sau đó hai tay giơ lên, Bạch Chỉ Tiên lập tức bị một lực lượng nâng lên. Thái Thẩm lại nói. Từ hôm nay, ngươi liền đi theo ta. Một năm sau, ngươi có thể học tới trình độ nào thì phải xem tạo hóa của ngươi. Một năm. Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Thái Thẩm khẽ gật đầu. Một năm sau thì thôn này sẽ biến mất. Chúng ta cũng sẽ biến mất. Ngươi cũng đừng hỏi gì, khi ngươi nên biết thì tự nhiên sẽ biết thôi. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn phụ nhân trước mắt, nàng càng tò mò hơn về tất cả mọi thứ nơi đây. Trong thời gian tiếp theo, Bạch Chỉ Tiên luôn đi theo phụ nhân, mỗi ngày Dương Diệp ngoại trừ tu luyện chính là đi tìm lão già ở đầu thôn để luyện đao pháp. Theo thời gian dần trôi qua, đao pháp của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng ngoan độc, cũng càng ngày càng mạnh. Đầu thôn. Mỗi khi Dương Diệp đi tới đầu thôn lại có rất nhiều thôn dân đi qua xem. Bên ngoài thôn, Dương Diệp cầm theo con dao đi trước mặt lão già Lôi Thôi, lão già Lôi Thôi nhìn Dương Diệp. Tiểu tử, phóng ngựa qua. Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt lão già Lôi Thôi này, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, Dương Diệp biến thành từng bóng tàn, ở đó chỉ thấy ánh đao, không gặp người. Đao pháp điên. Ở đó có người kinh ngạc kêu lên. Đao pháp điên. Đây là điều mọi người muốn xem. Chẳng biết từ lúc nào, Dương Diệp đã luyện được một bộ đao pháp điên, mặc dù bị gọi là đao pháp điên là bởi vì mỗi lần Dương Diệp rút đao đều chém loạn giống như người điên. Một hơi thở sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, nhưng ánh đao vẫn còn. Dương Diệp thu hồi đao và xoay người rời đi. Lão già Lôi Thôi đưa tay sờ vào không gian trước mặt. Chỗ không gian này có một vết nứt lớn bằng lòng bàn tay. Vết nứt không gian. Mà trên vết nứt không gian này là 100 vết đao. Một hơi thở 100 đao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Dương Diệp cách đó không xa, trong mắt có chút nghiêm trọng. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp tới tìm hắn luyện đao pháp thì không có bố cục gì, là thật sự chém loạn. Nhưng dần dần hắn phát hiện ra đao pháp của Dương Diệp có chút khác biệt. Điểm thứ nhất. Đao của Dương Diệp càng lúc càng nhanh. Điểm thứ hai, mỗi điểm đao rơi của Dương Diệp đều ở cùng một vị trí. Dương Diệp có thể trong một hơi thở chém ra 100 đao. Đó cũng không phải điểm đáng sợ, điểm thật sự đáng sợ là không quan tâm hắn né tránh thế nào, 100 đao này của Dương Diệp đều sẽ bổ vào cùng một chỗ. Ví dụ như, đao thứ nhất chém vào tay hắn, vậy những đao tiếp theo hạ xuống cũng sẽ là tay hắn. Càng đáng sợ hơn là lực và tốc độ của đao đầu và đao cuối của Dương Diệp đều giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không đi đón đỡ một chiêu của Dương Diệp vừa rồi, bởi vì cho dù là hắn cũng không có cách nào tiếp được một chiêu này mà hoàn toàn không tổn hại. Hắn có cảnh giới vượt xa Dương Diệp đấy. Đương nhiên, tuy hắn không thể hoàn toàn không có tổn hại nếu tiếp được đao pháp điên này của Dương Diệp, nhưng có thể phá được một chiêu này, chỉ có điều nếu như hắn mạnh mẽ phá thì nhất định sẽ làm Dương Diệp chấn thương. Bởi vậy hắn lựa chọn né tránh. Trong lòng lão già Lôi Thôi vẫn cảm thấy kinh hãi. Bởi vì Dương Diệp mới là tổ cảnh. Mà hắn biết rõ, cho dù là một cường giả hư chân cảnh ở đây cũng đừng mong dễ dàng phá vỡ không gian ở đây. Nhưng Dương Diệp vừa rồi đã làm được. Điều này có nghĩa là chiến lực Dương Diệp đã đạt được trình độ hư chân cảnh.
mà Dương Diệp mới là tổ cảnh. 3 ngày sau, Dương Diệp lại cầm theo đao đi tới đầu thôn, lão già Lôi Thôi lập tức từ trên băng ghế nhảy dựng lên, hắn vẫn rất đề phòng Dương Diệp. Tiểu tử này rất giỏi đánh lén, lần trước hắn uống say ngủ, thiếu chút nữa đã bị Dương Diệp cắt cổ, bởi vậy hắn không dám khinh thường cùng sơ suất đối với Dương Diệp như trước nữa. Lão già Lôi Thôi đề phòng nhìn Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp ra tay chưa bao giờ chào hỏi. Quả nhiên, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt lão già Lôi Thôi này, giống như trước kia, từng ánh đao lao vọt về phía lão già Lôi Thôi. Một hơi thở đã phát ra 100 đao. Nhưng lão già lại tránh được 100 đao trong một hơi thở. Sau khi Dương Diệp chém ra 100 đao thất bại, lão già khẽ cười, nhưng trong phút chốc, sắc mặt hắn đại biến, cơ thể lắc mạnh một cái và lao vọt đến cách đó 10 trượng. Ở bụng hắn có một vết máu thật sâu. Lão già ngây người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nổi giận mắng. Ngươi còn dùng kiếm, ngươi còn dùng kiếm. Cách đó không xa, tay trái của Dương Diệp cầm dao, tay phải cầm kiếm. Kiếm. Mặc dù bây giờ Dương Diệp đang tu đao, nhưng hắn còn là một kiếm tu. Một vị kiếm tu cường đại. Cho tới nay lão già luôn quên mất điểm ấy, bởi vì mấy ngày qua Dương Diệp vẫn luôn sử dụng đao. Nhưng vừa rồi, Dương Diệp đột nhiên dùng kiếm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn bị một kiếm của Dương Diệp chém cho bụng bị thương. Tuy vết thương không lớn, cũng không nghiêm trọng. Nhưng trong lòng lão già lại cực kỳ chấn động. Đạo pháp của Dương Diệp cũng chính là đao pháp điên. Dương Diệp có thể một hơi thở chém ra 100 đao, 100 đạo trùng vào một điểm, có thể nói là cực hạn của Dương Diệp bây giờ, bởi vì mỗi một đao hắn đều sử dụng toàn lực. Đạo pháp điên có chỗ cường đại chính là trong nháy mắt đó bạo phát ra từng đạo trùng vào một chỗ. Điều này lại giống như chặt cây, nếu như mỗi đạo đều chém vào một chỗ, cái cây này rất nhanh sẽ bị chém đứt. Nhưng nếu như điểm rơi của mỗi một đao không cùng một chỗ, vậy khẳng định phải tốn rất nhiều thời gian mới có khả năng chém đứt cây. Một hơi thở 100 đao là cực hạn của Dương Diệp. Đây là cái nhìn của lão già, mà sự thật cũng là như vậy. Nhưng hắn không ngờ được, sau 100 đao, Dương Diệp tự nhiên lại dùng kiếm đánh tiếp. Hắn càng không nghĩ đến sự tiếp nối này đơn giản không chê vào đâu được. Bởi vì đao pháp điên cần phải huyền cổ khí chống đỡ, 100 đạo sẽ tiêu hao hết huyền cổ khí của Dương Diệp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn thi triển đạo pháp điên xong. Sẽ rời đi, bởi vì không còn huyền cổ khí. Nhưng kiếm lại không cần huyền cổ khí. Nói cách khác, sau đạo pháp điên mà Dương Diệp dùng kiếm sẽ là một loại trạng thái hoàn tơ loạn mới. Có thể nói một kiếm này là vẽ rồng điểm mắt. Hắn tổn thương được ngươi rồi. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Lão già quay đầu nhìn lại, người tới chính là đồ tể này. Tuy nhiên giờ phút này dáng vẻ đồ tể thực sự có chút chật vật. Trên mặt đồ tể có một rãnh máu thật sâu, cơ vết thương còn chưa có hoàn toàn đóng vảy, trong đó thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra. Ngoài ra, ở trên người hắn cũng có gần 10 rãnh máu, mỗi rãnh đều rất sâu. Mà ở trong tay hắn cầm một cái túi lớn màu đen. Giờ phút này, trong mắt đồ tể đầy vẻ kinh ngạc. Lão già khẽ nói. Đó là lão tử không chú ý. Lúc này... Đồ tể này chạy tới trước mặt Dương Diệp và liếc nhìn. Dương Diệp nắm thật chặt con dao trong tay như muốn ra tay, nhưng cuối cùng lại không làm vậy, mà cất dao cùng kiếm, sau đó xoay người rời đi. Ta vẫn cảm thấy tiểu tử này đang giả vờ điên. Lão già đột nhiên nói. Thấy không, tiểu tử này rất thông minh, quá lợi hại thì hắn không đánh, không còn huyền cổ khí, hắn cũng không đánh, mẹ nó, người điên nhà ai mà khôn thế. Đồ tể nói. Ta không ngờ được hắn có thể tu luyện tới cổ đao kinh tầng thứ nhất trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa, bộ đao pháp vừa rồi. Đây là do tiểu tử này tự mình tìm hiểu ra, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy bộ đao pháp này thế nào. Lão già im lặng một lát, sau đó nói. Đối với loại cấp bậc như chúng ta thì nó uy hiếp không lớn, nhưng đối với cường giả đạo chân cùng hư chân cảnh. Sẽ chính là ác mộng, thật ra. Điều làm cho ta tương đối kinh ngạc và tán thưởng chính là tiểu tử này lại muốn kết hợp đao và kiếm, một kiếm vừa rồi thật sự là vẽ rồng điểm mắt. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía đồ tể. Tiểu tử này ra tay quá tàn nhẫn, ý thức chiến đấu cũng cực mạnh. Ta có thể chắc chắn tiểu tử này đi tới ngày hôm nay là do hắn không ngừng đánh tới, nếu không, không có khả năng nắm giữ ý thức chiến đấu như vậy ở loại cảnh giới này, hơn nữa cũng không có khả năng ngoan cường này. Nói tóm lại,
Tam đệ ngươi buôn bán có lời rồi. Cho dù tiểu tử này không thể vượt qua tổ sư cổ đao phái của ngươi, nhưng ta tin tưởng hắn cũng sẽ không làm mai một nó, thậm chí làm cho cổ đao phái thời đại cổ xưa lại danh chấn thiên hạ, sau đó lưu truyền muôn đời. Đồ tể cười hì hì và nhìn về phía lão già. Nhị ca đánh giá rất cao về tiểu tử này nhỉ. Lão già Lôi Thôi khẽ nói. Tiếp xúc với hắn trong khoảng thời gian qua, thành thật mà nói, ta rất thưởng thức tiểu tử này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đồ tể. Ngươi đừng giả vờ với ta nữa. Trước đây nhìn ngươi rất không tình nguyện thu hắn làm đồ đệ, thật ra trong lòng ngươi sớm vui tới nở hoa rồi. Đồ tể trầm giọng nói. Ta cũng không lừa gạt nhị ca, ta quả thật rất vừa ý tiểu tử này. Nhưng sát đạo của tiểu tử này làm cho ta rất lo lắng. Hắn bất kể là tu kiếm, hay là tu đao, đều lấy giết chóc làm chủ, nhị ca cũng biết từ trước đến nay thiên mệnh không dung sát đạo. Đạo giết chóc từ trước tới nay đều không có kết quả tốt. Ta cảm thấy tiểu tử này sẽ khác. Lão già Lôi Thôi trầm giọng nói. Thời đại cổ xưa cũng có người tu sát đạo, nhưng người cũng biết đạo giết chóc của đối phương đó là giết vì giết, giết vì mạnh mẽ. Nhưng sát đạo của tiểu tử này lại khác, nếu không phải vậy, đại thì tuyệt đối không thể bảo ngươi thu hắn làm đồ đệ, lại không bảo ta luyện cùng hắn. Nói cho cùng, bản chất của tiểu tử này không xấu, không phải loại người không có giới hạn cuối cùng. Đồ tể cười hi hi. Nhân phẩm của hắn nhất định là không có vấn đề, nếu không nha đầu kia sao có thể liều mạng bảo vệ hắn như vậy. Thôi ta không nói chuyện với nhị ca nữa, ta đi bồi bổ cơ thể cho tiểu tử này. Lão tử phải tăng hai cánh tay của tiểu tử này lên tới bàn sơn cảnh. Ngươi giết con vượn hoang kia rồi sao? Lão già Lôi Thôi hỏi. Đồ tể khẽ gật đầu. Thật ra, ban đầu ta vốn không muốn đi trêu chọc con nghiệt xúc kia, nhưng nó hết lần này tới lần khác cứ tới tìm ta, ta không có cách nào nên chỉ đành phải giết chết nó. Lấy thực lực của ngươi. Lão già Lôi Thôi liếc nhìn đồ tể, muốn nói lại thôi. Đồ tể trầm giọng nói. Là lão thần côn giúp ta một tay. Hắn giúp ngươi sao? Lão già Lôi Thôi không tin. Đồ tể nói. Ta nói muốn bồi bổ cho hai tay của tiểu tử này, hắn liền ra tay. Lão già Lôi Thôi nhíu mày. Hắn rốt cuộc coi trọng tiểu tử này ở điểm nào? Hay tiểu tử này thật sự là con riêng của hắn? Đồ tể lắc đầu. Ta không quan tâm, ta đi trước xem tiểu tử này đã. Không thể không nói, tiểu tử này cho ta niềm vui bất ngờ thật lớn, ha ha. Vừa dứt lời, đồ tể trực tiếp biến mất. Lão già Lôi Thôi lắc đầu, sau đó trở lại đầu thôn. Trước một gian nhà đá, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất và nhắm mắt tu luyện. Ở phía trước cách hắn không xa là Bạch Chỉ Tiên cùng đồ tể. Giữa ba người là một cái nồi to, mà giờ phút này, Bạch Chỉ Tiên đang không ngừng đi dùng gỗ ngoáy cái nồi này. Trong nồi là một đống thịt màu đen. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn đồ tể bên cạnh, sau đó nói. Tiền bối, đây là gì vậy? Đồ tể quấy rối bỗng chốc trong nồi thịt. Nhà đầu, nếu ngươi là đệ tử của đại tỷ thì cũng là người một nhà. Tuy ta và đại tỷ không phải đồng môn, nhưng cũng có thể gọi ta một tiếng Tam Sư Bá. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Tam Sư Bá. Đồ tể nói, đây là thịt vượn hoang, hoang viên là con cháu của Thái Cổ Cự Yêu, nếu như theo cấp bậc thế giới bên ngoài của các ngươi, nó ở trên giới chân. Nó có huyết mạch Thái Cổ Cự Yêu nhưng không nhiều, cũng không thuần khiết. Chỉ có điều dù sao cũng có một chút. Bởi vậy, tác dụng của nó vẫn vô cùng lớn, đặc biệt là với tiểu tử này. Nồi thịt này có thể nâng cao hai cánh tay của hắn lên một cấp bậc, cũng chính là bàn sơn cảnh mà cổ đao phái ta nói tới. Bàn sơn cảnh? Bạch Chỉ Tiên hỏi. Cảnh giới cơ thể sao? Đồ tể lắc đầu. Không phải, mà là một loại cảnh giới tu luyện hai cánh tay của cổ đao phái ta. Cổ đao phái ta qua các đời có rất ít người tu luyện cơ thể. Phần nhiều chính là tu hai cánh tay càng mạnh, đao pháp lại càng mạnh. Bởi vậy, tổ tiên sáng tạo ra một bộ công pháp cùng kỹ xảo tu luyện hai cánh tay. Hai cánh tay này cũng phân ra ba cảnh giới, theo thứ tự là bàn sơn cảnh, cử địa cảnh và hám thiên cảnh. Bạch Chỉ Tiên nói, cơ thể hắn đã đạt được đạo chân cảnh, điều này có lợi cho đao pháp không? Đồ tể nói, tất nhiên có rồi, không chỉ có lợi mà còn có lợi ích rất lớn. Thật ra, tiểu tử này có thể tu luyện cơ thể tới mức độ này, ta cũng thấy bội phục. Trong tất cả tu luyện giả, thể tu là khó tu nhất, tiểu tử này có thể tăng cơ thể lên tới trình độ như bây giờ,
điều này có nghĩa là tiểu tử này đã từng chịu rất nhiều khổ cực rồi. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh và không nói gì. Được rồi. Lúc này, Đồ Tể nói. Để cho tiểu tử này ăn thịt đi. Ta cũng muốn ăn. Lúc này, một tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Người tới chính là Vương Nhị Nha. Đồ Tể liếc nhìn Vương Nhị Nha. Ăn đi, đủ cho hai người các ngươi ăn. Vương Nhị Nha cười hì hì và chạy tới bên nồi, sau đó vớt lên một miếng thịt liền ăn. Bạch Chỉ Tiên đi tới bên cạnh Dương Diệp và vỗ nhẹ vài cái vào vai hắn. Dương Diệp lập tức mở mắt ra, Bạch Chỉ Tiên chỉ vào thịt trong nồi. Ngươi ăn đi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái nồi này, rất nhanh, hắn đứng lên và đi tới vớt một miếng thịt rồi muốn ăn, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên xoay người, đưa miếng thịt trong tay cho Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên lập tức sửng sốt. Lúc này, Dương Diệp lại đưa miếng thịt trong tay tới phía trước. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp, cứ nhìn như vậy, dần dần ở khóe mắt nàng tràn ra hai hàng nước mắt. Giờ phút này, trái tim cứng rắn trong cơ thể Bạch Đế Nữ Hoàng dần dần tan chảy. Nhà đầu ngươi cũng ăn đi. Lúc này, Đồ Tể đột nhiên nói. Nồi thịt này đủ cho ba người các ngươi ăn, thịt này cũng có lợi cho ngươi. Bạch Chỉ Tiên nhận lấy miếng thịt do Dương Diệp đưa tới trước mặt và bắt đầu nhẹ nhàng nhai. Chỉ có thể nói mùi thịt rất khó ăn, nhưng Bạch Chỉ Tiên lại cảm thấy nó ngọt ngào khác. Vương Nhị Nha vừa ăn vừa mắng. Đồ Tể, ngươi có thể nấu thịt dễ ăn hơn được không? Khó ăn như vậy, ngươi sống thế nào chứ? Ăn không ngon thì đừng ăn nữa. Đồ Tể khẽ nói. Vương Nhị Nha hung hăng trừng mắt với Đồ Tể. Chờ ta ăn no sẽ không ăn nữa. Đồ Tể. Rất nhanh, một nồi thịt đã bị ba người chia hết. Sau khi ăn no, Vương Nhị Nha vỗ nhẹ vào bụng nhỏ. Ta đi ngủ đây, Đồ Tể, lần sau có ăn nhớ gọi ta đấy. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đã biến mất ở phía xa. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn bóng lưng của Vương Nhị Nha, sau đó nói. Nàng có thực lực thật mạnh. Đồ Tể khẽ nói. Thân phận của nha đầu kia thật sự không đơn giản, rất không đơn giản. Bạch Chỉ Tiên đang muốn hỏi gì, Đồ Tể lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh và lấy ra một bình ngọc trắng. Đây là máu tươi của hoang viên, cho hắn uống vào thì có thể nhanh chóng kích phát những năng lượng trong cơ thể hắn. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Sau đó nhận lấy bình ngọc trắng và rót máu của hoang viên vào trong miệng Dương Diệp. Máu tươi vào bụng. Ba hơi thở sau, huyết quản trên toàn thân Dương Diệp đột nhiên dao động kịch liệt. Cùng lúc đó, một lực lượng cường đại chạy loạn ở trong cơ thể Dương Diệp. Trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm cả kinh, vội vàng nhìn về phía Đồ Tể. Đồ Tể đặt tay phải ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, một lực lượng cường đại trực tiếp chút xuống. Dần dần. Lực lượng trong cơ thể Dương Diệp chậm rãi tập trung đến trong hai cánh tay. Theo thời gian dần trôi qua, gân xanh trên cánh tay của Dương Diệp nổi cao, mà tất cả năng lượng của thịt vượn hoang vừa vào trong cơ thể hắn đều bạo phát ra, sau đó theo Đồ Tể dẫn dắt đã liên tục tập trung về phía hai cánh tay của Dương Diệp. Dần dần, hai cánh tay Dương Diệp bắt đầu lột xác. Bạch Chỉ Tiên lại lẳng lặng nhìn. Cũng chỉ có nàng ở bên cạnh, Dương Diệp mới có thể bình tĩnh. Nếu không ai tới gần hắn, đều sẽ ăn một đao pháp điên. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Đồ Tể thu tay về. Trước mặt Đồ Tể, hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, hai tay căng lên. Trên hai cánh tay hắn có gân xanh trải rộng giống như từng con rắn nhỏ, nhìn vô cùng kinh người. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt và nhìn về phía Đồ Tể, trong phút chốc, hai tay hắn chợt đánh về phía Đồ Tể. Đồ Tể dường như sớm đã có dự đoán. Sắc mặt không đổi mà giơ tay lên chắn ở trước mặt mình, ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ầm ầm. Đồ Tể lùi về phía sau 4-5 bước. Dương Diệp lại một lần nữa xông tới, sau đó đánh về phía Đồ Tể. Bạch Chỉ Tiên lại muốn ngăn cản, nhưng Đồ Tể đột nhiên nói. Không cần, hắn cần phải phát ra hết những lực lượng còn thừa trong cánh tay ra ngoài. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó dừng lại. Cách đó không xa, Dương Diệp đánh từng quyền về phía Đồ Tể tê cao tuyệt đối không phản kích mà chỉ đơn thuần đón đỡ. Nhưng lực lượng của Dương Diệp thật sự quá mức mạnh mẽ, cho dù là Đồ Tể đón đỡ từng quyền của hắn cũng không thể hoàn toàn không tổn hại. Bởi vậy, Đồ Tể không ngừng lui về phía sau. Phải biết rằng cơ thể của bản thân Dương Diệp đã đặc biệt mạnh mẽ, bây giờ hai cánh tay của hắn cộng thêm trên cơ thể khiến cho quyền uy đủ để đánh nát không gian.
Cứ như vậy gần một giờ, Dương Diệp mới ngừng lại được. Mệt mỏi hết lực. Giờ phút này, sau khi hắn phát ra những lực lượng cuồng bạo trong cánh tay, cuối cùng đã mệt mỏi hết sức. Đồ Tể liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn vẫn không thể hoàn toàn thích ứng được với lực lượng, người cố gắng chăm sóc cho hắn, chờ trạng thái của hắn khôi phục, ta sẽ tới tìm hắn. Nói xong, Đồ Tể xoay người rời đi. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Dương Diệp, lúc này hắn đã nằm trên mặt đất giống như bị kiệt sức vậy. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu, sau đó đỡ Dương Diệp đi vào bên trong nhà đá. Nàng đặt Dương Diệp ở trên giường và muốn rời đi, Dương Diệp lại kéo thật chặt tay của nàng. Bạch Chỉ Tiên ngây người, do dự một lúc rồi mới ngồi ở bên giường. Nhìn Dương Diệp nằm ở trên giường, hai mắt Bạch Chỉ Tiên dần dần không có tiêu cự. Một ngày sau, Dương Diệp lại xuất hiện ở trong thôn, ở trong tay hắn cầm theo một con đao. Một con dao giết heo. Người đi đường đều tránh né. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới đầu thôn, lão già Lôi Thôi cảm nhận được khí tức của Dương Diệp thì lập tức vội vàng từ trên ghế gỗ nhảy xuống, hắn liếc nhìn Dương Diệp, đột nhiên toàn thân trực tiếp biến mất. Ra tay trước. Trước giờ vẫn luôn là Dương Diệp ra tay trước, lần này hắn phải ra tay trước. Đầu thôn, Dương Diệp đột nhiên giơ đao chém mạnh một phát. Trước mặt Dương Diệp, lão già Lôi Thôi bấm tay điểm vào trên dao giết heo của Dương Diệp. Khi đầu ngón tay của lão già Lôi Thôi ấn lên con dao giết heo của Dương Diệp, vẻ mặt lập tức biến đổi. Dương Diệp liên tục lùi lại phía sau mấy chục bước, mà lão già Lôi Thôi mặc không lui về phía sau, nhưng không gian xung quanh hắn đã nứt ra. Cùng lúc đó, trên ngón tay của lão già Lôi Thôi xuất hiện một vết máu thật dài. Nếu sâu thêm một chút, lão già Lôi Thôi sẽ mất ngón tay này mất. Lão già Lôi Thôi liếc nhìn hai tay của Dương Diệp, sau đó nói. Bàn sơn cảnh, hai cánh tay có thể dọn sạch 10 vạn núi lớn. Phía xa, Dương Diệp lại muốn ra tay, mà lúc này, Đồ Tể cùng Bạch Chỉ Tiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Không tệ không tệ, người khống chế lực lượng tốt vô cùng, đi thôi, bây giờ ta dẫn người đi luyện đao pháp, người sẽ thích vô cùng. Nói xong, hắn xoay người đi về phía sau núi. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc. Sau đó cũng dẫn theo Dương Diệp đi theo. Lúc này, lão già Lôi Thôi xuất hiện ở bên cạnh Đồ Tể. Ngươi nhất định phải dẫn hắn đến sau núi à? Đồ Tể khẽ gật đầu. Chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể làm cho hắn tìm được chỗ thiếu sót trong đao pháp mình, cũng chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể thật sự kích phát tiềm năng chiến đấu của hắn. Nguy hiểm lắm. Lão già Lôi Thôi trầm giọng nói. Đồ Tể cười nói. Không nguy hiểm ta đã không dẫn hắn đi theo rồi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Nhị ca cũng biết, chúng ta không có nhiều thời gian. Không cho tiểu tử này trở nên mạnh mẽ, ta sợ sau khi hắn rời khỏi đây sẽ bị người ta giết chết. Lão già Lôi Thôi liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Cũng phải, các ngươi cẩn thận một chút. Đồ Tể khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp đi về phía sau núi. Chỉ trong giây lát, ba người liền biến mất ở phía xa. Phía nam của thôn, trước một gian nhà trúc có một người trung niên phụ nữ đang đứng, đó chính là Thái Thẩm. Ở cửa nhà trúc là một lão già, chính là gia gia của Vương Nhị Nha mới từ phía sau núi trở về. Lão già liếc nhìn Thái Thẩm, sau đó nói. Có việc gì? Thái Thẩm nhìn thẳng vào lão già. Lão thần côn, vì sao ngươi dùng hết sức lực giúp đỡ tiểu tử kia vậy? Lão già mỉm cười. Hóa ra là vì chuyện này. Ngươi muốn nghe lời nói thật hay là nói giả? Tất nhiên là nói thật. Thái Thẩm nói. Nếu như ngươi bằng lòng nói. Lão già liếc nhìn phía xa, ở đó có một tiểu nữ hài đang luyện quyền. Tiểu nữ hài này chính là Vương Nhị Nha. Lão già khẽ nói. Ta muốn Nhị Nha rời đi chỗ này. Đồng tử của Thái Thẩm đột nhiên co lại. Để nàng đi theo hắn à? Lão già khẽ gật đầu. Hai tay Thái Thẩm chậm rãi nắm chặt lại. Vì sao lại chọn hắn? Lão già lắc đầu. Không thể nói được, vì sao? Thái Thẩm nhìn thẳng vào lão già. Lão già khẽ lắc đầu và xoay người bước vào trong căn nhà trúc. Thái Thẩm nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Phía sau núi. Trên đường đi, Bạch Chỉ Tiên hỏi. Tam sư bá, đây là chỗ nào ở phía sau núi vậy? Đồ Tể nói. C.
Cái gọi là phía sau núi chính là một ngọn núi lớn phía sau thôn chúng ta, trong ngọn núi lớn này có một vài sinh vật mạnh mẽ, phần lớn bọn chúng đều là đời sau của thái cổ cự yêu mạnh mẽ thời đại cổ xưa, có thực lực rất mạnh. Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Sư bá muốn cho Dương Diệp chiến đấu cùng những yêu thú này sao? Đồ Tể khẽ gật đầu. Những yêu thú ở phía sau núi lớn này có thể sống sót đều là tồn tại hung ác, lấy chúng ra luyện cùng thì không còn gì tốt hơn. Ta biết ngươi lo lắng gì, nhưng nếu như không trải qua rèn luyện sống chết, hắn làm sao có thể nâng cao mình được? Bạch Chỉ Tiên im lặng. Đồ Tể lại nói. Bây giờ hắn cần phải chiến đấu rất nhiều. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Chúng ta đến rồi. Bạch Chỉ Tiên ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa là một chỗ rừng rậm. Đồ Tể nhặt một hòn đá trên mặt đất lên, sau đó bấm tay bắn ra, hòn đá này trực tiếp bắn vào trong rừng rậm kia. Cùng lúc đó, hắn vung tay phải lên, cùng Bạch Chỉ Tiên lùi lại trăm trượng. Trong rừng rậm cách đó không xa vẫn yên lặng. Chợt ầm một tiếng. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trong mảnh rừng rậm này chấn động ra, cùng lúc đó, từng bóng tàn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút đao chém xuống. Đao hạ xuống. Ầm. Một bóng đen trực tiếp bay ra ngoài. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Cách mười mấy trượng, hai chân Dương Diệp vừa chạm đất, toàn bộ mặt đất lập tức chấn động mạnh. Ở đối diện Dương Diệp là con cháu của Thái Cổ Cự Yêu với hình dạng giống như sói. Tuy hình dạng giống sói, nhưng lại khác với sói bình thường, hình thể của nó không lớn, trên đầu có hai cái sừng sắc bén như kiếm và cái đuôi dài khoảng một trượng. Thương Hành Lang. Bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, Đồ Tể khẽ nói. Con sói này có tốc độ rất nhanh, lực bạo phát cũng rất mạnh, phòng ngự hơi kém một chút. Đương nhiên, tiểu tử này bây giờ cũng không thể phá được. Nếu như hắn có thể thích ứng được với tốc độ cùng lực bạo phát của Thương Hành Lang, sau này cho dù là gặp phải cường giả giới chân cảnh cũng sẽ không bị người ta lập tức giết chết trong nháy mắt. Không chỉ không bị giết chết, thậm chí còn có sức đánh một trận. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu và ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa, con Thương Hành Lang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt đầy sự tàn ác. Nó lại muốn tấn công, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên phóng người tới trước mặt nó, cùng lúc đó lại đột nhiên rút đao chém. Ở đó, suy 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 suy, từng âm thanh khiến ra đầu người ta tê dại lập tức vang lên. Đó là âm thanh cắt qua không gian. Đao pháp điên, một hơi thở 100 đao. Khi một đao cuối cùng của Dương Diệp hạ xuống, con Thương Hành Lang trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Ở đỉnh đầu nó, cũng chính là giữa hai cây sừng có một vết đao sâu khoảng nửa ngón tay. Chỉ có vết đao lại không có máu, bởi vì Dương Diệp không thật sự chém rách được cơ thể của con Thương Hành Lang, chỉ rách một lớp da của đối phương mà thôi. Con Thương Hành Lang lập tức nổi giận. Theo một tiếng hét giận dữ vang lên ở trong không trung, từng bóng tàn đột nhiên xuất hiện ở đó. Tàn ảnh của Thương Hành Lang. Ầm 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 ầm. Ở đó đột nhiên vang lên những tiếng nổ lớn. Cách đó không xa, đồng tử của Bạch Chỉ Tiên hơi co lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Phía xa, một bóng người không ngừng lùi về phía sau, bóng đen này chính là Dương Diệp. Dưới sự tấn công điên cuồng của Thương Hành Lang, Dương Diệp liên tục thất bại, tháo chạy. Hoàn toàn bị hành hạ. Không bao lâu, trên người của Dương Diệp đã xuất hiện rất nhiều máu. Cứ như vậy hơn 10 hơi thở, đột nhiên. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bị con Thương Hành Lang húc bay ra ngoài trăm trượng, vừa rơi xuống đất thì nó đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, sau đó húc mạnh về phía hắn. Bạch Chỉ Tiên biến sắc và muốn ra tay, nhưng bị Đồ Tể ngăn cản. Đồ Tể lạnh lùng nhìn cảnh tượng cách đó không xa. Là con sói này mạnh mẽ, hay là những kẻ địch bên ngoài của hắn mạnh mẽ hơn? Bạch Chỉ Tiên im lặng. Đồ Tể nói. Không có nhiều thời gian nữa. Đến lúc đó, ở đây biến mất, các ngươi sẽ phải rời đi, khi đó, lấy thực lực của các ngươi bây giờ sẽ phải chết. Cho nên, hắn phải. Nói đến đây, giọng hắn đột nhiên ngừng lại, thay vào đó là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bạch Chỉ Tiên cũng sững sờ. Rất nhanh, vẻ mặt hai người đều có chút khó coi. Cách đó không xa, con sói hoang đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất, đồng thời kêu rên. Mà ở trong tay Dương Diệp đã xuất hiện một vật giống như cà tím đen. Dưới thân của con sói hoang này dường như thiếu đi thứ gì đó. Đồ Tể cùng Bạch Chỉ Tiên tất nhiên biết Thương Hành Lang này thiếu gì. Sắc mặt Đồ Tể rất khó nhìn,
Bạch Chỉ Tiên lại có chút xấu hổ. Cách đó không xa, Thương Hành Lang kêu rên rồi phóng người lên, trốn vào trong rừng rậm kia. Dương Diệp trở lại bên cạnh Bạch Chỉ Tiên. Đồ Tể hung hăng trừng mắt với Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Ban đầu, hắn muốn cho Dương Diệp cùng Thương Hành Lang đánh một trận sinh tử, lấy đó để kích thích ý chí chiến đấu của Dương Diệp. Nhưng hắn không ngờ được chuyện lại biến thành như vậy. Kích phát ý chí chiến đấu gì chứ? Dương Diệp trực tiếp lấy trứng của người ta, còn kích phát cái giám à? Thật ra, Đồ Tể cũng không giận thật, ngược lại hắn còn có chút tán thưởng. Cảnh giới của loài sói này không phải quá cao, chỉ là giới chân cảnh, nhưng đã cao hơn Dương Diệp quá nhiều. Bởi vậy, cho dù Dương Diệp nắm giữ chiến lực nghịch thiên, ngay từ lúc đầu đã bị Thương Hành Lang áp chế chặt chẽ, gần như không có sức đánh trả. Có thể nói Dương Diệp nhất định sẽ thất bại thảm hại. Mà ngay từ đầu mục đích của hắn là để cho Dương Diệp thua, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Bởi vì chỉ có như vậy, Dương Diệp mới có cảm giác nguy cơ, mới có thể tìm được thiếu sót của mình. Hơn nữa, hắn thấy để cho Dương Diệp trải qua vài lần thất bại thảm hại cũng có lợi. Nhưng bây giờ, tất cả dự định cùng ý nghĩ của hắn trước đó đều không còn. Sở dĩ tán thưởng là bởi vì Dương Diệp biết tìm nhược điểm của Thương Hành Lang. Tuy một chiêu này có chút đáng khinh, nhưng khi địch và ta giao đấu, ai sẽ nói công bằng cùng nhân nghĩa với ngươi? Hơn nữa đây là cuộc chiến sinh tử. Ngược lại, Thương Hành Lang chắc chắn rất ủy khuất, vừa không chú ý đã mất trứng. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp trở lại trong thôn. Bên trong nhà trúc, Bạch Chỉ Tiên đặt Dương Diệp ở trên giường. Lúc này, gia gia của Vương Nhị Nha đi đến. Bạch Chỉ Tiên đứng dậy. Tiền bối. Lão già khẽ gật đầu và liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không tệ, bây giờ, bất kể là cơ thể, còn là lực chiến đấu của hắn đều mạnh mẽ hơn trước đây nhiều. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Vãn bối thay hắn cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói. Ta với hắn quen biết không lâu, nhưng vẫn hiểu được nhân phẩm của hắn. Ơn của tiền bối, ngày khác sau khi hắn tỉnh táo nhất định sẽ báo đáp. Lão già liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó cười nói. Ta cũng không giấu ngươi, ta quả thật cần hắn giúp, tuy nhiên đó là chuyện sau này, trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi cứ ở lại đây. Về phương diện tu luyện, ta giúp hắn không được bao nhiêu. Bây giờ hắn được Đồ Tể truyền thụ cũng không cần tới ta nữa. Tuy nhiên, ta còn có thể giúp hắn một chút ở trên phương diện cơ thể. Nói xong, hắn lấy ra một bình ngọc màu trắng lớn bằng nắm tay. Cái này là một lọ tẩy tủy dịch do ta điều chế, có thể chăm sóc nuôi dưỡng cơ thể của hắn, tuy không thể làm cho cơ thể hắn tăng lên một cấp, nhưng lại có thể làm cơ thể của hắn vững chắc, đợi lát nữa ngươi xoa lên toàn thân hắn, chờ hắn hoàn toàn hấp thu xong, lại xoa lên một lần nữa, một ngày hai lần là được. Bây giờ tuy cơ thể hắn đạt tới đạo chân cảnh nhưng cảnh giới chưa vững chắc, trước mắt thứ này có tác dụng rất lớn cho cơ thể của hắn. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó nói. Phải xoa lên toàn thân sao? Lão già khẽ gật đầu. Chỗ nào cũng phải xoa. Sau này ta sẽ điều chế cho hắn một ít linh dịch khác, làm cho cơ thể hắn hoàn toàn vững chắc. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng. Bên trong gian phòng, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên có chút khó coi. Xoa lên toàn thân. Bảo một nữ tử như nàng xoa lên toàn thân cho Dương Diệp. Bạch Chỉ Tiên có chút không muốn. Nhưng ngoại trừ nàng, có thể tìm ai để làm chuyện này chứ? Cũng không thể bảo Đồ Tể hoặc sư phụ mình làm. Dầu dĩ. Đặc biệt dầu dĩ. Một lát sau, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên rời khỏi nhà trúc, tuy nhiên không lâu lắm, nàng lại đi vào nhà trúc, chỉ có đều không đợi mấy khắc lại ra ngoài. Lần này, qua một giờ mới thấy Bạch Chỉ Tiên trở về trong căn nhà trúc. Nàng đi tới bên giường và nhìn Dương Diệp nằm ở trên giường với thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đưa tay ra, Bạch Chỉ Tiên không đưa tay ra. Suy suy suy. Dần dần, một ý điên đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tràn ra. Bạch Chỉ Tiên hung hăng trừng mắt với Dương Diệp, sau đó nàng cầm tay của hắn, lúc này luồng ý điên mới dần dần trở nên bình tĩnh. Một lát sau, Bạch Chỉ Tiên hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng cởi hết tất cả trang phục của Dương Diệp. Nàng lấy ra bình ngọc trắng mà lão già cho mình trước đó. Sau đó đổ một ít lên trước ngực của Dương Diệp, ngay lập tức, một giọt chất lỏng màu xanh biếc rơi vào trên ngực hắn. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó bàn tay áp lên trong ngực của Dương Diệp xoa nhẹ,
Rất nhanh, trong giọt chất lỏng màu xanh biếc này tản ra năng lượng màu xanh lục, Bạch Chỉ Tiên bắt đầu bôi chất lỏng có năng lượng màu xanh lục đến khắp nửa người trên của Dương Diệp. Không bao lâu, nửa người trên của Dương Diệp đã được một tầng chất lỏng màu xanh biếc bao trùm, nhưng nửa người dưới vẫn bình thường. Bạch Chỉ Tiên do dự rất mới bắt đầu chậm rãi chừa tay tiếp, lúc này, nàng hít thở càng lúc càng nhanh, trên mặt cũng chậm rãi ửng đỏ. Thật ra, đến loại cảnh giới như nàng đã nhìn nhận mọi chuyện tương đối nhạt, bao gồm cả chuyện nam nữ. Nhưng nhìn nhạt là một chuyện, tự mình làm chuyện này cho một nam nhân lại là một chuyện khác. Nếu như là trước đây, cho dù nàng có chết cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy cho người khác, bởi vì nàng cảm thấy loại chuyện này thật bẩn bỉu, hạ lưu, thậm chí nàng cảm thấy thân thể của nam nhân bẩn thỉu và hạ lưu. Mà trong giờ phút này, trong lòng nàng không cảm thấy thân thể Dương Diệp bẩn, không cảm thấy thân thể Dương Diệp hạ lưu. Chỉ có một chút ngượng ngùng. Lúc này, không biết đã chạm vào cái gì, tay Bạch Chỉ Tiên giống như bị điện giật rụt trở lại. Nàng nhìn xuống và nhìn thấy cái đó, trong lòng có chút chấn động. Hóa ra là như vậy. Do dự một lúc, tay của nàng lại đặt tới. Lúc này, hơi thở của Dương Diệp trên giường cũng chậm rãi trở nên dồn dập. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, không hiểu sao lại muốn rụt tay lại. Dương Diệp đột nhiên cầm tay nàng và đặt lại chỗ cũ. Biểu tình của Bạch Chỉ Tiên cứng đờ, nàng theo bản năng muốn thu tay về, nhưng lại phát hiện bàn tay nắm tay nàng quá chặt, căn bản không cho nàng thu tay lại, chỉ có thể đặt ở chỗ đó. Xưa có nữ tử mài mực, chuyện này thật sự không đơn giản, phải chú ý rất nhiều điều, xoa nhẹ, mài kỹ, biết phân biệt nặng nhẹ, tốc độ vừa phải. Không thể quá nhẹ, nhẹ sẽ không cảm giác được, quá nặng lại không thoải mái, cũng không thể quá nhanh hay quá nhanh thì tay tê không có lực, quá chậm hoàn toàn không có cảm giác thoải mái. Có thể nói, đây chính là một kỹ thuật sống. Trong gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người càng lúc càng nhanh giống như đang chạy, lại giống như đang luyện công. Cứ như vậy, giằng co rất lâu, cuối cùng. Suy, một tiếng xé gió trầm thấp đột nhiên vang lên ở nơi đây. Bạch Chỉ Tiên lập tức thu tay về, khi nhìn tay phải, trên khuôn mặt nàng đỏ bừng, hung hăng trừng mắt với Dương Diệp trên giường, đây chính là, kiều nữ không biết thú vui trong khuê phòng, ngoài mặt thì nửa oán nửa hận tình lang, muốn thức vật màu trắng trong bàn tay, đôi môi lại khó giấu được suy nghĩ trong lòng, qua rất lâu, chất lỏng màu xanh sẫm đã được thoa trên khắp người Dương Diệp. Những chất lỏng màu xanh biếc kia tuyệt đối không tiến vào trong cơ thể ồ của Dương Diệp, mà lại bám vào trên lớp da của Dương Diệp. Cứ như vậy, da của Dương Diệp bắt đầu thoáng có chút chấn động, qua rất lâu, những chất lỏng mà cô xanh biếc mới thẩm thấu vào trong cơ thể của Dương Diệp, nói chính xác là đi sâu vào xương tủy của Dương Diệp. Dương Diệp là cơ thể đạo chân cảnh, nhưng còn hơi kém, bởi vì là nhờ lão già mạnh mẽ nâng cao cho hắn, tuy nền tảng cơ thể hắn lúc trước rất tốt, nhưng Dương Diệp dù sao cũng không phải nâng cao dần dần lên, bởi vậy cảnh giới của cơ thể cũng không ổn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lão già phải đi tìm dược liệu điều chế nước thuốc cho hắn để chăm sóc nuôi dưỡng cơ thể. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Sau 2 ngày, vết thương trên người của Dương Diệp đã gần lành. Đồ tể lại dẫn Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp vào phía sau núi. 3 người lại tới mảnh rừng rậm lần đầu tiên đã tới kia. Đồ tể bấm tay điểm về phía mảnh rừng rậm này một điểm, một luồng ánh sáng lạnh lập tức tiến vào trong đó. Trong chớp mắt yên lặng, một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong rừng rậm kia vọt ra, ngay sau đó là một tàn ảnh đột nhiên xông về phía Dương Diệp. Nhưng chẳng bao lâu, tàn ảnh kia ngừng lại. Tàn ảnh này chính là Thương Hành Lang. Khi thấy Dương Diệp, trong đôi mắt Thương Hành Lang lập tức hiện lên một sự tàn ác cùng hung dữ. Rõ ràng nó còn nhớ rõ Dương Diệp. Mà giờ phút này, dưới thân của Thương Hành Lang đã mọc ra vật kia. Đến cảnh giới như nó, chân bị đứt mọc lại cũng không phải là chuyện gì khó. Tuy nhiên, hành động của Dương Diệp trước đây chính là sỉ nhục cực lớn đối với nó. Thật sự quá nhục nhã. Thương Hành Lang gầm lên giận dữ và trực tiếp tung người nhảy lên, xông về phía Dương Diệp. Đối diện Thương Hành Lang, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, sau đó giơ dao giết heo chợt chém mạnh về phía trước. Suy, một đao hạ xuống, không gian trực tiếp xuất hiện một vết rất sâu. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp mang theo đao trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm trượng. Ở toàn thân hắn xuất hiện rất nhiều vết rạn rất nhỏ. Dương Diệp vừa dừng lại, con Thương Hành Lang liền nhào tiếp về phía hắn. Nhanh!
thương hành lang có tốc độ quá nhanh, Dương Diệp căn bản không có cách nào né tránh được, với tốc độ này trước mặt, hắn chỉ có thể cứng rắn chống lại. Tại chỗ, ý niên đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, thoáng cái, hắn chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người bay vút lên trời cao, sau đó hai tay nắm dao giết heo chém mạnh xuống phía dưới. Suy, lần này, không gian không phải xuất hiện vết ấn, mà trực tiếp nứt ra. Một hơi thở 100 đao. Dương Diệp lại thi triển ra đao pháp điên của hắn. Trăm đao hạ xuống, Dương Diệp lại một lần nữa bay ra ngoài, nhưng thương hành lang ở cách hắn không xa cũng bị chấn động bay ra ngoài. Dương Diệp vừa dừng lại liền liếm vết máu tươi bên khóe miệng, trong phút chốc, hắn chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một ánh đao lao vọt về phía thương hành lang, mà thương hành lang cũng phóng về phía Dương Diệp. Một người một sói vừa mới tiếp xúc đã bay ngược ra sau. Dương Diệp liên tục phun ra máu tươi, nhưng thương hành lang chỉ bị thương nhẹ. Cách đó không xa, Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Không được, cảnh giới của bọn họ chênh lệch quá nhiều, lực lượng, tốc độ cũng vậy, căn bản không cùng một cấp. Đồ Tể khẽ nói. Nếu cùng một cấp, ta sợ rằng không có mấy người là đối thủ của hắn, ta chính là muốn hắn khiêu chiến vượt cấp, ta chính là muốn hắn lấy yếu đấu mạnh, ta chính là... Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên. Đồ Tể cùng Bạch Chỉ Tiên lại sửng sốt. Chỉ thấy cách đó không xa, Dương Diệp nặng nề bay ra phía sau, ở trong ngực hắn có một vết thương rất sâu, sợ rằng nội tạng cũng nứt ra. Nhưng ở trong tay hắn cầm một thứ giống như cà tím. Cách đó không xa, thương hành lang nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Đồ Tể lập tức khó coi, thân hình hắn lóe lên và đi tới trước mặt Dương Diệp, tức giận nói. Má nó, ngươi có thể đừng kéo đứt trứng của người ta không hả? Lần này, Đồ Tể thật sự tức giận. Dương Diệp lại dùng tới một chiêu này. Mặc dù một chiêu này dễ sử dụng, dù sao sơ hở của thương hành lang chính là chỗ này, cũng là sơ hở duy nhất. Nhưng một chiêu này không dễ nghe đâu. Lúc này nếu như truyền đi, sợ rằng cổ đao phái hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Còn nữa, hắn cũng rất tò mò, vì sao Dương Diệp cứ sử dụng chiêu này mãi. Cổ đao phái của hắn tuyệt đối không có chiêu hải chứng này. Lại là hắn tự nghĩ ra à? Lúc này, Bạch Chỉ Tiên vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn tình cảnh bi thảm của Dương Diệp trước mắt, tim nàng nhói đau, do dự một lúc, nàng mới nhìn về phía Đồ Tể. Sư bá, ta thấy chiêu gì có thể giết người được thì đều là chiêu tốt thôi. Sư bá thấy thế nào? Thật ra, nàng cũng cảm thấy một chiêu này của Dương Diệp có hơi tệ, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ, thật ra Dương Diệp làm như thế cũng không có gì đáng trách. Thương hành lang có thực lực vượt xa hắn, nếu như hắn không dùng một chiêu này, như vậy kết cục của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm, Đồ Tể lắc đầu. Người này, thôi đi, người dẫn hắn đi chữa thương. Ta muốn yên tĩnh một lát. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp rồi bế hắn mang về trong thôn. Bên trong nhà trúc, Dương Diệp nằm ở trên giường, hồng mông tử khí trong cơ thể hắn đang không ngừng chữa trị cơ thể. Chỉ có điều bây giờ không có hồng mông tháp, bất kể là số lượng của hồng mông tử khí, hay tốc độ khôi phục đều không lớn bằng lúc trước. Bôi thuốc. Bạch Chỉ Tiên lấy ra bình ngọc trắng và lại muốn bắt đầu thoa thuốc cho Dương Diệp. Nàng theo bản năng có chút kháng cự đối với chuyện này, bởi vì bây giờ Dương Diệp hình như rất thích nàng bôi thuốc cho hắn, mỗi lần bôi thuốc đều sẽ phát sinh một vài chuyện không thể cho ai biết. Nhưng ngoại trừ nàng ra thì không có ai khác có thể tới làm chuyện này. Nhưng thật may, thoa nhiều cũng thành thói quen. Cứ như vậy, bên trong gian phòng lại bắt đầu chuyện xấu hổ thẹn thùng này. Ở đầu thôn, ba người Bồ Tể, lão già Lôi Thôi, Thái Thẩm tập trung lại. Đồ Tể ngồi dưới đất, ôm quyền nói với hai người trước mặt. Đại tỷ, nhị ca, ban đầu đây là chuyện riêng của ta, nhưng chỗ đó thực sự nguy hiểm, lấy lực lượng cá nhân của ta mà tiến vào trong đó thì thật sự không nắm chắc sẽ trở về. Cho nên ta chỉ có thể thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ. Thái Thẩm nhíu mày. Ngươi muốn lấy đao à? Đồ Tể khẽ gật đầu. Con dao giết heo này tuy không phải là vật tầm thường, nhưng cũng không thích hợp cho tiểu tử này sử dụng. Tiểu tử này có lực lượng thân thể rất mạnh, lực lượng của hai cánh tay còn vượt qua một vài con cháu thái cổ cự yêu, hắn chắc hẳn sẽ sử dụng đao nặng. Thanh đao của cổ đao phái ta vừa vặn thích hợp với hắn.
Đồ Tể trầm giọng nói. Ngay từ lúc đầu, ta nghĩ rằng ngươi chỉ thu một đệ tử vui đùa một chút thôi, không ngờ được, tam đệ ngươi lại nghiêm túc. Có thể không nghiêm túc được sao? Đồ Tể lắc đầu nói. Ở chỗ không có ánh mặt trời này, chúng ta lại có thể còn sống bao lâu nữa, bây giờ không truyền thừa cổ đao phái cho tiểu tử này, sau này thế gian sợ rằng sẽ không có cổ đao phái nữa. Dù sao, tông môn của ta khác với đại tỷ và nhị ca, chúng ta đều là một truyền một suốt mấy đời. Không thể đi. Lúc này, Thái Thẩm đột nhiên nói. Vì sao? Đồ Tể không hiểu. Thái Thẩm quay đầu lại nhìn về phía này phía sau núi. Bên kia, càng lúc càng không ổn định, bên ngoài tốt hơn, nhưng sâu bên trong. Nói đến đây, nàng nhíu chặt chân mày. Sợ rằng bọn họ sắp gây sự rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Đồ Tể cùng lão già Lôi Thôi cũng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ lại muốn nổi điên gì chứ? Đồ Tể hỏi. Thái Thẩm khẽ nói. Còn không phải là muốn chạy khỏi nơi này sao? Đáng tiếc, tất cả đều chỉ phí công. Vì sao? Đồ Tể trầm giọng nói. Theo ta được biết, huyết mạch của mấy vị kia đều đặc biệt thuần khiết, một vị trong đó còn có thể nói là thái cổ cự yêu thật sự. Qua nhiều năm như vậy, người kia vẫn tu luyện, sợ rằng thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Nếu như bọn họ liên thủ, ta thấy vẫn còn có cơ hội. Thái Thẩm nhìn về phía Đồ Tể. Ngươi cho rằng qua nhiều năm như vậy mỗi ngày vị kia cũng chỉ hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn sao? Chúng ta đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn cũng vậy. Nếu như cộng thêm chúng ta lại không có cơ hội sao? Đồ Tể hỏi. Thái Thẩm lắc đầu. Nếu có cơ hội, lão thần côn cũng sẽ không bắt đầu căn dặn hậu sự vào lúc này. Nói đến đây, Thái Thẩm chậm rãi đứng lên. Không có nhiều thời gian nữa. Tam đệ còn gì chưa dậy thì mau chóng dậy cho hắn đi. Trước khi mấy người kia gây sự, cần phải để hai đứa nhỏ rời khỏi nơi này trước. Về phần ba thanh đao của cổ đao phái thì tạm thời không cần nghĩ tới. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đồ Tể trầm giọng nói. Sợ rằng thôn trang nhỏ này cũng không thể thái bình được bao lâu nữa. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy và biến mất ở phía xa. Vết thương trên người của Dương Diệp vừa lành đã bị Đồ Tể dẫn tới sau núi, Bạch Chỉ Tiên tất nhiên cũng đi cùng bọn họ. Chỉ có Bạch Chỉ Tiên có thể làm cho Dương Diệp bình tĩnh trở lại, ngoại trừ Bạch Chỉ Tiên, bây giờ Dương Diệp gặp ai cũng dám chém vài đao. Lại là rừng rậm trước đây. Ngược lại không phải Đồ Tể thích rừng rậm này, mà ở trong những đại yêu hắn biết, chỉ có con Thương Hành Lang này yêu hơn, các đại yêu khác đều quá mạnh mẽ, hắn lo lắng Dương Diệp bây giờ không chịu nổi. Đồ Tể liếc nhìn rừng rậm kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.